chương 31 Tuyệt địa cầu sinh hát hình thức 4. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hồi phục thành hướng tới không có gì quan liêu thói quen, dù sao trước đây này vài cái hiện tại cái gọi là bộ trưởng cũng không phải cái gì chính quy xuất thân, bởi vậy hội nghị tổng là cấp tốc mà bắt đầu cấp tốc chấm dứt, sạch sẽ lưu loát. Hôm nay hội nghị cũng cùng đi thường nhất dạng tan cuộc. Lôi lãnh thoáng thu thu động tác của mình, đã thật lâu không có cùng tỉnh thu đơn độc ở chung đáy lòng hắn lại có điểm ngứa, dù sao tan thi muốn đánh, lão bà cũng không có thể ném, tại đông đảo biến số bên trong, duy nhất không thay đổi vẫn như cũ là cái kia nàng, tỉnh thu. Hơi hơi nhớ tới tên của nàng liền đáy lòng một mảnh ôm nhu nhớ nhung, đương nhiên nàng cái kia hỗn cầu nhi tử vẫn là nhất dạng thiếu đòn. Quách trì có thể cảm nhận được áp lực lưng như bị kim châm, nhưng là hắn một chút đều không sợ, sẽ hắn chính là mụ mụ tiểu bảo bối, cái gì kia lôi bộ trưởng tính cái gì? Hừ, mụ mụ là của hắn, tuy rằng đã không là tiểu thí hài, nhưng ở ngoại địch trước mặt hắn một phen bổ nhào vào tự gia mụ mụ trong ngực hắn thừa dịp mụ mụ còn tại cùng chi chi tỷ tỷ nói chuyện, tấn tốc quay đầu lại hướng lôi lãnh kia thè lưỡi. Lôi lãnh thấy được tiểu tử thúi kia làm mặt quỷ, nếu không là tỉnh thu còn tại hắn nhất định phải cấp tên tiểu tử kia một cái hảo nhìn. Lôi bộ trưởng, chúng ta đi thôi. Kiếp sinh sinh âm thanh động đất âm từ phía sau toát ra, đem lôi lãnh sợ tới mức một cái giật mình, vừa quay đầu lại, quả nhiên là Thủy Thiên Nhu, đã tại nàng trên tay ăn một vạn cái mệt lôi lãnh sớm sẽ không ăn nàng này bộ. Có thể cảm giác đến ngay trước đến tự đang tỉnh thu tầm mắt, nhiều ít không sản cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Dù sao tỉnh thu để ý nhiều này đó, bảo bối bộ trưởng nhóm, nàng trong lòng toàn cũng biết đến rất. Tỉnh thu tỷ tỉ. Ta hai ngày này dùng ta không gian loại ra đặc biệt đại đặc biệt ăn ngon thảo môi, thỉnh ngươi cùng tiểu Trì ăn a." À. Hứa Chi Chi dán tại đang tỉnh thu bên người, liếu Triếu nói cái không ngừng, một hồi là thảo môi, một hồi là không gian, giống như đề tài nói như thế nào cũng nói không hoàng. Dùng dư quan liếc đến Lôi Lãnh đã bị Thủy Thiên Nhu kéo chạy cảnh tượng, nàng ở trong lòng yên lặng mà đánh thượng một cái cự đại câu, hừ, tra nam còn tưởng phao đang mỹ nhân, nghĩ đến rất mỹ đi. Đang mỹ nhân là đại gia cộng đồng tài phú, người mỹ thiện tâm nữ thần tuyệt đối không thể bị tra nam làm bẩn. Đang tỉnh thu điểm điểm hứa chi chi đầu, bật cười nói: "Ngươi a, à, suy nghĩ cái gì đồ vật?" Nguyên lai like đối vị này hẳn là xuyên thư tới nữ sinh trong lòng còn có chút phòng bị, cũng thật tiếp xúc lại phát hiện đối phương là cái mười phần ngốc đại tỷ, đơn thuần đến rất, đánh giá nếu đến trước nhìn rất nhiều về lôi lãnh nói bậy, mỗi ngày liền nghĩ ngắm bắn nhân gia động bất động phóng một lãnh tử. Đồng dạng đối cùng lôi lãnh vị này nam chủ quan hoàng đại khai nam nhân thân mật tiếp xúc không có hứng thú nàng liền thuận hứa chi chi ý, có khi xem bọn hắn như vậy ám xoa xoa tranh đấu còn có chút có thú. Quách trì học mụ mụ, nhẹ nhàng mà tại chi chi tỷ tỷ trên đầu điểm điểm, ha ha mà cười mở, chi chi tỷ tốt nhất, hắn biết, tựa như dũng sĩ nhất dạng giúp đỡ đánh đi rồi đại ma vương lôi lãnh liên tiếp bị hai cái người tập kích cái tráng hứa chi chi ngây ngốc mà cười, bị đại mỹ nhân gãi đầu cảm giác không thể càng hảo. Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia tiễn nổ bạc trương. Lạnh mặt lôi lạnh mang theo vài cái hạ quan, đến cung có thể sở liền là nắm lên nguồn năng lượng chuyển hóa nghi bắt đầu phóng điện, rất là thuần thục. Là, thuần thục, dù sao tại tận thế sau đó, nguồn năng lượng khang hiếm, tuy rằng điện năng sớm bị nhân loại buông tha đã lâu, nhưng đang tỉnh thu như trước bằng vào nàng phi phàm nghiên cứu lực nghiên cứu ra nguồn năng lượng chuyển hóa khí, một khi cung cấp điện liền có thể chuyển hóa vi cự đại năng lượng dự trữ. Đương nhiên, lôi lãnh này đó sẽ đi đường cung cấp điện trạm từ lúc nguồn năng lượng chuyển hóa khí một khi phát minh, liền trở thành hương bánh trái, hơi chút có rảnh đã bị đãi đến này phóng điện, nếu không là còn cần bọn họ đánh tan thi, phỏng chừng sẽ bị nương tử quân nhóm đè nặng hút khô mới thôi chữa bệnh sở trước mắt nguồn năng lượng khan hiếm, bởi vậy lần này cung có thể liền trước tăng cường chữa bệnh sở, một đám nữ nhân liền vây quanh vài cái điện hệ dị năng giả vây quanh nguồn năng lượng chuyển hóa khí nói nở nụ cười. Lôi Lãnh nhìn chung quanh vài cái cấp dưới kia bị mê đến suy nghĩ sâu xa không thuộc, hận không thể đem mình dị năng đào không bộ dáng, dưới đáy lòng thầm mắng thủy thiên nhu âm hiểm. Lúc này đời trước cái kia ôm nhu hào phóng giải ngữ hoa hình tượng sớm đã bị mạt đến không còn một mảnh. Này đàn không kiến thức, muốn là tại đời trước, đi theo hắn này vài cái tiểu đệ đã sớm mỗi cái lão bà mãn ốc. Đệ Tam tiểu đội đội trưởng An Ngô mặt đỏ rần, tại quân bộ trong phần lớn lấy nam nhân vi chủ, đảo không phải là bởi vì nữ tính sức chiến đấu thấp hoặc là kỳ thị nữ tính, bọn họ thành chủ lực lượng ai đều kiến thức quá, nào dám nói nữ nhân không được. Tại hồi phục trong thành người cũng biết, này đó nương tử quân chính là vì bọn họ đem hậu cần công tác làm được viên viên tràn đầy có thể chiếm được một cái làm tức phụ đây chính là quá may mắn, muốn là không cái năng lực, dáng người, lãng mạn gì gì đó, muốn đuổi theo đến này đó muội tử nghĩ đến Mỹ. Có thể cùng chữa bệnh sở các cô nương tiếp xúc gần gũi, đây chính là lại khó được bất quá cơ hội, bọn họ mới sẽ không giống bộ trưởng nhất dạng, cả ngày khi dễ muội tử, như vậy nhất định là thảo không đến lão bà. Nhưng là làm theo bộ trưởng lâu như vậy binh, Hắn biết bộ trưởng cùng bên ngoài những cái đó không đem nữ nhân đưa người nhân ra không giống. Hắn cũng không từng xem thường nữ nhân. Chẳng sợ từng có hiểu lầm, tại sự kiện kia sau cũng sẽ không lại đối lôi lãnh có sai lầm nhận tri. Nữ tính bản thân cùng nam tính tưởng so, tại thể trạng trên lệch, cho dù nắm giữ dị năng sau đó, thân thể thể năng thượng trên lệch cũng vô pháp không trải qua rèn luyện hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa nữ tính đặc biệt sinh lý kỳ Mùi máu tươi dễ dàng đưa tới tang thi chờ vấn đề, liền càng nhiều đem nữ tính dị năng giả phóng ở trong thành kiến tạo cập làm hậu cần công tác. Nhưng ở mặt thế trong, sau so tang thi càng đáng sợ, có đôi khi là nhân tâm. Quân bộ đã từng thứ hai tiểu đội đúng là thuần nữ tính tổ chức chiến đấu tiểu đội, sức chiến đấu tuyệt đối không dung kinh thường, nhưng là tại hơn hai năm trước một lần nhiệm vụ bên trong, từ không can thiệp quân bộ vận hành thành chủ sấm trên gió cuốn, khảm rớt tiểu đội biên chế lúc ấy tiểu đội đội trưởng hàng băng cũng chính là hiện tại phòng thủ thành phố bộ phụ trách người nàng, từ kia ngày sau cơ hồ chưa từng lại cười quá. Bọn họ cũng đều biết sự kiện kia. Từ thành chủ dẫn dắt hồi phục thành hướng tới không giống bên ngoài nhất dạng không đem nữ nhân đưa người, có lẽ là nam tính rèn luyện đến càng nhiều, hay là nguyên bản nam tính nhân khẩu liền so nhiều nữ nhân, tận thế sau đó nam nhân may mắn còn tồn tại dẫn cập dị năng thức tỉnh vẫn là cao hơn nữ nhân, địa cầu về tới cá lớn nuốt cá bé thế giới cậy cường lăng yếu cũng không ít thấy ở bên ngoài một cái tiểu đội cùng chung một cái chiến lợi phẩm hoặc là một cường giả đồng thời có được nhiều cái phụ thuộc tuyệt không hiếm thấy đương nhiên hồi phục thành chưa từng có loại này quy tắc khi đó ra ngoài hành động thứ hai tiểu đội tổ ba người liền gặp như vậy một cái cùng chung tiểu đội năm cái thực lực cũng không lầm dị năng giả quyển dưỡng hai nữ nhân bọn họ xưng hô hai nàng vi nữ nô chán ngấy thời điểm có thể cùng cái khác tiểu đội trao đổi, thiếu thực thiếu y có thể đưa đi ra ngoài những người hưởng thụ. Các nàng phát giác này một chuyện thực nguyên với một hồi câu cá. Một hồi dùng nữ nô điếu nữ nhân đi săn hoạt động, bị kéo tại xe sau quay cùng tìm niềm vui nữ nô, vô pháp kiềm chế cảm xúc nữ nhân, một hồi thất bại cứu giúp, ba người đi, một người về. Sau lại lôi lãnh mang theo tiểu đội đem may mắn còn tồn tại kia một người cứu trở về, khi đó đã là nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng bộ dáng. Lôi Bộ trưởng, các ngươi như vậy giống như rất nhiều năm trước địa cầu nhất bộ hoạt hình, gọi là gì tới, những ta suy nghĩ a. À? Thủy Thiên nhu lộ ra tự hỏi thần sắc. A, à, nghĩ tới, gọi làm thần kỳ bảo bối, các ngươi giống như thần kỳ bảo bối nga. Muốn hay không học gọi vừa gọi, hình như là cái gì gia tạp, gia tạp, đúng không? Lôi lãnh nhẫn nại đến cực hạn hắn bay nhanh mà quán bản phân cho hắn ba cái nguồn năng lượng chuyển hóa khí, liền tỏ ý Thủy Thiên Nhu mượn một bước nói chuyện, vốn tưởng rằng đối phương sẽ trốn tránh, nhưng không tưởng cư tư nhiên liền như vậy đi theo hắn đi tới bên ngoài, như thế nhượng hắn có chút kinh ngạc. Nhu Nhu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mím môi, lôi lãnh gọi ra cái này đã lâu xưng hô. Hắn như nhớ rõ đời trước nằm ở bên cạnh hắn làm nũng kêu khổ nữ nhân bộ dáng, khi đó nàng ngàn y trăm thuận, có chút bỉ khuất liền sẽ cùng hắn oán giận. đời này hắn lần đầu tiên nhìn thấy thủy thiên nhu chỉ biết nàng cùng hắn đều là sống thêm một lần, có thể vốn định lại tục tiền duyên, cùng nhu nhu hảo hảo nói chuyện hắn, nhưng không biết vì cái gì nàng lại thay đổi. a lãnh. thủy thiên nhu oai đầu, gọi ra cái này đã lâu xưng hô, lôi lãnh chất phát mà gật gật đầu, có chút không biết làm sao, cái này xưng hô với hắn mà nói cách biệt rất lâu, lấy lại tinh thần nhịn không được truy vấn. Ngươi là nhớ rõ ta đúng hay không? Vậy tại sao? Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì bất hòa ngươi lại cùng một chỗ? Ngăn chặn cái miệng của hắn, Thủy Thiên Nhu cười hỏi, tại chiếm được đối phương trả lời sau đó càng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Lôi lãnh lãnh mặt, không biết đối phương rốt cuộc tại cười cái gì? Ngươi nhìn xem bên ngoài, ngươi nhìn thấy cái gì? Nàng chỉ vào cung có thể sở hạ con đường lôi lãnh theo nàng tay nhìn hạ, là chỉnh tề con đường, tốt năm tốt ba người đi đường, có nam nhân thay nữ nhân chống ô đi tới, độc thân nam nhân hâm mộ mà nhìn, có ngồi ở ven đường đang tại dùng kim chúc dị năng tu lộ tiểu đội. Cùng bình thường không có dị thường, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Thủy Thiên Nhu lại chỉ chỉ phòng trong, tỏ ý hắn hướng trong nhìn. Trong phòng là chữa bệnh trạm nương tử quân nhóm vòng quanh tiểu đệ của hắn treo đùa, lẫn nhau đùa với cười mở hoa lôi lãnh không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cho mình nhìn cái gì, có chút bất mãn, cao mày. Thủy Thiên Nhu nhìn về phía phương xa, ánh mắt nhu hòa. Ta nhìn thấy chính là trật tự, ta nhìn thấy chính là tự do cùng bình đẳng. Ta không cho các ngươi ngang hàng cùng tự do sao? Ta chẳng lẽ không có kiến thiết tân vương quốc sao? Hắn bất mãn cực kỳ, đã từng sở hữu bị phủ nhận sợ hãi áp lực trong lòng đầu, nhất thời có chút nang kham, không kể bất an cảm quyển đầy tâm hắn nữ nhân, đang nói gì đấy? Ngươi nói là cái gì tự do ngang hàng ni? Thủy Thiên Nhu cười. Ngươi là nói ngươi thành lập cái kia cá lớn nuốt cá bé quốc sao? Chỉ cần người so người cường, có thể dẫm tại một người khác trên đầu cái kia quốc sao? Tự do không phải là chỉ có cường giả tự do mới gọi tự do, chúng ta vương, ngươi hiểu không? Lôi lạnh như gặp sét đánh. Ngươi đem chúng ta đều nhốt tại tường trong tranh đoạt ngươi sủng ái, Thủ hạ của ngươi, bằng hữu của ngươi, chỉ cần tưởng, có ai mà không hậu cung ba nghìn. Thủy Thiên Nhu tới gần lôi lãnh, thanh âm nhẹ nhàng. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Đã từng chúng ta cũng là hoạt sinh sinh độc lập người. Chúng ta có tay có chân, đã từng tiêu phí nhiều ít năm cố gắng, có thể có được độc lập quyền lực, vì cái gì tước đoạt chúng ta quyền lực người còn muốn bảo chúng ta cam tâm tình nguyện đi. Ta! ta không có cường bách quá các ngươi. Hắn theo bản năng mà rút lui hai bước. Đúng vậy, ngươi không có cường bách chúng ta, nhưng chúng ta nếu đi, có thể sống sót sao? Không là tang thi sẽ ăn chúng ta, ăn chúng ta đúng là các ngươi a. À. Thủy Thiên Nhu tay nhẹ nhẹ mà bỏ vào lôi lãnh trên người, lôi lãnh chẳng biết tại sao lại lui hai bước, sinh sôi kéo ra khoảng cách. Ta đã từng rất thống khổ, tận thế ập đến trước, ta vì mình mà kiêu ngạo, tận thế ập đến sau đó ta lại muốn vì ta là người khác nữ nhân mà kiêu ngạo mà an tâm nàng tự hồ là tại nghi ngờ chính mình thần sắc thống khổ không có trật tự thời điểm cái gì đều là tồn tại có trật tự sau đó người chỉ có thể dựa theo trật tự đi ngươi có hiểu hay không a à, ngươi trật tự hủy chúng ta nàng từng huyễn tưởng chấm dứt mặt thế sau đó có thể trở về đến từ trước nàng có thể giống như trước nhất dạng công tác đọc sách xã giao. Có thể lôi lãnh thành lập một phu nhiều thê nhà giam gắt gao mà bao phủ bọn họ sở hữu người, tin tường nói cho bọn họ, đừng nghĩ, các ngươi là người khác phụ thuộc. Nàng biết, là nàng vô dụng, nàng không có cố gắng đề cao mình vũ lực, không có cố gắng đánh bại người khác vì mình tranh đoạt quyền lực. Chính là, Thủy Thiên Nhu tự hồ đột nhiên bình ổn sở hữu kích động, cười, dựa vào tại lan can phía trên. Ngươi nhìn, hiện tại thật tốt vương tay nhìn chính mình tay. Ta có thể dựa vào chính mình tay, chính mình chân còn sống, ta không cần ngươi, ta sống đích thực rất hảo, ngươi biết không? Ta vương. Chỉ có Thủy Thiên Nhu biết, nàng tại quyết định thấy lôi lãnh trước có bao nhiêu rối rắm. Nếu không có lôi lãnh, có lẽ càng nhiều người muốn thụ càng vì trường cửu tan thi tra tấn, có thể nếu có lôi lãnh, cũng sẽ có rất nhiều người tại tương lai thực rất nhiều trong triệt để mà mất đi các nàng cùng sinh câu tới quyền lợi nhưng là, hoàn hảo. Trong phòng đầu không biết nói tới cái gì, nam hài nữ hài tiếng cười đang chéo thành một đoàn, xuyên thấu qua môn truyền ra. Nhìn thần sắc chật vật lôi lãnh, Thủy Thiên Nhu cười. Trước mắt cái này chật vật nam nhân, đã từng là tối tôn trọng các nàng người, cùng đám kia đem nữ nhân đương nữ nô ngoạn ý hoàn toàn bất đồng, hắn tôn trọng mỗi một nữ nhân, sau đó đem các nàng vòng đến cùng một vòng tròn trong, những các nàng từ nô lệ biến thành gia dưỡng sủng vật nhưng hiện tại bất đồng. Các nàng chính là các nàng, hoặc sinh sinh người. Xoay người trở về phòng nàng một lần cũng không quay đầu lại nhìn cái này tiền thế nàng mỗi ngày làm nũng cầu sủng nam nhân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Tuyệt địa cầu sinh hát hình thức 5. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đối lôi lãnh mà ngôn, thủy thiên nhu nói những lời này mỗi một chữ cũng giống như nện ở hắn trong ngực cuộc đời của hắn trừ bỏ thình lình xảy ra tử vong ngoại luôn luôn là thuận buồm xuôi gió xuyên qua trước là binh vương trừ bỏ không có lão bà ngoại bách chiến bách thắng xuyên qua sau là mạnh nhất người nắm giữ sấm sét cùng hàng băng quy luật người chắn giết người phật chắn sát phật huynh đệ mỗi cái duy hắn là chim lão bà tuy rằng ngẫu nhiên tranh sủng nhưng tổng là quay chung quanh hắn có thể từ kia mạc danh kỳ diệu tử vong đến giờ phút này, hắn lại phát hiện hắn từng tự cho là mình có được tất cả đều là mộng. Quách trì cũng sớm đã rơi xuống đất vung hoang, không có lôi lãnh uy hiếp, hắn mới sẽ không ngạnh chơi xấu mụ mụ trên người không đi ni, hắn chính là tiểu nam tử hán. Phía sau mụ mụ còn tại cùng chi chi tỷ trò chuyện thiên, hắn đã đi trước tìm được tiểu đồng bọn nhóm thật vui vẻ mà đàm luận khởi thuộc về bọn hắn đề tài. Phó bộ trưởng, phó bộ trưởng, chúng ta hôm nay có thể cùng thành chủ cùng nhau chơi sao cây cải đỏ đầu một bản chính sách mà hướng phó bộ trưởng đưa ra chiến lược tính nhu cầu bọn họ cũng tưởng muốn thành chủ thân thân ôm ôm dơ cao cao không để mắt đến tiểu thủ hạ nhóm tha thiết chờ đợi tiểu nhãn thần thẳng tiểu bộ ngực mà quách trì nâng lên chính mình cầm rất là cao lãnh không thể hắn chỉ biết bọn họ đối chính mình mụ mụ mưu đồ gây rối mụ mụ thân thân ôm ôm dơ cao cao là thuộc loại hắn một người, hắn mới mặc kệ ni. Cây cải đỏ đầu nhóm vạn người một lòng mà phát ra buồn bực tiếng kêu. Nhà! Chú ý tới phát ra không yên ổn tình huống, đang tỉnh thu cười đã đi tới, một cái tiếp một cái nhu nhu bọn họ mềm mại phát đỉnh, bán ngồi sổn xuống mỉm cười đạo. Cũng không thể cãi nhau nga. Quách tiểu trì cái gì cũng tốt, chính là A, à, rất kề cận nàng, quá yêu ghen tị vì thế vừa mới còn buồn bực cây cải đỏ đầu nhóm đỏ mặt, nháy mắt, ngây ngốc mà che vừa mới bị sờ qua phát đỉnh, cười đến ngốc ngốc không ngừng gật đầu. Đứng ở phía sau quách trì đã sớm hắt mặt xiên eo khí thành cái tiểu cá nóc, hắn dùng tự nhận là tối có lực sát thương biểu tình hung tợn mà trừng mắt nhìn này đó không nghe lời cấp dưới một vòng, lại được đến đối phương dạy ra ánh mắt sau càng là gấp bội đem mình cấp tức giận đến thẳng dậm chân quỷ quốc đến như tiểu đạn pháo phát hồi mụ mụ trong ngực hắn quyết tâm lần sau không bao giờ mang mụ mụ tìm đến tiểu đồng bọn. Còn tại vuốt phát đỉnh ngây ngô cười cây cải cũ đầu nhóm cũng không biết bình thường tin cậy phó bộ trưởng đang tại sau lưng họa vòng vòng dự bị cho bọn hắn làm khó dễ. Tiêu lệ quân ngơ ngác mà nhìn xa xa trong truyền thuyết đơn thành chủ cùng bọn nhỏ cười thành một vòng bộ dáng, nửa ngày không động cước bộ. Miệng nàng môi thoáng run rẩy, phát trung thanh tuyến tiết lộ xuất nội tâm của nàng kinh ngạc thật là cái nữ nhân có phải hay không thật bất ngờ trong trẻo giọng nữ tại bên tai vang lên sợ tới mức tiêu lệ quân thân thể theo bản năng mà run rẩy là cái cao gầy nữ nhân trên mặt không có gì biểu tình hoặc nhìn có chút lãnh ăn mặc lưu loát áo sơ mi quần dài tiêu lệ quân nhận được nàng vừa mới tiến thành thời điểm liền nghe được người giới thiệu quá đây là hồi phục thành phòng thủ thành phố bộ phụ trách người hàng băng hàng băng nhìn đối phương ngốc lăng biểu tình miên bản đóng băng mặt hơi có buông lỏng nàng rất thói quen từ ngoài thành người đến tổng sẽ lộ ra khiếp sợ thần sắc dù sao hồi phục thành cùng ngoài thành hoàn toàn là bất đồng bộ dáng ở đây cùng bên ngoài rất không giống tiêu lệ quân có chút ngốc lăng tầm mắt không biết ngưng tụ ở nơi nào một tường chi cách khác nhau như trời đất ngươi có thể tại đây tìm được một phần công tác nếu ngươi dị năng thích hợp có thể căn cứ chính mình dị năng tìm phần công tác. Hàng băng dẫn người hướng khu dân cư đi, nếu ngươi dị năng là có khuynh hướng trị liệu, có thể đi chữa bệnh bộ, nếu như là cái gì kim trúc linh tinh dị năng cũng có thể đi kiến tạo bộ. Lẩm bà lẩm bẩm mà hướng khu dân cư phương hướng đi, nàng vừa nói một bên tùy ý mà giới thiệu này hai bên cảnh tượng, hôm nay khó được nhàn rỗi nàng tùy tay lĩnh tiếp tân nhân nhiệm vụ. Tiêu lệ quân nghe tâm như rơi xuống vực sâu, Mảng đầu óc vòng quanh chính là dị năng, dị năng, dị năng. Trên thực tế, làm người sống sót nàng cũng không có từ hắc nguyệt kia được đến nửa điểm dị năng, nàng từng vô số lần oán hận chính mình vì sao không trực tiếp tại hắc nguyệt bên trong qua đời hoặc là hóa thành tan thi, tại mặt thế trong, một người bình thường là có tội. Một cái nổi giận đùng đùng nam nhân chạy tới trước mặt, giống như đang nói cái gì nhiễu khẩu lệnh. Hàng bộ trưởng, hàng bộ trưởng, ta lão bà nhà nàng bảo ta, ta chính là suốt nhiệm vụ vãn về nhà một ngày nàng cư nhiên kháp ta, ta tân tân khổ khổ suốt nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình, nàng còn đối ta động thủ động cước, tuyệt không tôn trọng ta. Ngươi nói nào có loại này đạo lý? Sau đó liền là một cái dáng người gầy yếu nữ nhân thở mạnh mà chạy ra, đỏ mặt cúi đầu giống như phạt trạm, nửa ngày không dám ngẩng đầu. Tiêu lệ quân bị trước mắt khí kịch tính một màn nhìn ngốc mắt, đằng trước cái kia nổi giận đùng đùng nam nhân đại khái có một thước cửu cao, lưng hùng vai gấu cùng nàng ở bên ngoài thế giới nhìn những cái đó lực lượng dị năng giả thoạt nhìn có chút giống phía sau nữ nhân gầy teo tiểu tiểu cùng nam nhân trạm cùng nhau giống như chỉ có một nửa như vậy nhiều có thể nam nhân kia lộ ra cánh tay xanh xanh tím tím chính là một mảnh hàng băng đỡ ngạch đối này đó lão là cấp mới đến người hư ấn tượng gia hỏa rất bất đắc dĩ nàng vỗ vỗ cúi đầu không nói lời nào nữ nhân ta nói tiểu thanh nhà các ngươi a hổ không là rất tốt sao ngươi lại làm sao vậy? Đối ngón tay tiểu thanh ngại ngùng mà đáp. Đây không phải là hắn xuất nhiệm vụ chậm vài ngày sau. Ta cho rằng hắn ở bên ngoài câu tam đáp tứ ni. Sau đó ngại ngùng mà phun thè lưỡi, trấn an mà vuốt A hổ cánh tay, nàng là biết chính mình cố tình gây sự. Thiên tân vạn khổ cuối cùng điều giải hảo phu thê tranh cãi hàng băng mang theo tiêu lệ quân tiếp tục đi phía trước, ngại ngùng mà cùng nàng xin lỗi một phen chúng ta trong thành này đó yêu thiêu thân còn đỉnh nhiều, nhưng là đại bộ phận người vẫn là rất tốt, người có thể ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tiêu lệ quân có chút không kịp phản ứng. Bộ trưởng, cái kia tiểu thanh cũng là lực lượng dị năng sao? Ha! Không là không là. Hàng băng bật cười. Nàng không có dị năng ni, bây giờ là tại chúng ta thư viện làm chỉnh lý công tác. Ngươi biệt xem bọn hắn lưỡng cả ngày cãi nhau ầm ĩ, khi là a hổ cùng tiểu thanh đùa với chơi ni, không phải tiểu thanh thương không đến a hổ, tiêu lệ quân, không có dị năng người cũng có thể công tác, sao? nàng thật cẩn thận hỏi, hàng băng ngẩn người, không nghe minh bạch, vì cái gì không thể? nhớ tới cô nương này mới từ vàng thau lẫn lộn ngoài thành chạy thoát tiến vào, cảm thấy có chút suy đoán, dù sao như vậy cô nương nàng gặp được không là cái thứ nhất. Dị năng giả chính là có bọn họ đặc biệt năng lực, có thể ở bọn họ sân khấu phát huy năng lực. Chúng ta trong thành hiện tại lớn nhất nhà hàng chính là cái không có dị năng a di khai, có thể ăn ngon, gọi hồi phục nhà hàng, ngươi cũng có thể đi thử thử. Nhịn không được, Tiêu Lệ Quân vẫn là hỏi ra khỏi miệng. Kia, kia nơi này nam nhân. Hàm răng khẽ cắn, xấu hổ mà học ra chưa nói xong a, à, nơi này lợi hại nam nhân có phải hay không cũng dưỡng nữ nhân nàng rất lo lắng con đường tương lai muốn đi con đường nào hàng băng minh bạch đối phương đang lo lắng cái gì nàng chính chính sắc ta biết ngươi muốn hỏi cái gì hồi phục chi thành duy nhất thủ hàng trật tự là ngang hàng không phải ai chiếm thượng phân mà là ngang hàng nam nhân có thể dưỡng nữ nhân nữ nhân cũng có thể dưỡng nam nhân ngươi nguyện ý cộng đồng phấn đấu có thể cộng đồng phấn đấu ngươi lựa chọn phụ thuộc người khác cũng không có người ngăn trở chúng ta duy nhất phản đối chính là giống như ngoài thành nô dịch hoặc là cái gì ỷ vào dị năng chơi cái gì một phu nhiều thê một thê nhiều phu ta có thể cam đoan với ngươi chính là ngươi có thể ở này tòa trong thành trực tự hạ tự do ngang hàng mà quyết định chính mình nhân sinh đương nhiên tiền đề là tuân thủ pháp luật tuân thủ quy tắc cho nên nhiều phu nhiều thê dưỡng nô lệ gì gì đó đều là tuyệt đối cấm chỉ nga hàng băng tể tể mặt, ý đồ lộ ra cười khẽ thần sắc, nhưng là làm rất lâu khối băng mặt, nhượng nàng hiện tại vẻ mặt tuyệt không thân thiết. Có thể tiêu lệ quân lại nhìn nàng mặt nghiêm túc mà cười. Hồi phục chi gió hướng trước thổi, tỉnh không dừng lại. Nhân loại cùng tan thi này tràn chiến dịch đã định trước là ngươi chết ta sống chiến tranh, giống như một hồi mạng vô chừng mực thi chạy, ai lạc hậu liền sẽ mất đi sinh mệnh. Mà hồi phục chi thành hứng khởi giống như một trảng dẫn đường đèn sáng, chỉ dẫn nhân loại hướng thắng lợi phương hướng mở ra. Lôi lãnh bị người coi là sấm sét chiến thần, so với băng hệ, hắn sấm sét dị năng sử dụng đến muốn càng vì nhiều chút, cũng bởi vậy quản làm người biết. Đương nhiên, tại tiền thế, hắn bị người coi là sấm sét chi vương. Thành chủ ngươi nghiên cứu xuất dược tề trước mắt đối tan thi hành động có phi thường cường ngăn cản năng lực, chỉ cần có thể công kích đến tan thi trái tim đầu chỗ, liền có thể trì hoãn này các hạng năng lực. Lôi lãnh nghiêm túc báo cáo tan thi ức chế tề, 10 kỳ thuốc bào chế hiệu quả, mấy năm nay đang tỉnh thu tại sở nghiên cứu trong chơi đùa xuất ức chế tề hiệu quả càng ngày càng tốt, những rất nhiều nhân loại đều bắt đầu chờ mong bị đóng băng tại hồi phục thành địa hạ những cái đó thụ đến tan thi trảo thương cắn thương người hay không có thức tỉnh cơ hội. Kim Kiều Kiều đỉnh bụng lớn, nhìn lôi lãnh giao đi lên số liệu biểu, nghiêm nghiêm túc túc mà chọn trong đó thứ. Lôi bộ trưởng, các ngươi ký lục rất hoàn thiện, nhưng chúng ta trước đề xuất hy vọng các ngươi thực nghiệm một chút đến tột cùng tại cái gì vị trí ức chế tề hiệu quả mạnh nhất ngươi bên kia tại sao không có tương ứng báo cáo ni là đối lôi bộ trưởng chúng ta ruộng thí nghiệm gần nhất sản lương tương đối nhiều cùng kiến tạo bộ cộng đồng nghiên cứu có thể đường dài mang theo dinh dưỡng tề cùng quân lương lần sau các ngươi xuất nhiệm vụ thời điểm làm ơn tất giúp chúng ta thống kê một chút số liệu hứa chi chi hiện tại đã lười cùng lôi lãnh tranh cãi dù sao tự gia hỗn tiểu tử rất gia, cơ hồ mau đem nàng sở hữu tinh lực áp bức sạch sẽ, liên trụng thí nghiệm đều thiếu chút nữa không khí lực đi ni. Lôi lãnh ngồi ở ghế trên, cho dù đã là bôn tứ người, hắn như trước lòng có buồn rầu nhưng. Ngươi hỏi vì cái gì? Lần thứ hai cùng ngài giới thiệu một chút, hồi phục chi thành quân bộ bộ trưởng, lôi lãnh một cái nhân tình huống. Lôi lãnh, nam, tuổi 36, nhân sưng sấm sét chiến thần, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Hiện tại đỉnh cái bụng lớn lập tức muốn sinh Kim Kiều Kiều, là hắn đời trước lão bà, hài tử kia mới vừa sinh không mấy tháng liền chạy tới đi làm nữ cường nhân hàng băng, là hắn đời trước lão bà, hài tử đã có thể nhảy lên mái nhà lật ngói hứa chi chi, là hắn đời trước lão bà, cái kia ba năm ôm lưỡng hoàng mỹ mỹ, vẫn là hắn đời trước đích xác lão bà, ngồi ở bên cạnh còn không có hiển hoài, đối vẫn là hắn đời trước lão bà, đoạn thời gian trước vỗ cái bàn nói muốn vì hồi phục thành dân ra chung. Thân không hôn chủ nghĩa tiêu lệ quân, vẫn là hắn đời trước lão bà. Ngồi ở chủ vị, hài tử đều 16 cái kia thành chủ, đối, vẫn là hắn đời trước lão bà. Không sai, hắn chưa nói nhiễu khẩu lệnh, này một phòng không là dựng phụ chính là chờ sanh nếu không chính là không hôn chủ nghĩa, đều là hắn đời trước lão bà. Mà đời này hỗn đến không thể thất bại nữa hắn, lần thứ hai tự giới thiệu một chút, lôi lãnh, nam, tuổi 36, chưa lập gia đình, vô tử vô nữ, đều không phải là không hôn chủ nghĩa giả. Nón xanh một đỉnh tiếp một đỉnh, liên đứng lên có thể nhiễu hồi phục thành ba vòng hắn, nhìn này đó, vợ trước, nhóm hiện tại quá đến phấn khích khoái hoạt ngày. Trong lòng cư nhiên chỉ có vui vẻ cùng chúc phúc. Đời trước hắn liên lụy các nàng, đời này chính là nhượng hắn đến nhận tài, bị mấy người nữ nhân khi dễ khi dễ. Hắn, vui vẻ chịu đựng ai kêu đời trước hắn chưa bao giờ hiểu biết quá hắn các lão bà ni. Mà hiện tại đối với lôi lãnh đến nói, đánh bại tang thi sắp tới, hồi phục chi thành cao tốc phát triển, tuy rằng độc thân vô oán vô hối, duy nhất rối rắm cũng chính là tiền thế cái kia câu đố, rốt cuộc là ai giết hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Tuyệt địa cầu sinh hát hình thức 6. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nếu như nói đối với lôi lãnh mà ngôn, tiền thế tử vẫn là cái chưa giải chi mê nói Đối với đang tỉnh thu mà ngôn, theo phát triển này đó câu đố đã một cái tiếp một cái chiếm được đáp án Nguyên thân nhân sinh liền là tại này một năm im bạc mà ngừng, nàng qua đời sau đó không lâu, lôi lãnh liền tao ngộ bất trắc Năm nay mới vừa bước vào năm đầu, đang tỉnh thu liền phát hiện nàng bọn thuộc hạ đều không hẹn mà cùng lo lắng đứng lên cho dù là chờ sanh kỳ đem đến Kim Kiều Kiều đều thường thường cần phải hỏi đến hạ nàng An Nguy, lôi lãnh lựa chọn tạm dừng ra bên ngoài khuếch trương con đường, trấn thủ bên trong thành. Mà đang tỉnh thu tại bọn họ nhìn đến, chính là tối không nghe lời người, mỗi ngày tiếp tục ngâm mình ở sở nghiên cứu bên trong không muốn đi ra. Không có gì ngoài đánh một bắt đầu chỉ biết không lạc bạn đường, hứa chi chi, lôi lãnh lão bà quân đoàn nhóm đã sớm mỗi ngày đúng giờ chạm tráng, mỗi ngày thương thảo một nhị ba bốn, nhượng các nàng trượng phu một lần cho là mình trên đầu lục quan lóng lánh. Đương nhiên, này tràng đang tỉnh thu, cứu viện hoạt động hoàn toàn không có lôi lãnh phần. Thủy Thiên Nhu xoa mày. Kiều Kiều, ngươi bụng đại, đến hảo hảo tại gia nghỉ ngơi, ở đây sự tình có chúng ta đến. Nhìn Kim Kiều Kiều đã đại dọa người bụng, nàng có chút lo lắng. Không như vậy chiều chuộng. Kim Kiều Kiều đỡ sau eo, không muốn nghe lời. Lập tức đến cái kia ngày lúc này muốn làm như thế nào? Trở về đi qua, có lẽ là có rất nhiều biến số, các nàng đi lên cùng tiền thế hoàn toàn bất đồng con đường, hiện tại các nàng vài cái có từng người hạnh phúc an ổn, nàng không hy vọng phần này bình thản bị dễ dàng phá hư, chớ nói chi là. Đừng nói tỉnh thu đối với các nàng mà ngôn có bao nhiêu trọng yếu. Hoàng Mỹ Mỹ đồng dạng cắn môi. Ngươi nói. Ngươi nói nếu không chúng ta hỏi một chút tiểu trì quách trì cùng các nàng không giống không mang về trí nhớ của kiếp trước nhưng là hiện tại mắt thấy liền muốn đến cái kia quan khẩu không chuẩn quách trì cũng có thể nhớ tới ni hàng băng từ từ nhắm hai mắt trầm tư thật lâu sau vẫn là kiên định mà lắc lắc đầu mấy năm trước nàng mới vừa mộng đến trí nhớ của kiếp trước lôi lãnh không biết hắn chết như thế nào các nàng vài cái trong lòng rõ ràng có thể hiện ở nơi nào quản được thượng lôi lãnh sự tình quan trọng chính là tỉnh thu thân thể đời trước tỉnh thu rốt cuộc như thế nào mặc danh kỳ diệu không có các nàng ai cũng không biết cần phải đem quách trì liên lụy tiến vào này sự tình có lẽ liền không nhỏ trong phòng nhất thời biến thành hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày không người tiến vang đột nhiên phòng ở bị đẩy ra có cái nữ nhân tiến vào mang theo khẩu trang chỉ lộ ra như lửa ngọn lửa lóe quang mặt mày có người trong nhà hai mặt nhìn nhau nhìn này đột nhiên xuất hiện nữ nhân mọi nơi không lời gì để nói không biết nàng là từ đâu biết được này cứ điểm mà đuổi tới. Thủy Thiên Nhu trắng mấy người đằng trước, thần sắc khó lường. Ngươi, ngươi cũng nghĩ tới. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Nữ nhân cắn môi, nửa ngày mới đi xuống nói. Tỉnh thu không là bệnh tử, là ta sát, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Một phòng nữ nhân xôn xao mà đứng lên, đem ghế dựa đụng đảo, một phòng ồ lên đang tỉnh thu tại sở nghiên cứu thực nghiệm đã tiến hành đến kết thúc. Đối với tang thi ức chế tề nghiên cứu đã tiến vào hoàn toàn mới tiến trình. Ngày gần đây tổng tại khó phân thực nghiệm bên trong, một cái thực nghiệm kết quả đích xác lập muốn trải qua ngàn thứ, trăm thứ, vạn lần lập đi lặp lại thực nghiệm. Mụ mụ, ngươi nên nghỉ ngơi. Quách trì đã tại trong lơ đảng vừa được gần 1m8, rõ ràng mặt còn có chút non nớt, vừa vặn tài từ phía sau lưng thoạt nhìn đã không nhỏ xinh, giống như đại nhân tin cậy đáng giá ỷ lại. Gần nhất mụ mụ tại thực nghiệm thất phao thời gian càng ngày càng dài, cho dù lại trọng yếu thực nghiệm kết quả, cũng không có thể dễ dàng đem thân thể vứt đến sau đầu. Tuy rằng hài tử đã đại, đang tỉnh thu vẫn là như ngày xưa vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho dù hiện tại đã yêu cầu nâng lên tay tài năng chụp đến. Tiểu trì, gần nhất thực nghiệm tiêu bản phản ứng rất hảo, ngươi phải hiểu được, thân thể rất trọng yếu nhưng này tràn thực nghiệm cũng giống như chiến đấu giành giật từng giây. Quách trì thần sắc có chút tối nghĩa, lông mi thật dài tại trước mắt đánh ra hình quạt bóng mờ. Mụ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Gần nhất hắn thường xuyên nằm mơ, trong mộng cảnh tượng lần lượt thay đổi, sáng ngời thay đổi, hình như là một cái khác chính mình chạy xong rồi nhất sinh, rõ ràng là khác hẳn bất đồng nhân sinh, còn muốn cười chính mình sức tưởng tượng phong phú, cũng không biết rằng vì cái gì, có loại mạc danh dự cảm, tự nói với mình đây là thật nhất sinh. Ân. Đang tỉnh thu tò mò mà nhìn quách trì. Mụ. Ngươi trong mắt tiểu trì là dạng gì ni? Quách trì chần chờ, nếu ta là cái giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm người. Ngươi sẽ giận ta sao? Nói mới vừa hỏi ra, hắn liền hối hận, nhưng... Hắn biết hắn muốn biết vấn đề này đáp án. Đang tỉnh thu nhìn đã lớn lên hài tử, trên mặt vẫn đều là hài tử bộ dáng có thể rõ ràng thân thể đã dáng người cao lớn nàng cười nói mụ mụ trong mắt tiểu trì là cái thiện lương người thông minh vô luận tiểu trì lựa chọn thế nào con đường trở thành người như thế nào kia đều là ngươi lựa chọn mụ mụ có thể đưa cho ngươi là cùng ngươi lớn lên tự thể nghiệm nói cho ngươi biết mụ mụ là cái cái dạng gì người nhưng tiểu trì mụ mụ muốn nói cho ngươi ta cũng không yêu cầu ngươi nhất định muốn trở thành một cái người khác trong mắt lợi hại người, bởi vì vô luận là anh hùng vẫn là phàm nhân, ngươi đều là mụ mụ hài tử. Có thể mụ mụ không hy vọng tiểu trì trở thành một cái người xấu, nếu tiểu trì có thiên làm chuyện sai lầm, mụ mụ nguyện ý cùng tiểu trì cùng nhau giải thích chuộc tội, nhưng nếu tiểu trì làm chuyện sai lầm vĩnh viễn không nguyện ý nhận sai, kia mụ mụ nhất định sẽ phi thường, phi thường thất vọng. Nói mãi, dần dần chính xác, cho dù nhìn đến Quách Trì có chút ủ rũ mặt, như trước không hề động lay động. Đang Tỉnh Thu cũng không cho là phụ mẫu nếu nuôi nấng xuất không ưu tú, không tin anh hài tử chính là thất bại, chân chính thất bại hẳn là nuôi nấng xuất cái gọi là ác chi hoa, chỉ cần hài tử là cái khỏe mạnh, hữu ích người, cho dù bình thường có ngại chi. Nếu hài tử là cái ưu tú ác nhân, chẳng lẽ chính là cái gọi là thành công sao? Quách Trì nghe Mụ Mụ nói, nước mắt dần dần mà danh đầy nước mắt, nghẹn ngào. Khi nếu tiểu trì làm sai chuyện, nhận sai, biết sai, mụ mụ còn sẽ tha thứ tiểu trì sao? Đang tỉnh thu gầy yếu tay nhẹ nhẹ mà vòng trụ hài tử. Mụ mụ cho tới bây giờ cũng sẽ không quái tiểu trì. Nếu tiểu trì làm sai, vậy nhất định là mụ mụ không tốt. Mụ mụ, ta cùng ngươi nói một cái cố sự. Quách trì khóc, nói ra chôn giấu tại đáy lòng hắn, mộng lôi lãnh ở tại ly quân bộ không xa tiểu khu, đúng là ngủ trưa khi, hắn bừng tỉnh vẻ mặt mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt không biết khi nào đi vào, trạm ngưng mắt nhìn hắn nửa ngày bất động nữ nhân, răng bị dùng sức cắn đến giác chi giác chi. Ngươi vì cái gì hại chết tỉnh thu? Thì tại sao, đối ta xuống tay? Tiêu lệ quân, ngươi cho ta, nói rõ ràng. Đang tỉnh thu giống như nhiều năm trước, ông hài tử kia theo hắn lưng, nghe hắn nói suốt cái kia cơ hồ là quanh co cố sự. Câu chuyện này đại khái muốn sáng tác, mặt thế chi trùng kiến gia viên phiên ngoại bài. Cố sự trung nhắc tới đang tỉnh thu là lôi lãnh cái gọi là chính cung, trầm mê nghiên cứu nàng tại dân sinh phương diện vẫn luôn có phi phàm thiên phú, thay lôi lãnh chiếu cố sở nghiên cứu cùng rất nhiều đại đại tiểu tiểu quản lý hạng mục công việc, tại cố sự trong, nàng cùng lôi lãnh song kiếm hợp bích, nếu như nói hồi phục thành là quay chung quanh vương, nhưng thành hòn đá tảng chính là vương hậu đang tỉnh thu hậu kỳ nhắc tới nùng tình mật ý càng nhiều quay chung quanh chính là mặt sau thê tử nhóm đang tỉnh thu xuất hiện tình tiết phần lớn là vi xuất chinh lôi lãnh cung cấp hậu cần nhưng trên thực tế ban đầu nguyên thân căn bản không tính toán gả cho lôi lãnh đối với nàng mà nói trượng phu qua đời sau chỉ tưởng hảo hảo nuôi lớn quách trì nguyên tắc trung viết nàng cảm nhận được trượng phu chết sau chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp kỳ thật là che giấu tại cố sự sau lưng cự đại bóng mờ. Đang tỉnh thu né tránh kia tràn gia phụ cận tập kích, trên thực tế là hết thảy ngọn nguồn, tại kia tràn tập kích bên trong, bị hộ trong người trước quách trì bị tan thi bắt đến, phát giác chính mình hài tử bị thương nguyên thân, bằng vào chính mình nhiều năm nghiên cứu cập nàng khi đó không có ý thức đến, não vực khai phá, tồn tại, lại nhất thời đem tan thi bệnh độc áp chế, quách trì trừ bỏ hơi có hư thối miệng vết thương, không hề dị thường nàng gả cho lôi lãnh, duy nhất nguyên nhân liền là muốn thông qua lực lượng của hắn che giấu quách trì dị thường, cũng lợi dụng tài nguyên đầu nhập tan thi ức chế tề nghiên cứu. Tại lôi lãnh không biết trong thế giới, hắn đại bộ phận nữ nhân đối hắn cũng không có quá lớn hứng thú, chỉ là vì còn sống, trải qua kéo dài hơi tàn, không chỗ cầu sinh sau đó, cho dù là thông qua nam nhân còn sống cũng giống như không có về điểm này lòng tự trọng. Đương nhiên, trong đó có một ngoại tộc, tiêu lệ quân nàng là tại một hồi nữ nô săn bắn chiến trong, bị lôi lãnh cứu trở về, đối với nàng mà nói, lôi lãnh tựa như từ trên trời giáng xuống thần. Đương nàng phát giác lôi lãnh tại đông đảo nữ nhân trong tối quá để ý chính là đang tỉnh thu, mà ở dân chúng chi gian, tối có danh tiếng đồng dạng là đang tỉnh thu sau, nàng ngồi không yên. Nàng từ tối dơ bẩn lầy lội trung đi xuất, chẳng sợ có một tia cơ hội trở lại bùn lầy, nàng cũng không muốn. Nàng kiến thức trong chưa bao giờ đã nói với nàng cái gọi là tan thi ức chế tề nghiên cứu có bao nhiêu trọng yếu, nàng chỉ biết là nguyên thân nghiên cứu thành công, sẽ chỉ làm nàng càng phát ra bên cạnh. Vô tri tức là ác. Nguyên thân đối với lôi lãnh này một đống các lão bà đều rất hảo, nàng chưa bao giờ đề phòng này đó người cái gì, tổng là rất thích ý đồ các nàng chia sẻ chính mình nghiên cứu. Tại đông đảo nghiên cứu trung, nguyên thân từng nếm thử quá một loại ý nghĩ, gọi làm suy nhược rót vào tên là suy nhược dược tề, nhượng một người cấp tốc suy nhược sau đó, tan thi bệnh độc cũng sẽ yếu đến tương ứng trình độ, đến lúc đó tại ý đồ tiêu diệt, nhưng đương nhiên tại thực tế thao tác trung cũng không có thuận lợi vậy. Mà kia bị bỏ qua không cần suy nhược liền bị tiêu lệ quân lén lúc mà dùng ở tại nguyên thân trên người. Nguyên thân qua đời, nhưng hoàn hảo, trước khi chết để lại cuối cùng nghiên cứu, tan thi bệnh độc thanh trừ dược tề, giao cho mình nhi tử mà Quách Trì liền là thực nghiệm cái thứ nhất thành công phẩm, cũng là một người duy nhất. Mà nàng lưu xuống một cái khác thành phẩm, là một phần nghiên cứu báo cáo cùng một phần dược tề chế tác phương pháp, gọi là hồi phục, nàng dài đến gần như 10 năm nghiên cứu, thế giới là thủ hằng, mà hồi phục liền là nhượng thế giới hồi phục thủ hằng, sẽ lấy cực khoái tốc độ diệt tuyệt tan thi cũng diệt tuyệt dị năng, nàng đã từng tại một cái bị tan thi bệnh độc cảm nhiễm nhân loại trên người thí nghiệm quá, đương bệnh độc biến mất khi, dị năng đồng dạng biến mất đương hết thảy đều biến mất khi liền sẽ hồi phục nhân loại hy vọng để lại nhân loại hy vọng nguyên thân cũng không biết nàng chết sau phát sinh hết thảy nhân loại có đôi khi so tưởng tượng càng đáng sợ biết dược tề lôi lãnh cùng hắn một chúng cấp dưới mời dự họp một lần lại một lần đại đại tiểu tiểu hội nghị thảo luận cái gì ni có phải hay không nên đem dược tề dùng ra đi đương nhiên tại ban đầu lôi lãnh nhìn đến này đáp án là khẳng định, có thể theo một ngày một ngày, hắn phát giác dưới lực lượng tự hồ đã nhượng hắn vô lực làm chủ. Đặc quyền giai cấp đối mặt mất đi đặc quyền sợ hãi, kinh hoảng. Lôi lãnh bên người quay chung quanh mặt thế các cường giả, đã không cam nguyện mất đi chính mình năng lực, không nguyện ý mất đi chính mình đặc quyền. Có thể bọn họ chưa từng nghĩ quá, không có đặc quyền miễn cưỡng còn sống kia một số người, nghĩ nhiều trở lại đã từng thế giới. Quách trì liền là cái này ống loa, hắn là một người duy nhất mất đi bệnh độc sau đó còn có thể bảo lưu có dị năng người. Hắn ôm ấp trả thù ác ý, đem mẫu thân lưu xuống thành quả một chút một chút mà nói cho Thủy Thiên Nhu các nàng, mà nghe nói chân tướng tiêu lệ quân mới ý thức tới. Nguyên lai nàng hại chết không là một cái cướp lấy quyền lợi đối thủ, mà là một cái cứu vãn nhân loại vận mệnh hy vọng. Nàng gần như tuyệt vọng mà sám hối, cũng đã đổi hồi không hy vọng. Vì thế nàng gánh vác tám sát, nhiệm vụ, nàng giết lôi lãnh, đoạt đi trọng sinh. Mà ngày nào đó, tại quách trì chủ trì dưới, hồi phục thành cao tầng biến mất hầu như không còn, đêm hôm đó, là hồng. Vì thế, nhân loại trọng sinh. Đang tỉnh thu nhẹ nhàng mà vỗ quách trì. Ngươi làm được rất tuyệt. Nàng rốt cục minh bạch, nguyên thân nói hảo hảo chiếu cố đến tột cùng cỡ nào ý vị thâm trường nàng không muốn chính mình hài tử lại thụ tang thi bệnh độc tra tấn, không muốn chính mình hài tử nhìn mẫu thân hy sinh, không muốn chính mình thiện lương thiên chân hài tử vì nhân loại đi làm cái kia lưng đeo cuộc đời hắn mệnh đao phủ. nhất là nàng biết, đứa bé này nhất định tại lôi lãnh bọn họ chết sau, chịu đủ tra tấn. mụ mụ tin tưởng, người trong mộng sự tình đều sẽ không phát sinh, trọng sinh cũng không nhất định yêu cầu máu tươi làm đại giới. nàng ánh mắt rất sáng ngươi tin tưởng mụ mụ. Quách trì sát lệ, nặng nề mà gật đầu. Lôi lãnh ngồi ở trên giường, hút thuốc, nhìn đôi mắt lượng lờ dâng lên, muốn biết tại mặt thế, yên loại này xa xỉ phẩm có bao nhiêu khó được, cho dù là hắn, cũng như trước không tha, có thể hiện tại, tự hồ không trừ thượng như vậy một căn, hắn cũng sắp đem mình bứt điên rồi. Hắn thanh âm khàn khàn. Cho nên, ngươi quyết định giết ta. Tiêu lệ quân hôm nay đã khóc quá vài lần, có thể tại lôi lãnh trước mặt nàng một giọt nước mắt đều không muốn rớt là ta liền như vậy đáng chết là nàng không chút do dự ta cứu nhiều ít người ngươi biết không nếu như không có ta này đó người toàn đặc biệt sao chết sau đó ngươi nói đến giết ta lôi lãnh đột nhiên nhảy lên đổi trận lôi đình mà trảo tiêu lệ quân đầu vai lay động tiêu lệ quân sắc mặt đều không nửa điểm biến hóa ta rất cảm kích ngươi cứu ta, có thể ngươi đã không là tại cứu người khi đó. Ta, không hối hận. Lôi lãnh nặng nề mà rút điếu thuốc. Ta đặc biệt sao liền không thể không chết. Hắn cười. Quá buồn cười, ta cứu người, trên giường của ta người, hướng ta trên người sáp dao nhỏ, nói ta đáng chết. Nói ta phải tử. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn cười đến hốt hoảng khi hiện tại tỉnh thu liền không nên chết. Nàng cũng là thành chủ, các ngươi tại sao không nói nàng trở ngại phát triển? Tại sao không nói nàng hủy toàn nhân loại? Tiêu lệ quân vừa mới cho dù bị dùng sức lay động đều không biến sắc mặt sắc cái này lại như biến sắc mặt, rất là sinh khí. Ta cho ngươi biết, nàng sẽ không. Ta tin tưởng nàng, nàng sẽ không. Hồi phục 15 năm, hồi phục thành thành chủ đang tỉnh thu hạ lệnh sử dụng trọng sinh dược tề hồi phục 20 năm, hồi phục thành thành chủ đang tỉnh thu tuyên bố, tan thi diệt tuyệt, nhân loại trọng sinh. Người đều nói, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Lôi lãnh cảm thấy, chính mình thật đặc biệt sao liền là người xấu mệnh, các nàng đều không có, hắn còn tại. Lôi lãnh đưa đi rồi hắn đã từng cắt lão bà, một cái, lại một cái, có thể hắn lại giống như cái gì lão bất tử sống chín mươi mấy người năm đầu còn thân thể khỏe mạnh, có lẽ đây là số mệnh đi hắn đời này đằng trước tại rối rắm, mê mang, trung gian đi tại chờ có vài người hối hận, già rồi ni, rốt cục minh bạch chính mình sai. Hắc, trách không được, hắn cắt lão bà một cái, một cái đều không nguyện ý lại cùng hắn tại một khối. Hắn chính là cái từ đầu đến đuôi nhân ra. Xuyên qua một lần, liền cho là mình là cái gì đăng phong tạo cực bàn tay vàng nam chủ, có thể đại khai hậu cung, ba nghìn giai lệ, hàng đêm sơn ca. Tiêu Lệ Quân còn thật không có nói sai, hắn người như thế nên tử, đang tỉnh thu nhân tài như vậy nên trường mệnh trăm tuổi. Hắn mấy đời không sống cái minh bạch, trách hắn khinh thường nữ nhân, kết quả sống tam đời mới hiểu được, nữ nhân còn thật không thể so hắn kém. Bọn họ sợ không quyền, sợ không danh, sợ không dị năng. Hắc, khi Tiêu Lệ Quân còn thật không có nói sai, đang tỉnh thu nói dùng liền dùng. Khi đó hắn nhịn không được hỏi câu. Tỉnh thu ngươi không sợ không có dị năng không có tang thi chúng ta hồi phục thành liền không tại sao hắn vĩnh viễn cũng quên không được bị đám kia nữ nhân vây quanh tỉnh thu cùng nàng nói kia đoạn nói mặc thế trước chúng ta không có dị năng cũng không còn sống sao hồi phục thành chưa bao giờ áp đảo nhân loại phía trên nếu người không có kia có hồi phục thành có ích lợi gì ni hắn không thể nào phản bác một câu cũng nói không nên lời vì thế nhân loại nên đón trọng sinh. Hắn minh bạch, không sai, hắn đích xác thua, từ đầu đến đuôi thua. Hôm nay ni, hắn đưa đi rồi hắn nhận thức những cái đó lão gia này nhóm cuối cùng một cái, tỉnh thu. Mà ngay cả tỉnh thu cũng già rồi, cũng đi rồi, hắn có thể không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhìn bọn họ từng cái từng cái đi, muốn biết, tiền thế hắn sẽ đưa tỉnh thu một cái. tĩnh thu bệnh nặng khi, hắn làm về hưu quân bộ bộ trưởng, lén lúc mà lén lúc cùng nàng nói chuyện nhiều. Hắn nhịn không được, hỏi: "Tỉnh Thu, ngươi, ngươi có nghĩ quá cùng ta ở một chỗ sao?" Lại nhìn đến kia người cho dù là già rồi như trước linh động ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc, chính là lắc lắc đầu. "Hắn cả đời này, quả nhiên đến lão, vẫn là không người muốn." Tham gia lễ tang hắn thấy được đời trước kế tử, cũng đã con cháu cả sảnh đường. "Tỉnh Thu là hồi phục thành truyền kỳ." mà nàng nhi tử đồng dạng là một cái khác kỳ tích, trùng kiến giáo dục hệ thống, bản sao vô số sách báo, nếu như không có hắn có lẽ nhân loại văn minh sẽ xuất hiện vô pháp vãn hồi đứt đoạn. Nhìn, hắn nhiều bổng. Hồi phục thành thành chủ, trước phòng thủ thành phố bộ bộ trưởng, trước kiến tạo bộ bộ trưởng. Đều bị hắn dưỡng ở tại hậu cung, giáo dục đặt móng người bị hắn nuôi thả đến người khác không có. Trách không được, hắn không sống thành. Mơ mơ màng màng mà, lôi lãnh tự hồ cảm giác lại thấy được tiền thế cảnh tượng, sống vài thập niên hắn, đã bắt đầu hoảng hốt mà cảm thấy, đến tột cùng tiền thế là chân thật phát sinh, vẫn là chính là một hồi không thực tế ảo ảnh trong mơ. Tỉnh thu, ngươi làm thê tử của ta hảo sao? Tuổi trẻ hắn nhìn đối diện nữ nhân, khí phách phấn chấn, chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Đối diện nữ nhân cúi đầu nhẹ nhàng mà điểm điểm, tuổi trẻ hắn một trận mừng như điên. Có thể ở sau lưng, nữ nhân kia khắp tay sinh sôi lạc ra huyết nguyên lai từ một bắt đầu chính là sai nhiệm vụ một chiếu cố hảo quách trì đã hoàn thành che giấu nhiệm vụ nhân loại trọng sinh đã hoàn thành che giấu nhiệm vụ không lại trở thành người khác phụ thuộc phẩm đã hoàn thành quen thuộc mà nhắc nhở âm lần thứ hai xuất hiện nhiệm vụ đều đã hoàn thành đang tĩnh thu hơi chút yên lòng có thể không đợi kịp phản ứng sau đầu bị thật mạnh một kích cảm giác nhượng nàng lâm vào khắc một hồi hắc ám. Ký chủ vất vả, hạ một cái thế giới sẽ tương đối thoải mái Nga. Chúc ký chủ vui vẻ, hôm nay 008, đột nhiên xuất hiện nhân tính. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 500 vạn nhi tức phụ 1 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đường tám đem đang tỉnh thu đầu nhập tân thế giới thời điểm, nàng lần đầu tiên vì mình hiểu lầm hệ thống cảm thấy một chút ấy nấy. Nguyên lai hệ thống còn đỉnh dựa vào phổ. Khiêu chiến hình thức sau đó còn nhượng nàng thoải mái một chút. Nhìn đến hệ thống vẫn có chút nhân tính, có lẽ chính mình trước vẫn luôn hiểu lầm nó. Đương nhiên, tại không đến một phút đồng hồ hắc ám sau đó, đang tỉnh thu minh bạch, nàng đối cái này rác rưởi hệ thống hoàn toàn không có hiểu lầm, này rác rưỡi 0089 là cái 10 phần đại rác rưỡi Sau giờ ngọ sâm đảo quán cà phê như nhau thường ngày bình tĩnh Chu Thục Di ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí Bắt tay trong vô tội cà phê Tiểu tiểu màu trắng cái thì tại cốc trung không ngừng quấy Đem cà phê nguyên bản hình thức tất cả đều đánh vỡ Giống như nàng hiện tại như ma tâm sự Nàng tốt nghiệp với danh bài đại học Tự sau khi tốt nghiệp tiến nhập Hà Thị Tập đoàn Kỳ Hạ Trăng Ái Châu Báo trở thành thiết kế bộ một danh thiết kế sư, đến bây giờ cũng đã là năm cái năm đầu, bằng vào ưu tú công tác năng lực trở thành thiết kế bộ phó bộ trưởng nàng, tại công tác thượng cũng không hạ xuống người sau, công ty người đều lén lút xưng hô nàng vi, nữ ma vương, nói nàng tâm ngoan thủ lạc, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Nhưng là Chu Thục Di tự mình biết, tại nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, nàng đồng dạng là hâm mộ công ty trong những cái đó vô ưu vô lự, tiểu công chúa công tác chính là thể nghiệm sinh hoạt, chính là có được một phần sự nghiệp, nếu quá đến không vui kia tìm một phần mặt khác công tác, ngày nhất dạng làm theo quá. Chính là nàng nha, từ tiểu liền biết chính mình không chỗ thối lui. Chu Thục Di xuất thân tại một cái tiểu thị trấn, thơ ấu khi phụ mẫu làm siêu sinh đội du kích kiên trì không ngừng mà trốn đông trốn tây, sanh ra hai cái nữ nhi sau mới chờ đến con trai bảo bối, đương nhiên muốn nói tâm nhãn thiên đến thiên thượng đi, đảo cũng không có, huống chi phụ mẫu còn tính tiểu có tích tụ, thơ ấu khi nàng ngày cũng không tính khổ sở. Có thể ngày vui ngắn chẳng tầy gan, thân là làm khoáng đầu phụ thân tao ngộ rồi một hồi ngoài ý muốn, công trường trong công nhân không mang lên an toàn thi thố, liền thượng giàn giáo, từ trên trời giáng xuống, một chút hủy hai cái gia đình. Phụ thân không là kia loại không đem người đưa người nhìn người, cắn răng đem tiền cấp bồi, nhiều năm tích tụ nháy mắt đảo qua mà tịnh, nhà dục lại gặp mưa suốt đêm, sóng này vừa lặn sóng kia lại dâng lên, làm làm khoáng đầu sợ nhất gặp được thất nợ khoản tiền. Lúc này phụ thân gặp được chính là đối phương trực tiếp trốn chạy, mấy chục cái công nhân nghèo rất mồng tơi, năm mới liên về nhà lộ phí đều không, vì thế a, à, Chu thuộc Di nhà bọn họ từ tiểu trụ đến đại phòng ở lại không có. Mà này liên tiếp đã kích, những nàng phụ thân gầy yếu đến không cá nhân hình, khi năm qua thâm niên, tinh thần không hảo hắn uống rượu liền sấm thượng đại đường cái, vì thế cái kia năm, Chu Thục Di bọn họ lại không có cha, bọn họ cha liền lưu lại 5 vạn bồi thường khoản, vẫn là người hảo tâm xem bọn hắn cô nhi quả phụ quá mức đáng thương cấp. Một năm kia Chu Thục Di đại tứ, muội muội của nàng đệ đệ tài cao nhị. Mới vừa tốt nghiệp nàng, không cần tưởng cái gì mộng tưởng, tưởng cái gì có không, nàng muốn chính là tiền, một bên tìm việc làm một bên tìm kim chức, cái gì viết dùng luận văn, họa cái logo. Người khác kết bỏ tiền thiếu, nàng cũng cắn răng chính là làm, mỗi ngày giống như chỉ cần duy trì sinh mệnh tối năng lực kém lượng liền có thể quá hảo cuộc sống của mình. Nhưng hoàn hảo, nàng bị trăng ái châu báu tuyển chọn, mà trăng ái châu báu là nổi danh đại ngộ hảo, nàng cũng dựa vào kia phần lương cao cùng nàng giải ước, sinh sôi dưỡng khởi cái kia gia. Đương nhiên, bông tam nàng, như trước là ở cái này nhược thành phố lớn vô phòng vô xe không tiền gửi tam vô nhân viên. Hảo tâm chủ quản tưởng cho nàng giới thiệu cái đối tượng, đều tại nghe nói nàng điều kiện sau nhượng bộ lui binh. Tuổi tác 28, khấu thập phần, hiện tại hảo nam nhân liền thật trẻ tuổi mạo mỹ thân thể, nàng quá già rồi. Trăng ái châu báu thiết kế bộ, lương cao. Ai vô dụng, còn không bằng hành chính đi chính về năm, nam nhân muốn cố gia nữ nhân, lại khấu thập phần. Mồ cô cha gia đình. Khi 89 phần 10 tâm lý vạn vẹo, lại khấu thập phần. Có cái đệ đệ, muội muội, toàn dựa vào nàng dưỡng. Ha hả, đây không phải là đương đại phàn thắng Mỹ sao? Lại khấu thập phần. Không phòng không xe không tiền gửi. Này cũng không được, lại khấu thập phần. Tưởng muốn liều mạng sự nghiệp, về sau không nghĩ sinh nhị thai, phân số trực tiếp thanh linh. Vì thế như vậy đông khấu tây khấu, chu thuộc di này đó, hảo đồng học, hảo đồng sự, nhóm liền một cái tiếp một cái lắc đầu ly khai, chỉ dựa vào chính mình, một lần cũng không có nhận thua quá sống đến 28 tuổi nàng, đột nhiên phát hiện nàng trở thành thân cận trên thị trường linh phân sản phẩm. Đọc sách khi một lần cũng không có so qua nàng đồng học, tại đồng học hội khi trên mặt hâm mộ mà nói nàng có sự nghiệp, có tiền lương, vẫn là trước sau như một ưu tú. Sau đó bối qua đầu, thượng cái nhà cầu công phu, nàng liền nghe được các nàng ở trong nhà cầu khe khẽ nói nhỏ tiếng cười. Ai nha, chúng ta đại ban hoa, như vậy độc lập tự chủ, vất vả công tác, còn không phải không người muốn, cũng thật sự là không dễ dàng nha. Đừng nói như vậy nhân gia, chúng ta loại này chỉ có thể dựa vào phụ mẫu, dựa vào lão công khẳng định không giống nha, nhân gia chính là vĩnh không buông tha tiểu bạch hoa nha. Nàng đẩy ra nhà cầu, nét mặt tươi cười như hoa, không để ý những cái đó hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau mặt, yên lặng mà đi ra ngoài tẩy cái tay. Lâm đóng cửa khi, chính là nghiêng đầu nhẹ nhàng mà để lại câu đối tiểu vân ngày hôm qua ngươi lão công lại cho ta phát rồi thiệt nhiều tin tức thật sự có điểm phiền não ni đáng tiếc a à, ta đối loại này không chuẩn muốn dựa vào ta dưỡng còn thích mỗi ngày lưu tao nam nhân nửa điểm hứng thú đều không phất phất tay không đem theo một chút mây chỉ để lại sau lưng một mảnh đống hỗn độn cùng nữ nhân cùng loạn kêu hô nhưng không phải là không thương tâm nàng không hâm mộ các nàng có người dưỡng nàng chính là ngẫu nhiên vẫn là sẽ tại không có gì kiên cố mà không phá nổi áo giáp trong lộ ra uy hiếp sau lại nàng gặp một cái hắn làm kim cương cấp bậc vương lão ngũ hà hoài hà thị tập đoàn người thừa kế duy nhất trang ái châu báu chính là hà thị cấp dưới một cái công ty theo lý mà nói trừ bỏ tại đồng nhất tòa thành thị chu thục di cùng hà hoài liền giống như vĩnh không giao dệt đường thẳng song song nhưng có khi chính là như vậy kỳ diệu Hà Thị Tân một quý toàn tuyến người phát ngôn là vừa đạt được kim hoa đào thưởng nữ tinh Đan Liên. Đan Liên trước mắt ở quốc nội nhiệt độ cơ hồ không người có thể địch. Trăng ái châu báu trước đây vẫn luôn là danh tiếng cam đoan, nhưng gần chút năm tại người trẻ tuổi kia doanh tiêu yếu đi rất nhiều, tưởng thừa dịp cơ hội này rèn sắt khi còn nóng, chiếm cứ thị trường số định mức. Vì thế tổng bộ liền quyết định từ trăng ái châu báu trình lên mấy phần vật phẩm trang sức thiết kế, để dời đi đang liên quan danh vật phẩm trang sức mà chu thục di đúng là cùng hà thị tổng bộ nối tiếp thiết kế sư cũng không phải kịch truyền hình trong cái gì mai danh ẩn tích tổng tài yêu thượng tiểu trợ lý càng nhiều là kỳ phùng địch thủ chí lớn gặp nhau hai cái người liền cũng lặng lẽ mà đi tới cùng nhau không có mỗi ngày nị oai nhân công quên tư có chính là cùng nhau tăng ca sau cùng nhau tại văn phòng nhìn nhau mỉm cười đưa nàng đến gia chu thục di tổng cũng hiểu được này như là một hồi không thực tế mộng nàng từ tiểu học sẽ chính là không cần xa xỉ cầu không cần chờ đợi bởi vì may mắn vĩnh viễn sẽ không dừng ở nàng trên đầu chỉ có cắn răng dựa vào chính mình từng bước một dẫm tại giao nhỏ thượng tài năng đi qua tối khổ lộ nàng cùng hà hoài một cái tại thiên một cái trên mặt đất nàng không là cô bé lọ lem cũng không phải cái gì gặp rủi ro công chúa nàng rõ ràng mà minh bạch này chỉ có thể là một hồi luyến ái ai nhượng thế sự chớ quá mức môn đăng hộ đối ngài hảo xin hỏi ngươi là chu tiểu thư sao chu thục di ngẩng đầu ánh đập vào mí mắt là một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 30 điểm nữ nhân ăn mặc đơn giản thu eo màu đen váy liền áo tóc ngắn nóng quyển thon dài trên cổ treo dẫn nhân chú một trân châu vòng cổ nếu không là biết nàng là ai khi chu thục di khẳng định sẽ cho rằng nàng cận có 30 mươi suất đầu nhưng nàng lại rõ ràng bất quá người này là ai vậy nàng là hà hoài mụ mụ mộng nên tỉnh ngài hảo a di mời ngồi chu thục di có chút co quắp đối diện nữ nhân là hà hoài mụ mụ cùng nàng tưởng tượng giống nhau như đúc cũng hòa phong nghe trong nói không có quá lớn khác biệt bọn họ đều nói hà hoài mụ mụ là cái lợi hại nữ nhân cụ thể như thế nào cái lợi hại pháp đều là ngậm miệng không nói mà chu thục di trong tưởng tượng hà hoài mụ mụ có khí chất sấm trên gió cuốn nhanh nhẹn tựa như trước mắt nữ nhân nhất dạng. Đang tỉnh thu mỉm cười, ngồi xuống điểm cốc bạch thủy, nàng đối nơi này cà phê có thể không nửa điểm hứng thú, đánh giá trước mắt nữ nhân. Ngồi ở ghế trên thoạt nhìn cũng có thể nhìn ra tọa đến thẳng tắp, dáng người tiêm tế, mặt mày thoạt nhìn có vài phần anh khí, có lẽ là làm việc và nghỉ ngơi không tốt lắm, có thể nhìn ra trang dung sau lưng mặt sắc mặt hẳn là không tính quá tốt. Cái đó và nàng tưởng nhất dạng, hà hoài ánh mắt còn đi, tìm cái dễ nhìn nữ hài chính là còn chưa đủ đi nàng xem qua này nữ hài thân gia bối cảnh gia đạo sa sút không cái phụ thân còn có một đôi đệ muội công tác năng lực rất cốt là trang ái châu báu thiết kế bộ đắc lực bảo kiếm chính là muốn xứng thượng nàng nghi tử có thể còn xa xa không đủ đang tỉnh thu gợi lên khóe môi lộ ra cái tiêu chuẩn cười chu tiểu thư ngươi bảo ta hà thái thái là có thể nghe đối phương mới lạ khẩu khí đánh nát chu thuộc di cuối cùng huyễn tưởng ngơ ngác mà ứng thanh là liền cúi đầu không muốn đi phía trước nhìn rất chật vật thật sự rất chật vật một vạn lần ở trong đầu diễn thử cảnh tượng lại tại chân chính phát sinh khi đem nàng triệt để đánh bại nàng từng thử nghĩ quá một vạn loại khả năng là muốn khẩn cầu đối phương không cần chia rẽ bọn họ vẫn là muốn kiên quyết rời đi hoặc là muốn hung hăng trả thù có thể hiện tại nàng lại chỉ có thể ngồi ở đây vẫn không nhúc nhích Chu Thục Di không trách đối phương, nàng từng chính mình nghĩ quá, nếu như chính mình tương lai hài tử, nàng sẽ hy vọng đối phương tìm một cái cái dạng gì người. Con đường nào cũng tới thành La Mã, không tất yếu phi tuyển một điều đường vòng, tại Hà Hoài trong mắt có lẽ nàng là mãn phân, có thể tại người nhà của hắn trong mắt, nàng hẳn là chính là cái liên lụy, muốn ăn thịt thiên nga chốc đầu. Đang tỉnh thu nhìn trước mắt nữ hài cúi đầu không dám nói lời nào bộ dáng, trong lòng đối nàng tự mình hiểu lấy rất là vừa lòng, dù sao a, à, coi trọng nàng nhi tử nữ hài còn nhiều là, muốn thật sự trở thành nàng nhi tử thê tử, a, à, kia cần phải nhiều đến nhiều. Nàng từ trong bao xuất ra tiền bao, từ bên trong lấy ra nhất trương trước đó chuẩn bị tốt 500 vạn chi phiếu, nhẹ nhàng mà đặt lên bàn đẩy đến Chu Thục Di trước mặt. Đang tỉnh thu từng câu từng chữ. Chu tiểu thư, này trương chi phiếu thỉnh ngươi nhận lấy, ta hy vọng ngươi Chu Thục Di ngốc ngốc mà nhìn bị đẩy đến trước mặt chi phiếu, nàng lại phải như thế nào ni, là đứng lên hung tợn mà nói một câu ngươi nghĩ rằng chúng ta ái tình là có thể bị nhục nhã sao. Vẫn là muốn giống trên mạng tiết mục ngắn trong cười đối đối mặt phu nhân nói con của ngài 500 vạn cũng không đủ. Cũng hoặc là. Nhưng này khi lại chỉ muốn trầm mặt, nàng là thật, chân tâm mà, thích hà hoài, không vì tiền, không vì danh, không vì công tác nhưng là con đường nào cũng tới thành la mã hà hoài sinh ra đến ngay tại la mã nàng đã sớm tại mặt khác cái tinh cầu phi đều phi không đi qua như vậy khoảng cách lại nói chuyện gì chân ái vô địch ni chỉ có vô số câu bức chính mình nhận rõ hiện thực đi nhưng trước mắt gì phu nhân không biết vì sao sẽ không chịu đem kia dư lại nửa câu nói xong nàng là muốn nói ly nàng nhi tử xa một chút ni hãy để cho chính mình và nàng nhi tử chia tay rời đi này tòa thành thị rời đi trang ái châu báo. Chu Thục Di ngẩng đầu nhìn tay còn áp tại chi phiếu thượng đang tỉnh thu, đối phương cau mày, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hoảng đầu thoạt nhìn không là rất thoải mái bộ dáng, cho dù là vào thời khắc này cảnh tượng, nàng cũng không cách nào mắt thấy đối phương xuất sự, có chút lo lắng vừa định thấu đi qua, đối phương lại đột nhiên mở ra mắt. Thất thần con mắt tự hồ là bỗng nhiên hoàng hồn, nhìn mình chầm chầm nhìn không chuyển mắt, nửa ngày lộ ra cái nụ cười thỏa mãn chu thục di vừa lòng đang tỉnh thu đem đẩy đến một nửa chi phiếu gắt gao mà bỏ vào chu thục di lòng bàn tay cho dù là thượng trang đều có thể nhìn chu thục di mặt mắt thường nhưng nhìn trắng bạch miệng nàng môi nhẹ nhàng đóng mở mấy lần chưa nói suốt nói đang tỉnh thu lộ ra tự tiến vào về sau tối ôn hòa cười thục di cho ngươi 500 vạn thỉnh ngươi cần phải cùng ta nhi tử cùng một chỗ ta sẽ rời đi tiền này không cần Vừa dứt lời Chu Thục Di thần sắc kinh ngạc. Chu Thục Di Ha Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 500 Vạn Nhi Tức Phụ hai Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong bao phóng nhất chương 500 Vạn chi phiếu cảm giác là thế nào? Chu Thục Di tưởng nàng hiện tại nhất định có thể hoàn mỹ mà trả lời vấn đề này đáp án chỉ có hai chữ, mê mang. Nàng là ai, nàng tại nào, nàng đã trải qua cái gì? Nàng ngơ ngác mà cùng tại đang tỉnh thu phía sau, đang tỉnh thu tay kéo nàng tay, nàng có thể cảm giác được đối phương trên tay nộn đến tựa hồ liên năm tháng dấu vết đều không có, cùng nàng tay một chút đều không giống, nàng tay bởi vì hàng năm cầm bút, nắm chuột máy tính đã sớm tại đầu ngón tay. Thủ đoạn liên tiếp địa phương khởi thật dày kén. Mới vừa bị nắm chặt thời điểm, Chu Thục Di rất co quách, có chút ngại ngùng, muốn né tránh, lại bị đối phương gắt gao mà kéo chặt tay. Rõ ràng các nàng xế chiều hôm nay mới lần đầu tiên thấy, chính là tán gẫu một hồi lâu, lại giống như đã thân thiết đến so với ai khác đều phải hảo. Trên thực tế Chu Thục Di không phải là một cái như quen đã lâu người, nàng thậm chí có chút chậm nhiệt, nhưng hà hoài mụ mụ thật sự là lực tương tác siêu cường trò chuyện trò chuyện liên nàng che giấu dưới đáy lòng tối không muốn người biết tâm sự đều một chút một chút phun ra nàng rối rắm quá ngàn thứ vạn lần mà ngay cả lần đầu tiên cùng hà hoài nói chuyện nhà của mình đều cảm giác đến khó với mở miệng không là bởi vì khinh thường ghét bỏ nhà mình chỉ là có chút cảm thấy quá mức chật vật có thể những cái đó không dám nói không muốn nói lại tại a di trước mặt một chút mà một chút mà toàn bộ lấy ra không hề phòng bị có lẽ là a di lời nói quá mức ôn nhu hoặc là a di ánh mắt quá mức động nhân lại nhượng nàng dở xuống toàn bộ tâm phòng a di thân thượng giống như có một phi phàm loại ma lực chỉ cần nghe nàng nói chuyện có thể đi theo cười đi theo nghiêm túc nghe nàng phái đi rõ ràng muốn đem chi phiếu trả lại lại tại nàng kiên trì hạ quân lính tan rã ngược lại là còn bỏ thêm uy chắc lại thu cái gặp mặt tiền lì xì thậm chí còn theo nàng ghi chú cái tương lai phiêu lượng bà bà loại này sự nàng tưởng đều chưa bao giờ nghĩ qua. Rõ ràng Hà Hoài đều sinh khí đối nàng nói qua, hy vọng nàng không cần tại tiền tài thượng quá mức mẫn cảm, nhưng nàng chính là không đổi được chính mình chật vật lòng tự trọng, có thể tại A Di trước mặt, lại nửa điểm thương tự tôn linh tinh ý tưởng đều vô. Mà ngay cả này đốn cà phê cũng là đang tỉnh thu phó tiền, tuy rằng Chu Thục Di ý đồ dành trước mua đơn, nhưng oai phong giang hồ đang tỉnh thu như thế nào thất bại, một câu nào có tương lai bà bà đệ một bữa cơm khiến cho tương lai nhi tức phụ mời khách đạo lý ngược lại là nhượng chu thục di vẻ mặt đỏ bừng chỉ phải yên lặng thuận theo đảo mắt đi tới cửa đang tỉnh thu nhìn về phía vẫn luôn đỡ cô gái của mình trong lòng rất là vừa lòng thục di hôm nay nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm buổi tối quay về có thể phải cẩn thận nghỉ ngơi biết sao a di trước đi xử lý sự tình đang tỉnh thu thân mật mà tiến đến chu thục di bên tai cáo biệt. Nghĩ nghĩ, lại kéo xuống cửa sổ xe, tiếp đón Chu Thục Di, tại đối phương bên tai lặng lẽ mà nói câu nói, liền cười đến chí đắc ý mãn, thăng lên cửa sổ xe, hướng Đan thị tập đoàn chạy tới. Chu Thục Di thẹn thùng đến liên cổ, sau tai đều bị vựng nhiễm thượng dễ nhìn hồng sắc, trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa mới A Di nói câu nói kia. Ngươi chính là A Di hoa số tiền lớn mua xuống, ngàn vạn muốn thay A Di hảo dễ sửa trị xú tiểu tử một phen. Chu Thục Di đứng ở tại chỗ xa xa mà huy tay cùng rời đi đang tỉnh thu cáo biệt, nghĩ đến chính mình đặt ở trong bao 500 vạn chi phiếu tại đối phương kiên trì hạ vẫn là không có còn thành, càng là cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hà Hoài mụ mụ đây là lấy 500 vạn đem nàng mua sao? Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, quanh co, hy vọng, Chu Thục Di tưởng nàng hôm nay trải qua hẳn là đã là không thể siêu việc đi. Có thể nghĩ như vậy, lại lén lúc mà lén lút mà cười. Thật hảo, thật hảo. Nhưng mà ở trên xe đang tỉnh thu thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này nàng đã tạm thời đem vừa mới ôm nhu nháy mắt vứt ra sau đầu, bắt đầu tự hỏi khởi kế tiếp vấn đề. Vì mình cơ trí điên cuồng đánh côn, dù sao rác rưởi hệ thống 008 đem nàng một phen ném đến vứt ra chi phiếu nháy mắt, hoàn hảo nàng đầu óc chuyển linh hoạt, nếu không a, à, này nấu chín con vịt liền đến sinh sôi phi. Bất quá lại tưởng tượng, này 008 vẫn có chút nhân tính, dù sao nó muốn là ác hơn điểm, đem nàng ném đến chi phiếu cấp hoàng xoay người rời đi cảnh tượng, đến, khi nàng nhi tử này muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là hồi tưởng nguyên thân lưu lại đủ loại ký ức, đang tỉnh thu yên lặng mà lần thứ hai phủ định chính mình kết luận, này 008 liền không thể gặp nàng hảo. Thế giới này là thành lập với một bài tiêu chuẩn nữ cường ngôn tình văn, là hình dung từ chính là có như vậy trường, nếu như là tại đang tỉnh thu xuyên qua trước trầm mê nhìn văn website trong đại khái có thể đặt trên tứ cái như vậy nhãn nữ cường sản văn đánh mặt hào môn thế gia mà chu thục di đúng là cái này nữ cường đang tỉnh thu cập hà hoài liên can người chờ lại là cái kia đánh mặt hào môn thế gia hà hoài nhiều nhất chính là cái khổ tình nam phụ mang toàn gia già trẻ tề ra trận bị đánh mặt vì nữ chủ biến thân góp một viên gạch tại tên là trọng sinh chi ta chính là hào môn, cố sự trong, hà gia đại khái là người người hô đánh nhân vật phản diện nhân vật. Cố sự một bắt đầu nữ chủ chu thuộc di liền cùng hà hoài quen biết tương ái, tình hữu độc chung, hai người cảm tình rơi vào cảnh đẹp là lúc, hà hoài mẫu thân phát hiện nữ chủ tồn tại, nàng vô pháp tiếp thu chính mình nhi tử tìm tới nữ chủ như vậy người, cho nữ chủ 500 vạn cũng muốn cầu nàng rời đi chính mình nhi tử. Đương nhiên, nữ chủ không có nhận lấy chi phiếu, nàng chính là như đinh đóng cột mà nói cho đang tỉnh thu, nếu muốn chia tay, nhượng hà hoài chính mình đến nói, vẫn mà rời đi, lúc này nàng còn chưa từng nghĩ quá buông tha chính mình ái tình. Nhà dục lại gặp mưa suốt đêm, đương nữ chủ trở lại công ty, nàng liên tiếp gặp đã kích. Đầu tiên là nàng tỉ mỉ chuẩn bị tam phần thiết kế cảo đều bị đang liên bác bỏ, không chịu thua nàng tại công ty ngao gần một tuần đêm, dốc hết sở hữu, làm ra tên là Hoa Sen mới nở tác phẩm, có thể mệt muốn chết rồi nàng, vừa tỉnh dậy, lại phát hiện này trương thiết kế cảo đã viết thiết kế bộ bộ trưởng tên, lấy được đan liên nơi ấy, cũng đạt được đan liên ưu ái. Đối mặt một cái tiếp một cái đã kích, nữ chủ không có buông tha, tại nàng tìm kiếm bài viết bị trộn chứng cứ là lúc, thủ đến lúc ấy tại châu báo bộ làm trợ lý vô việc trợ giúp, chứng minh rồi chính mình trong sạch. Mà Hà Hoài lại bởi vì nữ chủ giấu giếm đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, đương hắn biết khi, sự tình đã giải quyết hắn vi nữ chủ cảm giác không tín nhiệm đến thương tâm cùng thống khổ nhưng hướng tới im miệng không nói mà hắn cũng không có nói ra chính là yên lặng mà vi nữ chủ quét sạch thiết kế bộ trong bộ trưởng phái người đương nhiên chuyện này chu thục di đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả hai cái rõ ràng quan tâm lẫn nhau người lại bởi vì này sự kiện càng đi càng xa mà lúc này trong tiểu thuyết tối thường thấy hiểu lầm tiết mục liền đã xảy ra Chu Thục Di cùng Vu Việt hữu tình càng phát ra khắc sâu, đang liên tinh tuyển, hoa sen mới nở, hệ liệt vật phẩm trang sức thiết kế trở thành thiết kế bộ gặp phải cự đại công tác, mỗi ngày buổi tối cùng nhau tăng ca nàng cùng Hà Hoài liên hệ một lần thiếu rất nhiều. Một cái hạ vũ ban đêm, đưa cái ô Hà Hoài đi tới Trang ái châu báo thiết kế bộ, lại xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh nhìn đến bên trong nhìn nhau cười, chặt chẽ dáng nghiên cứu thiết kế đồ hai người, hắn giáo dưỡng nhượng hắn khống chế được chính mình vọt vào đi tức giận tâm, cùng đang liên cùng nhau ra ngoài uống rượu thổ lộ tâm sự, lại bị bác quái truyền thông chụp thượng đầu đề. Nếu Hà Hoài là nam chủ, có lẽ này chính là cảm tình kiếp sống chất xúc tác, đáng tiếc hắn chỉ là một cái nam phụ, không tốt lời nói hắn tại bị hiểu lầm vĩ khuất dưới, lựa chọn trầm mặt, thương tâm đến cực điểm chu thục di đưa ra chia tay, hai người cảm tình họa thượng dấu chấm tròn. Thần thương dưới, Hà Hoài lựa chọn đi xa Pháp quốc, không muốn đối mặt không thời không khắc tràn ngập hồi ức này tòa thành thị hắn tại trước khi rời đi, buông xuống tự tôn, tại Chu Thục Di cùng hắn yêu sào trong để lại một phong thơ. Nhưng Chu Thục Di lựa chọn dọn cách đây cái tràn ngập cố sự phòng ở, chuyển nhà khi, nàng hô thượng vu việc làm cu ly giúp đỡ, phát hiện này phong thư vu việc lén lút mà đem tính ném, tại Pháp Quốc Hà Hoài cũng không biết này phong thư thu kiện người chưa từng thấy qua nội dung thư. Lúc này đang tỉnh thu lần thứ hai thượng tuyến, phát giác chính mình nhi tử bởi vì Chu Thục Di thần thương, chịu đã kích sâu sắc nàng trực tiếp đem chu thục di khai trừ xuất công ty thậm chí còn tại bê thành mặt khác công ty kia làm tốt an bài muốn đem nữ chủ triệt để đuổi ra bê thành bị khai trừ nữ chủ nhận được mẫu thân sinh bệnh tin tức nhưng lúc này trên người nàng toàn bộ tiền gửi đã không đủ năm vạn mà Vu việt liền tại chu thục di yếu ớt nhất thời điểm thừa dịp xâm nhập hắn bán lấy tiền chính mình phòng ở rời đi trang ái châu báu cùng chu thục di một cùng gây dựng sự nghiệp hai người cộng đồng thành lập độc lập châu báu thiết kế phẩm bài vũ trụ châu báu cũng trải qua đủ loại khó khăn gây dựng sự nghiệp gian khổ tại châu báu giới sáng lập hạ thuộc về mình sự nghiệp thật lâu đợi không được chu thục di tin tức hà hoài vô luận như thế nào không bỏ được buông tha chu thục di hắn liền mỗi ngày mỗi ngày cấp chu thục di gọi điện thoại gửi thư tính tức có thể hắn không biết chính là khi đó bị đuổi ra bê thành chu thục di đã đã đổi mới số điện thoại phát ra sở hữu tín hiệu đều đá chìm đáy biển hắn vẫn không cam lòng, quyết định phản hồi quốc nội, lại tại về nước sau đó phát giác mẫu thân của mình thế nhưng đem Chu thuộc Di đuổi khỏi bê thành, hắn cùng mẫu thân đại xảo sau, ngồi trên chạy tới sân bay xe, lại ở trên đường nhận đến trong nhà điện thoại, đang tỉnh thu trung phong nhập viện cứu giúp, từ sân bay chạy về hắn lại tại đến bệnh viện khi nhận đến mẫu thân đã cứu giúp không có hiệu quả tin tức. Tại sân bay, hắn nhận đến bằng hữu điện thoại, bằng hữu nói cho hắn biết chu thục di muốn đính hôn minh bạch nguyên lai đoạn tình cảm này có lẽ thật sự đã định trước không có kết quả hà hoài lựa chọn mang theo mẫu thân cho cốt trời đi quốc nội đến lão cũng không từng về nước đến lão cũng chung quy một người đến nỗi cố sự kết cục đương nhiên là châu báu giới tân tinh hai người tổ cường cường liên hợp hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau nhưng này chính là cố sự nguyên thân trong trí nhớ thì có Hà Hoài không biết sự tình. Hà Hoài cũng không biết, tại hắn từ nguyên thân văn phòng vẫn mà xuất môn sau, kia phòng ở lại nên đón tân phỏng khách, vu việc mẫu thân vu tuệ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 500 vạn nhi tức phụ 3.5 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đang tỉnh thu nhìn ngoài cửa sổ xe xe như nước chảy, tâm nhưng không cách nào bình tĩnh. Có được bình thường nhân sinh nàng, tại chưa bị 008 mang theo đến cố sự thế giới trước, nhìn tiểu thuyết khi cũng từng thường xuyên vi cố sự trong tình tiết lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, có thể nàng chưa từng nghĩ rằng, cái này cái vừa thấy liền quá cố sự trong, tức giấu một cái tiếp một cái hắc thấu nhân tâm, một đoạn đoạn kinh người cố sự. Nguyên thân từ nhỏ cùng Hà Hoài phụ thân Hà hướng tiền đính hôn, tuy rằng sinh trưởng tại đại gia tộc trong, đã sớm mưa dầm thấm đất biết rất nhiều thời điểm bọn họ hôn nhân chính là công cụ mà không phải chân ái, có thể tuổi nhỏ nàng khi đó như cũ đối hôn nhân tràn đầy hướng tới, nàng từng cho rằng nàng có thể cùng hà hướng tiền dắt tay đến lão, nương tựa lẫn nhau. Khi đó nguyên thân, đem hà hướng tiền trở thành tương lai người yêu, trượng phu, gia nhân. Có lẽ vốn là chính là một đoạn ông trời tác hợp, nhưng tại nguyên thân đọc đến đại học khi đã xảy ra cự đại biến chuyển, đại học khi, nguyên thân nhận thức một cái cùng tẩm nữ hài, cũng chậm rãi phát triển thành vì khuê mật, nàng chính là vu tuệ. Vu tuệ xuất thân từ nghèo khó xa xôi sơn thôn, gia cảnh quẩn bách nàng liên đại học đều là vay nợ thường, có thể đạt được đến trường cơ hội còn là bởi vì nàng từ nhỏ liền khảo đến hảo, đạt được một vị hảo tâm người giúp đỡ, nàng từ tiểu trong mộng, liền tràn đầy trang chính là rời đi này tòa người ở sáng tỏ tiểu sơn thôn, đến thành phố lớn trong mọc rễ nảy mầm, bỏ ra nàng cái kia khó coi da thi đậu B thành đại học nàng, vừa đến B thành nàng bị đại đô thị phồn hoa mê mắt, muốn biết, tại các nàng kia tốt nhất thị trấn, thậm chí còn so ra kém B ngoại ô khu quy hoạch, khác nhau như trời đất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Co quấp tiến nhập ký túc xá nàng, chưa từng nghĩ rằng nguyên lai thế giới này còn có như vậy hảo gian phòng, vẹn vẹn là sáu người trụ, thượng hạ giường rắn chắc đến rất, cửa sổ sáng ngời, lấy ánh sáng suốt này hảo, đây là đang trong nhà nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cũng chính là tại khi đó, tiến vào ký túc xá đang tỉnh thu lần đầu tiên nhượng nàng khắc vào trong lòng. Nàng tại đang tỉnh thu trên người một lần lại một lần minh bạch cùng người chi gian đến tục cùng có bao nhiêu sai biệt, nàng liên ký túc xá đều cảm thấy kim bích huy hoàng, có thể xá hữu lại ghét bỏ trụ người rất nhiều, nàng cảm thấy nhà ăn đồ ăn quý, có thể xá hữu lại tổng là điểm cơm gọi càng quý, nàng từ trong nhà ngàn dặm xa xôi khiên lại đây quần áo mùa hè bất quá tam bộ, tẩy một bộ liền đến phơi nắng suốt một bộ, còn thiếu đến lộ ra mắt cá chân có thể xá hữu quần áo lại có thể trang mãn ngăn tủ nhất kiện lại nhất kiện việc nhỏ đã từ từ chồng chất thành sơn một bắt đầu rõ ràng lòng tràn đầy trong trang chỉ có khát khao chính là một ngày một ngày lại biến thành chôn sâu trong lòng khắc cốt ghen tị giống như không biết tên độc xà dưới đáy lòng đóng quân một chút mà lớn lên đương nhiên nguyên thân lại đối này hết thảy hoàn toàn không biết đối với nàng mà nói xá hữu vu tuệ là cái đáng thương chất phát tiến tới cô nương, có rất nhiều nàng làm không đến lợi hại địa phương, nàng có thể sáng sớm tứ 5 giờ liền leo lên thần độc, khoa khoa công khóa đều làm mãn bút ký, thân thể khỏe mạnh, vận động cũng hảo. Còn thuần phát, thiện lương, không yêu chiếm người tiện nghi. Nàng đem vu tuệ bỏ vào chính mình khuê mật vị trí, cho rằng chính mình tốt nhất bằng hữu, vì nàng mua quần áo, cùng nhau ăn nhà ăn, cho nàng sinh nhật. Nhưng là nàng nhưng không biết, tại cự đại trên lệch bên trong, nàng làm này hết thảy đều bị vu tuệ trở thành nhục nhã, dày xéo, cho dù nàng đáy lòng lại vô nửa điểm ác ý, ở chỗ tuệ nhãn trong này hết thảy cũng chỉ là cao cao tại thượng bố thí, chẳng qua là kẻ có tiền tại đuổi khất cái thôi. Này còn không phải toàn bộ. Đại tam kia năm, đương nguyên thân kéo lưu học trở về hà hướng tiền xuất hiện tại vu tuệ trước mặt, cũng vui vẻ mà hướng vu tuệ giới thiệu chính mình vị hôn phu là lúc loại này phẫn nộ rốt cục tới đỉnh. Vu tuệ hận cực kỳ trên đời này vì cái gì có đang tỉnh thu như vậy người, không cần làm bất luận cái gì cố gắng, biến có thể có được hết thảy. Rõ ràng đang tỉnh thu đã có được vu tuệ hy vọng xa vời không đến toàn bộ, vô luận là tiền tài, gia đình, giáo dưỡng. Mà ngay cả vị hôn phu, cũng là ưu tú như thế, giàu có, không cấp nàng lưu một điều đường sống. Hà hướng tiền tựa như vu tuệ trong mộng mới có thể mơ thấy nhân vật chính, cùng khi đó lén lút tại học sinh trong truyền lưu tiểu thuyết trong viết nhất dạng, đến từ chính đại gia tộc, gia tài bạc triệu, phong độ nhẹ nhàng, lưu học lại đây, vô luận là việc học, sự nghiệp, gia đình, tiền cảnh đều không thể đo lường. Có thể nàng sẽ gả cho cái dạng gì nam nhân ni. Ở chỗ tuệ trở về nhà khi, phụ mẫu lôi kéo nàng đi chợ, thân cận một hồi tiếp một hồi, nàng nhìn những cái đó có thể nói làm người ta buồn nôn nam nhân trong lòng hận ý càng ngày càng nùng những cái đó nam nhân từ nhỏ liền ở đây phiến thổ địa cam tâm với bình thường cũng không nguyện phát triển cho tới bây giờ chỉ có biết ăn thôi no uống đã sinh hài tử thậm chí liên hảo hảo mặc quần áo cũng sẽ không càng miễn bàn những cái đó lãng mạn cảm xúc thân sĩ phong độ nếu gả cho hắn nhóm nhân sinh giống như nháy mắt có thể nhìn thấy đầu thì phải là bị vĩnh viễn mà trói buộc ở trong này có thể nàng không muốn cam tâm tình nguyện tiếp thu nhân sinh như vậy tội ác mơ màng liền như vậy nảy sinh nàng lặng lẽ mà thông đồng xá hữu vị hôn phu vu tuệ biết giống đang tỉnh thu như vậy nữ nhân sẽ không lấy lòng nam nhân như vậy cứng rắn mỗi ngày chỉ biết nghiên cứu cái gì thị trường kinh tế cũng không suy xét hướng tiền sinh lý tâm lý nhu cầu làm sao có thể thắng quá nàng ni thông đồng quá trình không hề khó khăn củi khô lửa bốc vừa châm liền cháy Tại hà hướng tiền nhìn đến, vu tuệ có được hoàn toàn bất đồng mị lực, nếu như nói đang tỉnh thu là trời sinh ưu việt, cao cao tại thượng thẳng lưng thiên nga trắng, kia vu tuệ chính là theo gió phiêu lay động, không chỗ nương tựa bồ công anh. Ở chỗ tuệ kia, hắn có thể cảm nhận được vô cùng vô tận bị sùng bái, bị yêu cầu, bị yêu. Cho nên, như vậy luân hãm. Hai người bối nguyên thân thiên lôi câu địa hỏa, một phát không thể vãn hồi, có thể cửa sổ tổng có bị thống phá ngày nào đó. Đại học Lâm tốt nghiệp, xuất ngoại du lịch mang theo cấp vị hôn phu, hảo khuê mật lễ vật đến Hà Gia Nguyên Thân, đụng phải ở trên giường ngươi nông ta nông hai người. Long trời lỡ đất sau đó, Nguyên Thân trở thành bỗng đánh viên ương kia một cái. Khi đó nàng thậm chí liên người nam nhân này cũng khinh thường muốn, chính là tại gia nhân yêu cầu dưới, nàng không thể không lựa chọn từ đó trở thành mặt cùng tâm bất hòa bạn lữ. Từ kia sau đó, nàng không còn có đem hà hướng tiền cho rằng nam nhân của chính mình, chỉ cho rằng thương nghiệp đám hỏi đồng bọn, đồng sàng dị mộng. Vu tuệ cũng tại bị bắt gian sau lặng yên không một tiếng động biến mất, từ đó sau rất nhiều năm, không còn có người nhắc tới quá nàng. Có thể nguyên thân không biết, nào có cách đức được gian phu dâm phụ, nào có có thể nói tán liền tán biểu tử cùng cậu. Nguyên thân đối với nữ chủ thành kiến cũng nguồn gốc như thế, tại vừa nghe nói Hà Hoài tìm cái tiểu thành cô nương, nàng liền nhớ tới vu tuệ cho nên từ một bắt đầu nàng liền từ đáy lòng ở chỗ sâu trong khinh thường chu thục di nàng nhận định nữ chủ leo lên quyền quý vì tiền mới tìm thượng hà hoài cũng không người lương thiện liền hạ quyết định tâm cần phải muốn chia rẽ hai người mà khi đó một câu chia rẽ lại dẫn phát mặt sau liên tiếp cố sự tại nguyên thân quá thế ngày đó nàng cuối cùng nhìn thấy người đúng là vu tuệ ngay tại hà hoài vừa ly khai không bao lâu tức giận đến lợi hại nguyên thân trong phòng làm việc ngồi thuận khí, lại đột nhiên bị người đẩy cửa vào, tiến vào đúng là nàng đời này đều không quên được, hảo khuê mật, vu tuệ, vạn phần khiếp sợ nàng nghe hảo khuê mật từng câu từng chữ, đã kích như núi. Nàng nói, kỳ thật nàng căn bản không có rời đi này tòa thành thị, mấy năm nay đến hà hướng tiền hơn phân nửa ngày đều là cùng nàng cùng nhau vượt qua. Nàng nói, hai người bọn họ có cái nhi tử, có cái gia. Nàng nói, Đương nguyên thân hy vọng hà hướng tiền về nhà vi nhi tử sinh nhật thời điểm, kỳ thật bọn họ người một nhà đang tại ngoại chơi đùa. Khi cách nhiều năm, lần thứ hai tiếp thu hà hướng tiền xuất quỹ nguyên thân cho là mình đã có thể khống chế trụ chính mình tràn đầy cảm xúc, có thể trên thực tế lại hoàn toàn làm không đến, nàng từ nhỏ giáo dưỡng nhượng nàng chậm rãi bức chính mình tiếp thu vô yêu hôn nhân, tiếp thu không chịu trách nhiệm trượng phu, tiếp thu phản bội tối bản tốt. Khả năng tiếp thu không đại biểu không bị thương, đương vu tuệ chỉ cao khí ngang mà đi đến trước mặt nàng, ý đồ trên cao nhìn xuống khoe khoang nàng ái tình, gia đình, trượng phu. Mà hết thảy này đều là từng thuộc loại nguyên thân. Nàng thật vất vả, rốt cục khống chế được tâm tình của chính mình, không nhìn tới vu tuệ, lại bị đối phương đưa lỗ tai để sát vào nói ra kia vài câu lặng lẽ nói kinh sợ tại đương trường. Ta cùng hướng tiền nhi tử ni, hướng tiền cho hắn tuyển cái tự, là càng, siêu việt càng, bởi vì hắn là đã định trước muốn siêu việt người khác, làm người thượng nhân hài tử. Lão gia tử cũng rất thích nhà của chúng ta việc việc ni, dù sao hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không giống có người ỷ vào gia đại nghiệp đại còn giống cái bị đánh bại chó rơi xuống nước, cảm tình bị thương liền chạy, thật chật vật, cùng mổ cái nữ nhân A à giống nhau như đúc. Nga, đối, tỉnh thu nói không chính xác ngươi còn nhận thức ta nhi tử ni, đối đối đối, cái khác ngươi không biết, kia khẳng định nhận thức con dâu của ta. Ta Nhi Tử Ni gọi Vu Việt, Nhi Tức Phụ Ni gọi Chu Thục Di. Ai ai ai, ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy nha. Ta nghĩ ngươi đoán được đúng hay không, chính là Hà Hoài trước bạn gái nha. Ngươi đoạt bất quá ta, ngươi Nhi Tử cũng đoạt bất quá ta Nhi Tử. Ngươi thật thảm thương, ngươi có tiền có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng có, ta còn có lão công của ngươi, gia đình của ngươi ngươi cùng ngươi nhi tử trừ bỏ chút này phá tiền hai bàn tay trắng. Nhìn đối phương cười đến vui sướng vặn vẹo khuôn mặt, đang tỉnh thu rốt cục tức giận đến thiên toàn địa chuyển, trực tiếp trụy ngã xuống đất. Mơ mơ màng màng mà nàng nghe được vu tuệ hoảng sợ, sợ hãi làm nũng thanh, cùng trượng phu của nàng ôm nhu an ủi. Hà hướng tiền nói, không có việc gì, nàng chết về sau đang thị về sau có ta một nửa, về sau đều là chúng ta việc việc. Thật lâu sau, nàng đều chỉ nghe đến bên tai biên quay về ngươi nông ta nông, nửa cái cầu cứu điện thoại đều vô, lãnh huyết đến cực điểm, vô tình đến cực điểm. Không có di chúc nguyên thân qua đời sau, tài sản phân cho trượng phu cùng Hà Hoài, tại Hà Hoài đi xa nước ngoài không bao lâu, vu tuệ liền đăng đường nhập thất, vu Việt cũng cải danh đổi họ thành Hà Việt, thành đỉnh đỉnh nổi danh Hà Gia Nhị Thiếu, kế thừa vạn trượng gia tài. Đương nhiên, khi đó chu thục di cũng chỉ là lấy vi trượng phu của mình chỉ là một cái bị thụ chú ý kế tử dù sao hà hoài cái này tiền nhiệm đại thiếu tại mẫu thân qua đời đã kích hạ phóng nhà dưới tộc sự nghiệp đi xa đánh mất quyền kế thừa này hết thảy cũng rất là thuận lý thành chương cố sự tự nhiên có thể viên mãn chấm dứt nhưng ở nguyên thân này tuyệt không viên mãn nguyên phía sau hối cực kỳ nàng đời này nhượng thân giả đau cừu giả khoái bị thương chính mình nhi tử thành toàn vu tuệ cùng nàng hài tử, nàng không cam lòng a, à, càng không tha chính mình nhi tử một người cô linh linh mà đến lão. Nhiệm vụ 1. Không cho Hà Hoài cô độc sống quãng đời còn lại, nhượng hắn cùng thật người yêu hạnh phúc sinh hoạt. Nhiệm vụ nhị. Nhượng Hà Hoài gánh vác thuộc loại hắn trách nhiệm, kế thừa đang gia. Nhiệm vụ tam. Trừng phạt Hà hướng tiền, vu tuệ. Phu nhân, công ty đã đến lái xe lão trương thật cẩn thận mà đánh thức mặt sau nhắm mắt dưỡng thần phu nhân. Lão trương chăn đơn thị tập đoàn mời đã gần 10 năm, vì đang tỉnh thu lái xe cũng đã năm 6 năm. Hắn chưa từng thấy qua giống đang tỉnh thu như vậy cũng không cùng đầy tớ loạn phát giận người, bất quá có lẽ là lâu chỗ địa vị cao uy áp khí thế, cũng hoặc là gia đại nghiệp đại tốt đẹp truyền thừa, tổng có thể cảm giác được phu nhân trên người không giận tự uy, những người không dám lỗ mãn mạo phạm. Đang tỉnh thu mở ra mắt, Hướng bên cạnh một xem xét, đã đến Hà thị tập đoàn tổng bộ. Nàng khẽ gật đầu. "Lão Trương, ta đi lên tìm A Hoài làm một hồi, ngươi có thể trước đi nghỉ ngơi một hồi, nhanh đến thời điểm ta sẽ cho ngươi điện thoại." Liền đứng dậy tại đã sớm nhận ra xe bảo an dẫn đường hạ lên lầu, vô luận là đang tỉnh thu vẫn là nguyên thân đều không có khó xử người thói quen. Bị lưu tại phía sau lão Trương nhịn không được, há to miệng, ở trong lòng ám ám mà nghĩ nghĩ, "Phu nhân hôm nay giống như đỉnh. Bình dị gần gũi. Đang tỉnh thu tọa chính là đại lâu chuyên cái thang, tốc hành hà hoài văn phòng 50 tầng, kịch truyền hình trong thường xuyên nói tổng tài chuyên dụng cái thang, nhưng trên thực tế dùng người cũng không ít, chớ nói chi là thân là tổng tài mẫu thân. Đang thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài đang tỉnh thu, muốn là nàng đều không thể đi lên, kia nhất định phải nháo điểm chê cười. Thang máy bay nhanh hướng về phía trước, 50 tầng đại lâu đều là hà thị tương ứng, có thể thấy tập đoàn chi đại. Hà thị tập đoàn làm giàu rất sớm, tại lúc đầu bắt đầu từ thực nghiệp bắt đầu sống yên, sau lại phát triển đến phòng điền sản nghiệp, quan danh bất động sản tập đoàn ở quốc nội là nổi danh nhận chuẩn nhắm mắt mua vương bài tiểu khu, ở quốc nội có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Nhưng cùng nguyên như thế, làm giàu rất sớm Hà thị tập đoàn có biết mắt nhân viên kết cấu, mà to như vậy một cái Hà thị gia tộc, cơ hồ mỗi người đều ở trong này đi làm tan tầm, Trường ra tập đoàn quy mô, trải rộng Hà thị thân thuộc khiến cho tập đoàn bản thân có chút đuôi to khó vẫy, khó có thể biến cách, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, nó như trước là quốc nội đứng đầu tập đoàn tài chính. Đang thị tập đoàn thì bất đồng, tuy rằng đồng dạng là mấy thế hệ tích tụ mà thành, nhìn như cùng Hà thị phát triển xu thế cùng loại, nhưng từ lúc đang tỉnh thu phụ thân kia đồng lứa liền bắt đầu tìm kiếm công nghệ cao kỹ thuật phát triển, đã từng bước chuyển hình trở thành quốc nội internet đầu một vị hiện tại tại trí năng di động chờ cao tân kỹ thuật sản nghiệp lấy được trọng đại thành tựu năm đó đan thị cùng hà thị đám hỏi cũng là một hồi nhất phương cầu ổn định nhất phương cầu biến cách cường cường liên hợp khi đó đan thị mới vừa gặp phải chuyển hình lo lắng căng cơ bất ổn mà hà thị ni phát triển tiến vào vững vàng kỳ đã hồi lâu hy vọng có thể cùng đan thị hợp tác chung đạt được biến cách cơ hội thậm chí gồm thâu đan thị dù sao đan Tỉnh thu chính là đan thị người thừa kế duy nhất chính là bởi vì đang tỉnh thu cùng Hà hướng tiền không hợp, hai cái xí nghiệp ngược lại là vẫn luôn không theo Hà Thị đương gia người lúc ấy ý tưởng xác nhập, đang tỉnh thu vẫn luôn độc lập trưởng quản Đan thị tập đoàn. Hà Thị tập đoàn Ni thì đã sớm giao cho Hà hướng tiền trong tay, chính là Hà hướng tiền là cái lý tưởng chủ nghĩa giả, tại công ty kinh doanh thượng nhân từ nương tay, do dự không đủ, đánh giá thất bại, làm suốt một đống nhiễu loạn, hơn nữa đang tỉnh thu ý chí sắc đá bộ dáng, sát phạt quyết đoán hà lão thái gia dốc hết sức làm chủ, đem hà hướng tiền từ công ty kinh doanh một phen loại bỏ, chỉ ăn chia hoa hồng, sinh sôi mà nâng đỡ hà hoài thượng vị. Một là sợ hà hướng tiền này bán thùng tử thủy đem giang sơn bại, nhị ni, cũng là vì đưa cho đang tỉnh thu một cái thuốc an thần, nhượng nàng sớm một chút đem đang thị giao ra đây. Khi đó nguyên thân từng một lần dao động, nếu không là nhìn chính mình nhi tử mới vừa tiếp nhận hà thị liền gầy vài vòng, sợ hãi hắn chống đỡ không nổi hai chiếc bít ma chỉ phải tạm thời tiếp tục kinh doanh, có lẽ tại kia sẽ cũng đã không có đan thị. Bất quá hiện tại đổi thành đối tương lai sự tình nhất thanh nhị sở đang tỉnh thu trong lòng chỉ tưởng ha hả. Đối với lòng tham không đủ rắn nuốt voi hà thị người một nhà, nàng chỉ cảm thấy tạ hà hoài không có kế thừa kia ra từ trong khung chảy ra lãnh huyết. Đang tỉnh thu đi vào thuộc loại hà hoài ký túc xá tầng, to như vậy tầng trệt trong chỉ có bí thư chỗ cùng hà hoài văn phòng, tỏ ý bí thư trưởng không cần thông báo, liền cũng lặng lẽ mà đi vào văn phòng. Nàng tính toán cấp nhi tử một cái tiểu kinh hỷ, đương nhiên cũng có khả năng là kinh hắc. Chân tay khẽ khàng mà mở cửa, ánh đập vào mí mắt liền là ngồi ở kia trầm tư nhi tử Hà Hoài. Hà Hoài sinh đến có chút lãnh ngạnh, lông mày thâm hắc cốc cạnh phân minh, ánh mắt có chút dài nhỏ, nhưng cũng không coi là nhỏ, sống mũi thẳng tắp mà đỉnh, môi gắt gao mà mân nhìn qua rất là kinh bạc, đều nói mỏng môi bạc tình, nhưng đang tỉnh thu biết nhà nàng nhi tử lòng có nhiều mềm mại, sâu đậm tình. Hà hoài tay đáp tại ninh thẩn mày, rất là phiền lòng, tuy rằng ngoại nhân đều nói hắn là hà thị tập đoàn tổng tài, có thể hắn đối hà thị nắm giữ lực, kỳ thật căn bản so ra kém đã lui cư nhị tuyến chỉ điểm giang hồ hà lão thái gia, mà còn hà thị cũng không giống ngoại nhân biết đến như vậy phồn hoa thịnh cảnh, ngược lại là sâu mọc một cái tiếp một cái, trước mắt vết thương rõ ràng đã là cự hình tập đoàn, có thể kết cấu còn như là cái gia tộc xưởng, tập đoàn trong một cái tiếp một cái bối phận cao. Tưởng giết gà dọa khỉ, hạ một dây ba ba cùng gia gia liền luôn tới cửa, nói những người đó không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào có thể tùy tiện qua cầu rút ván. Có thể hà hoài là thật không hiểu, này đó cá nhân ngã xuống đất có cái gì công lao. Là bài trừ dị kỹ làm tốt lắm. Vẫn là lừa trên gạt dưới làm được bổng hoặc là tham tiền nhận hối lộ kiếm được hoang hắn nhìn đến chỉ có một nội bộ sắp bị con mối ăn mòn sạch sẽ không xác đương nhiên này đó tràn đầy tâm sự hắn cũng không cùng người khác nói bất luận là mẫu thân bạn tốt vẫn là thục di hắn là nam nhân tự tiểu đã được giáo dục liền nói cho hắn biết tâm sự muốn chính mình đi khiêng chính mình đi giải quyết a à, hoài ngươi đang làm gì đó đi hà hoài nghe thấy được thanh âm quen thuộc ngẩng đầu thấy được tự gia mẫu thân không biết khi nào lặng lẽ mà đứng ở bàn công tác đối diện chính ỷ ở trên bàn nhìn chính mình hà hoài có chút co quắp mụ sao ngươi lại tới đây trên mặt không tiết lộ nửa điểm dấu vết từ nhỏ hắn chỉ biết mụ mụ cùng ba ba cảm tình không hảo bởi vậy mụ mụ liên đặt chân hà thị tập đoàn đều rất ít hôm nay đây là làm sao vậy lặng lẽ mà nhìn nhìn rơi ngoài cửa sổ cảnh chẳng lẽ hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đang tỉnh thu nhìn chống trương băng sơn mặt nhi tử, biết đáy lòng hắn khẳng định tràn ngập nghi hoặc. Không có việc gì liền không thể tới nhìn ngươi. Nhìn kia khóc mặt thiếu chút nữa biến sắc bộ dáng cười cười, hôm nay mụ mụ thấy cá nhân. Ai? Xem trọng tựa như không có việc gì, hà hoài nhịn không được lại nhìn thẳng trên tay văn kiện, dù sao phần này cái sốt ruột kiện văn kiện viết nội dung cũng không nhẹ ta thấy cái khả ái tiểu cô nương. Nhìn không phản ứng nhi tử, nàng nhịn không được giảo hoạt mà cười cười, là chúng ta công ty trăng ái châu báu thiết kế bộ, gọi chu thuộc di. Ác thú vị nàng nhìn nhi tử cuối cùng thay đổi sắc mặt rất là vừa lòng. Hà hoài nhịn không được khí lực, trên tay bút tại văn kiện thượng họa ra thật dài đường cong, hối hận mà cúi đầu, có thể vẫn là tiếp tục cải sống cải chết. Nàng là cái đỉnh, đỉnh không sai cô nương có chút dấu đầu hở đuôi hắn suốt này nói nhiều, là đã nhiều năm ưu tú công nhân viên, thiết kế xuất châu báo kiểu dáng là trang ái châu báo chủ lợi nhuận kiểu dáng, gần nhất tại cùng công ty hợp tác làm đang liên cái kia đang tử. Trong lòng hắn rất là lo được lo mất, không biết mụ mụ là từ chỗ nào biết được chu thuộc di tin tức, rõ ràng hắn tự cho là mình giấu đến rất tốt. Hắn biết đến, mẫu thân từ tiểu liền cùng chính mình nói, muốn tìm cái môn đăng hộ đối hảo cô nương, hảo hảo quý trọng nhân gia mẫu thân hy vọng hắn tìm cái ôn nhu, cố gia, gia cảnh nhiều ưu tú cô nương, có thể thuộc di cùng mẫu thân nói qua bất luận cái gì một cái bộ dáng đều không lắm tương xứng, hắn lo lắng mẫu thân thương tổn thuộc di, cũng không hy vọng thương tổn mẫu thân tâm, chính là hắn thật sự phi thường thích thuộc di. Đang tỉnh thu nhìn ngốc nhi tử đầu hồi băng sơn tan rã bộ dáng, cười mở hoa, nếu không là cảm tình đến, tự gia ngốc nhi tử lại như thế nào sẽ như vậy đầu nhập trong đó, vô pháp tự kềm chế thậm chí liên phân điểm tâm nhìn xem chính mình mụ mụ là cười vẫn là phẫn nộ công phu đều không có. Nghĩ nghĩ, nàng cũng không bỏ được tiếp tục khi dễ nhi tử. Là, thuộc di là cái hảo cô nương. Đỉnh thích hợp ta nhi tử. a à, Hà Hoài khiếp sợ mà nhìn cùng nói cười yến yến mà mẫu thân đối với mắt. Muốn là có người có thể đến hiện trường nhìn xem, nhất định là muốn khiếp sợ hỏng rồi dù sao cười thành hoa đơn tổng tài cùng khiếp sợ mặt gì tổng tài này hai cái chẳng sợ đơn lấy ra đều có thể làm tập đoàn thập đại bất khả tư nghị sự kiện chi nhất. Đang tỉnh thu nhịn không được, đem nhi tử chỉnh lý đến chỉnh tề đầu mau lộng đến lung tung, nhìn hắn ngây ngốc giống như đại hình khuyển bộ dáng cười. Nhi tử nhà mình kỳ thật cũng quái khả ái mà. Nói cái gì băng sơn mặt ni? Nàng thanh âm mang cười. Ta biết ngươi cùng thuộc di ở cùng một chỗ nàng có thể không thích quanh co lòng vòng mụ ngươi ngươi biết ta biết ta như thế nào sẽ không biết ni đang tĩnh thu thần xác nhịn không được mang lên điểm làm người mẫu thân hiền hòa chẳng lẽ ta bài tú lơ khơ kiểm nhi tử mỗi ngày về nhà liền ngây ngốc mà cười làm mụ mụ còn cái gì cũng không biết a à. nguyên thân ký ức một đoạn một đoạn mà dũng nhập đang tỉnh thu nhớ lại nguyên thân thị giác trong nhìn hà hoài tại cùng chu thục di luyến ái khi chưa từng thấy qua vui quên nước thuộc, tách ra sau cơm nước không nghĩ hoài niệm khi không yên lòng giống như nguyên thân tại không biết nơi nào địa phương thật sâu mà thở dài lặp đi lặp lại tại theo nhi tử cùng nhi tử tương lai hạnh phúc chi gian ra tấn căn cứ khó có thể quyết định đương nhiên khi đó nguyên thân lựa chọn theo chính mình tâm ý lại đem mình nhi tử thua phụ mẫu con cái chi gian nào có cái gì người thắng kẻ thua, ngàn vạn cái miễn cưỡng cự tuyệt, cuối cùng hai bên đều đau không muốn sống, cuối cùng ngược lại là sinh ly tử biệt. Đang tỉnh thu nhìn nhìn liền lại nở nụ cười, rõ ràng vừa mới còn tính toán cấp nhi tử cái dưới bậc thang, này sẽ lại tràn ngập tràn đầy ác thú vị. Đối nhi tử, ta cho ngươi tìm cái tức phụ. Còn mãn đầu óc bắt tại chu thuộc di kia hà hoài nghe mẫu thân bay nhanh nói sang chuyện khác bộ dáng, trong lòng tràn ngập lo lắng mụ mụ cùng Thục Di gặp mặt đến tột cùng nói chút cái gì. Thục Di, có bị thương sao? Này mặt danh kỳ diệu xuất hiện tức phụ vậy là cái gì ni? Gắt gao mà miếm môi, cũng không nguyện trực tiếp giáp mặt phản kháng mẫu thân hà hoài rốt cục thì khống chế không được cảm xúc, thanh âm cứng rắn mà. Mụ, ta có chuyện tưởng đối với ngươi nói, chuyện này rất trọng yếu, ngài có thể làm cho ta trước nói sao? Làm sao vậy? đang tỉnh thu nhìn đột nhiên chính sách hà hoài. Kỳ thật. Mụ, mặc dù có khi ta biết ngài đối ta có rất nhiều chờ đợi cùng ý tưởng, chính là cảm tình loại chuyện này, là muốn lựa chọn một cái đối người cùng đi về sau những mưa gió, nhìn ngươi cùng ba ba sự tình, ta cũng hiểu được rất vất vả, ta hy vọng có thể có một người vô luận mưa gió, vẫn đứng tại bên cạnh ta cùng ta chí thú hợp nhau, cùng nhau phấn đấu, ngài hiểu chưa? Hắn nuốt nước miếng. Mụ, cho nên, ta không cần ngài cho ta giới thiệu đối tượng, ta đã có thích người. Như trút được gánh nặng, rốt cục đem nội tâm thổ lộ sạch sẽ hà hoài cảm thấy sở hữu gánh nặng cảm đã trở thành hư không, hắn hy vọng có thể đạt được mẫu thân lượng giải cùng tiếp thu, nếu mẫu thân không nguyện ý tiếp thu thuộc di, hắn cũng sẽ cố gắng trở thành các nàng chi gian cầu. Ân. Tự hồ là bị nhi tự nói nghẹn lại, đang tỉnh thu đột nhiên cúi đầu. Mụ mụ ni, hoa rất đại công phu mới cho ngươi tìm cái tức phụ, còn cấp nhân gia lễ gặp mặt. Khi ngươi thật sự cảm thấy mà ngay cả gặp một lần cũng không muốn sao. Nàng lộ ra chân thành tha thiết bộ dáng, nhìn về phía Hà Hoài. Hà Hoài nghe mụ mụ nghiêm túc nói, biết mụ mụ mỗi một câu khẳng định đều là vì chính mình, chính là hắn đã có thuộc di. Hà Hoài kiên định mà lắc lắc đầu. Mụ, ta thích nữ hài ngươi cũng nhất định sẽ thích, về sau ta sẽ dẫn nàng cho ngươi nhận thức cho nên. Đang tỉnh thu lộ ra khổ sở biểu tình, cầm lên di động, điểm đến uy chắc trang mặt, lựa chọn bị đỉnh tại tối thượng đối thoại khung, tại nhi tử trước mặt lung lay một vòng, sau đó thu hồi đến nhìn chầm chầm hướng thượng tự hồ muốn làm cái gì thao tác. Ai? Đáng tiếc ta tân tân khổ khổ, thay ta nhi tử tìm nhi tức phụ hắn không cần, nhìn tới là ta nhi tử cùng nhân gia không có duyên phận. Mới vừa có chút ấy nấy hà hoài từ nhoáng lên một cái mà qua di động trong tựa hồ thấy được quen thuộc cái gì, một cái phim hoạt họa cầu vòng tiểu mã hình cái đầu, cái này hình cái đầu đối với người khác mà nói có lẽ không có gì, có thể tại hà hoài trong lòng, chỉ biết là một cái tổng là dùng cầu vòng tiểu mã làm hình cái đầu nữ hài, nhưng hắn nhịn không được đè xuống mụ mụ muốn làm chút cái gì chuyện xấu tay. Mụ, Tập trung nhìn vào hắn thấy được mẫu thân vừa mới đang chuẩn bị động tay chân kia uy chát đối thoại khung khác một đầu đúng là thuộc di, mảng đỏ mặt lên, không biết làm sao. Đậu nhi tử đậu đến Mỹ tư tư đang tỉnh thu vui vẻ cực kỳ. Ấn mụ mụ làm chi ni? Ta nhi tử không thích nhân gia, ta phải cùng người ta nói một tiếng, những nhân gia hảo hảo tìm hạnh phúc nha. Nhi tử, ngươi nói đúng hay không nha? Lời này nói được hà hoài mặt càng đỏ hơn hắn chỉ biết là ngây ngốc mà ấn mẫu thân tay, thanh âm rất là cứng ngắc. Mụ, ngươi đừng nháo. Ta, ta không không cần. Nhìn hà hoài đầu mau bị lộn loạn, lúc này hoảng loạn đến không biết làm sao, không chút nào thấy bình thường bá đạo tổng tài tác phong bộ dáng, đang tỉnh thu trong lòng ác thú vị thụ đến lớn lao thỏa mãn. Đây cũng không phải là mụ nói không cần, đây là ngươi nói không cần. Nhi tử, Ngươi như thế nào có thể nói không cần liền không cần, hiện tại còn nói muốn đi, như vậy có thể sẽ thương tổn nhân gia tiểu cô nương tâm. Hà Hoài cũng không biết chính mình mụ mụ đến tục cùng có thể nhiều nghiêm túc mà đậu hắn, hắn sở hữu nói đều bị nghẹn đến đáy lòng, lại nhịn không được ngây ngốc mà bật cười, trên thế giới còn có chuyện gì sao người mình thích bị mụ mụ tán thành càng làm người vui vẻ sự tình sao? Không bỏ được lại đậu nhi tử dù sao phàm là muốn một vừa hai phải tài năng vi về sau ngày một thậm tệ hơn làm chuẩn bị mà. Mỹ tư tư đang tỉnh thu yên lặng mà thu hồi tại nhi tử đầu thượng làm mưa làm gió tay. Nhi tử, thuộc di ni là cái hảo cô nương, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Hà Hoài vừa muốn gật gật đầu, đối mụ mụ nói tỏ vẻ tán thành, lại bị nàng không ấn bộ lộ xuất bài tạp tại đương trường. Dù sao ngươi đều nhanh ba mươi, còn không có người muốn, Mụ mụ Thiên Tân vạn khổ mới lấy 500 vạn mua cho ngươi cái tức phụ. Hà Hoài, chờ một chút, cái gì là không người muốn, cái gì là 500 vạn mua tới tức phụ. Hôm nay mụ mụ tự hồ không là rất thích hợp ni. Chưa bao giờ kiều ban chu thuộc di đầu hồi tại tối bận rộn thứ hai thỉnh nửa ngày giả, công tác cùng nhân nàng trước tiên về tới văn phòng, có thể nàng vừa đi vào thuộc loại nàng phó bộ trưởng thất, bên ngoài liền bất tri bất giác mà khe khẽ nói nhỏ đứng lên trò chuyện phó bộ bác quái các nàng không chút nào có quản bên cạnh ngốc ngốc trạm tiểu thực tập sinh nhóm các ngươi nói phó bộ có phải hay không đàm luyến ái lại nói tiếp nàng cũng là không dễ dàng qua wow, có bác quái như thế nào không dễ dàng nha nghe nói chúng ta phó bộ chính là gia cảnh nghèo khó không cha không mụ không phòng không xe các ngươi đừng nhìn nàng mỗi ngày thải cái giày cao gót quan tiên lượng lệ bộ dáng ta nghe người người sự bộ nói nhà nàng nghèo đến rất nghi vừa tới thời điểm còn phải cùng công ty dự chi tiền lương. a, à, không thể nào. Phó bộ thảm như vậy sao? Nhìn đoán không ra nha. Ôi, ngươi có thể đừng nhìn phó bộ dễ nhìn, trước nàng mấy cái kia người theo đuổi nghe nói nhà nàng như vậy, quay đầu liền chạy, muốn không thế nào sẽ đều nhanh 30 còn một người ni. Chật chật, lần trước nghe nói lưu tỷ cấp cho nàng giới thiệu chúng ta công ty mua sắm bộ phó bộ trưởng, lão lý, người trong nhà có tiền đến rất, bất quá là ly hôn mang hài tử, nàng sẽ không chịu, cũng thật sự là tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc ni. Cũng không biết ánh mắt cả ngày tại cao như vậy địa phương, có thể hay không gã đi ra ngoài, biệt thành cái lão bác chồng liền hảo. Ngươi một lời ta một ngữ, ngược lại là không lưu tình chút nào mặt, tại các nàng lời nói gian giống như chu thuộc di không lập gia đình là cái gì liên quan đến các nàng nhân sinh đại sự dường như. Đương nhiên, muốn là chu thuộc di nghe được các nàng thảo luận, cái gì cũng sẽ không nói. Dù sao đã trải qua bôn tam bị đồng sự giới thiệu ly dị trung niên đầy mở nam một tá nàng, đối với loại này không công bình phẩm phán đã sớm thói quen đến rất, dù sao nàng cũng không phải là mỗi ngày vì người khác sống, ấm lạnh tự biết. Lúc này nghe đoạn này nói lâm vào suy nghĩ sâu xa cũng là một người khác, vu Việt. Vu Việt là vừa đến trăng ái châu báu thiết kế bộ đi làm thiết kế sư trợ lý, hắn tại đây công tác là vu tuệ tỉ mỉ chọn lựa. Đệ nhất, trời cao hoàng đế xa muốn là tìm cái hà thị tập đoàn tổng bộ công tác phá hủy kế hoạch của bọn họ kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt thứ hai thiết kế bộ phó bộ trưởng vương phong đúng là vu tuệ thân biểu đệ tuy rằng một biểu ba nghìn trong nhưng là vu tuệ chính là toàn bộ thôn nịnh hót đại nhân vật vu việc đến này công tác vương phong hận không thể đem hắn phủng thượng thiên đệ tam hà hướng tiền tuy rằng lui cư nhị tuyến trong tay vẫn có chút nhân mạch quan hệ, hắn nghe được gần nhất hà thị tập đoàn trọng điểm đầu tư tại trang ái châu báo, trù tính muốn cho vua Việt từ này hỗn điểm tư lịch, tại lão nhân kia lộ lộ diện. Bởi vậy cái này, chuẩn thái tử gia liền bị nhảy dù đến này. Có thể không tưởng, tin tức này vẫn có chút vãng, thu được tin tức liền nhập chức vua Việt, vừa đến cái này phát hiện hạng mục đã bắt đầu, làm tiểu trợ lý hắn nửa điểm cũng trộn lẫn cùng không thường, nếu vận dụng vương phong mạnh mẽ nhảy dù loại này quá mức rất chỉ số thông minh sự tình, hắn cũng không phải sẽ làm. Hơn nữa cái này hạng mục là tổng bộ kia khâm điểm chu thuộc di phụ trách, Vương Phong cũng sáp không quá thượng tay, vì thế chuyện này liền lâm vào một đạo vòng lẫn quẩn. Hành chính tổng hợp trên bàn làm công nội tuyến điện thoại vang lên, thảo luận bác quái người vội vàng bốn phía mở ra, dù sao bác quái di tình, cũng chỉ là ngoài miệng thống khoái, các nàng có thể không tưởng đắc tội chu thuộc di, nếu thiết kế bộ thiếu nàng phỏng chừng cuối năm tích hiệu tiền thưởng có thể ngâm nước một nửa. Hành chính tổng hợp tiểu lệ tiếp điện thoại. Quy, ngươi hảo, thiết kế bộ văn phòng. Ân ân, hảo, gọi vu việc đi vào phải không? Minh Bạch. Mới vừa cúp điện thoại, hành chính tổng hợp tiểu lệ liền vội vàng tiếp đón vu việc tiến văn phòng. Vừa đi vào phó bộ trưởng văn phòng, vu việc liền có thể nhìn đến đang tại vùi đầu nhìn đồ chu thục di, tuy rằng hắn tại sau lưng cùng mẫu thân nói ngàn vạn thứ nữ nhân này chặn đường, cũng không thể phủ nhận nữ nhân này công tác đứng lên ngược lại là đỉnh có khí chất, năng lực cũng không sai. Phó bộ, ta đến, ngài tìm ta có chuyện gì không? Hắn giống như cung kính. Ngươi ngồi trước. Chu Thục Di Biên nhìn đồ liền tỏ ý đối phương ngồi xuống, ngươi đến thiết kế bộ cũng mấy tháng, trước ni mang ngươi lão ngô ni bị điều động đến xe thành phân bộ đi, hiện tại vương bộ trưởng ý là lần nữa phân phối trợ lý, hôm nay an bài xuống dưới, ngươi là tại thủ hạ của ta, cuộc sống sau này phải hảo hảo hợp tác. Tay khoa tay múa chân hạ, tỏ ý đặt ở trước bàn phân phối văn kiện. Văn kiện là dựa theo bằng cấp, nhập chức thời gian chờ tùy cơ phân phối, tuy rằng vương phong sử kính, nhưng thoạt nhìn cũng không rõ ràng, chu thuộc di cũng sẽ không có đa tâm. Vu Việt thấu đi lên, cầm lên văn kiện, văn kiện mới vừa cầm lấy liền lộ ra che cái tại hạ mặt di động có lẽ là thời cơ vừa vặn mới vừa lấy khai văn kiện di động bình liền bởi vì thu được tin tức sáng đứng lên dựa vào với vô việc hảo thị lực hắn rõ ràng có thể thấy nhìn đến mặt trên chưa đọc hảo mấy cái bi chát thông tri hà hoài thục di hôm nay mụ mụ cùng ngươi gặp mặt nàng cùng ta nói nàng rất thích ngươi hà hoài buổi tối cùng nhau ăn cơm sao nếu muốn tăng ca có thể mang theo thiết kế cảo, sau khi ăn xong ta cùng ngươi tăng ca. Hà Hoài 500 vạn tức phụ Vô việc giống như không chú ý, nhìn nhìn văn kiện liền phóng xuống dưới, lẳng lặng mà hướng Chu Thục Di gật đầu tỏ ý rời đi, không nhiều chen vào nói. Bối quá thân hắn lộ ra khó lường ý cười. Hắn tưởng, Chu Thục Di nhận thức cái kia Hà Hoài, hẳn là chính là hắn nhận thức cái kia. Có thú hắn vị này, hảo đại ca, cũng không phải giống trên mặt như vậy lãnh ni. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 500 vạn nhi tức phụ 6. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không thể buông tha dũng giả thắng, công tác cùng gặp gỡ công tác cùng khi, tổng có một người muốn dẫn đầu đầu hàng, Trảo di động chờ thân thân bạn gái hồi phục hà hoài trăm triệu không nghĩ tới. Chu thuộc di mới vừa cùng mụ mụ thấy hoàng mặt liền chạy trở về văn phòng tiếp tục công tác. Đến nỗi cái gì di động tin tức, yêu y chắc. Khả năng phải đợi buổi tối tan tầm thời điểm tài năng thu được hồi phục. Nguyên bản muốn cùng bạn gái cùng nhau vượt qua lãng mạn bữa tối. Chia sẻ hôm nay thụ đến mụ mụ tán thành vui sướng. Nhưng này hết thảy tiền đề là bữa tối nữ chính sẽ xuất hiện tại hiện trường. Nếu không chẳng phải là một hồi chỉ có nam nhân vật chính kịch một vai. Chính mình tìm tức phụ, nhất thiết phải hảo hảo sủng ái, liền tính công tác cuồng thì thế nào. Liền tính không để ý tới bạn trai thì thế nào. Hà Hoài Yên lặng mà tự mình thôi miên, trong lòng so với ăn hoàng liên còn khổ, rõ ràng tự cái cũng là cái công tác cuồng, có thể nói chuyện luyến ái tổng nhớ kỹ bạn gái. Rốt cục buông tha chờ đợi không đáp lại tin tức Hà Hoài bị ở bên cạnh yên lặng mà chờ đợi nhi tử tan tầm đang tỉnh thu một phen đãi trở về, có thể không có gì có lão bà quên nương đạo lý, dù sao hôm nay nàng còn nghĩ ma đao soàn soạt hướng heo dương ni. Hà Hoài cái này nhân vật trọng yếu cũng không thể vắng học. Đêm nay Hà Gia Đại Trạch ngược lại là khó được tề tụ một đường, bình thường này trường trên bàn giống nhau cũng chỉ có Hà Lão Thái Gia một người ăn, Hà Hoài công tác bận rộn thường xuyên ở trong công ty ứng phó liền đi qua, chớ nói chi là hà hướng tiền cùng đang tỉnh thu này đối đồng sàng dị mộng phu thê, hai người bọn họ gặp mặt số lần đánh giá một cái nguyệt cũng chưa tới năm lần. Đang tỉnh thu xử lý đang thị sự xã giao cũng đỉnh nhiều, tổng bỏ qua cơm chiều. Hà hướng tiền cũng đồng dạng nói mình xã giao nhiều, xã giao nhiều, trước kia nguyên thân ngược lại là tin, sở hữu khôn khéo tại hà hướng tiền trên người chuyển cái tinh quang, chỉ biết là quái đối phương không để ý ra, không trách nhiệm, nào biết đối phương không phải không cố gia, là nhiều một cái gia. Hà gia hướng tới chú ý thực bất ngôn tẩm bất ngữ quy củ, bọn họ là đại môn nhà giàu đại thế gia, rễ sâu lá tốt, tộc nhân đông đảo, không giống đan gia nhất mạch đơn truyền, nhà đơn. Lúc trước đang tỉnh thu gã lại đây tại trên bàn cơm sinh sôi mà phạm mấy lần kiên kỵ, bị chèn ép hảo vài lần mới ăn cái này giáo huấn, tại trên bàn cơm đồng dạng làm không mở miệng người câm. Hôm nay cũng là xảo, các ngươi đều trở về ăn. Hà lão thái gia ngữ mang bất mãn, mới vừa để đổ xuống tỏ vẻ dùng cơm chấm dứt liền nhịn không được mà nói. Hắn đích xác rất là bất mãn, lúc trước cấp lão đại thảo cái này tức phụ chính là đồ nàng hảo giáo dưỡng, trong nhà liền như vậy một cái khuê nữ, về sau lão đang gia đồ vật còn không đều đến cùng lại đây, có thể hiện tại lão đang gia không tại, này tức phụ còn không biết chú ý, đem tiền đều đem đến gắt gao, cũng không hiểu cái gì cường cường liên hợp sinh ý đạo lý quả nhiên là tóc trường, kiến thức đoạn. Mỗi ngày đi ra ngoài xã giao, bôn ba, nào có điểm nữ nhân gia bộ dáng. Còn không bằng lão đại bên ngoài cái kia ni, bên ngoài cái kia ngược lại là thức thời phân rõ phải trái, sẽ chịu thua, đáng tiếc A chính là của cải kém rất nhiều, không đủ kiến thức làm bọn họ hà gia tức phụ, muốn là hai người này có thể hợp nhất hợp, sẽ không có càng không hảo. Đại gia đều không tiếp lão gia tự nói ra, một lúc lâu không người nói chuyện, trường hợp yên tĩnh, chỉ có đang tỉnh thu chậm rãi ăn cơm phát ra một chút nhỏ vụn thanh âm. Hà Hoài có chút do dự, hiện tại muốn đề sự tình nói khẳng định lại là một phen gợn sóng, cũng không nói lại rất là khó làm, trầm ngâm một hồi, ông ấp đối công ty trách nhiệm tâm vẫn là đem trong lòng ý tưởng vừa phun mà xuất. Gia Gia, ba, xế chiều hôm nay có người đầu phong cử báo tính đến ta này đến. Tính thượng nói, chúng ta tập đoàn tổng bộ nhân sự bộ phó bộ trưởng Lâm Lân dùng người duy thân, tùy ý an bài chính mình thân cận người đến tương quan cương vị. Hiện tại hắn an bài người đã có vài cái đều ra đại đại tiểu tiểu vấn đề, trong đó nhắc tới trăng ái châu báo thiết kế bộ bộ trưởng Vương Phong. Đủ. Hà hướng tiền đột ngột một phách bàn, hét lớn một tiếng đứng lên, mặt trướng đến đỏ bừng. Hà hoài có chút kinh ngạc, nhìn phụ thân, hắn trong trí nhớ phụ thân nổi trận lôi đình bộ dáng khả năng vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng biết công ty nhân sự quan hệ rắc rối khó gỡ, nhưng này Lâm Lân không là nhị thúc kia người sao? Ba đây là làm sao vậy? Đang tỉnh thu để đổ xuống, ngữ điệu mềm nhẹ. Hướng tiền, ngươi làm sao, cái gì thời điểm có lấy cái bàn trút giận thói quen? Nhi tử bất quá là nói cái công ty nhân sự, liền tính người nọ là ngươi người, ngươi cũng không cần vội vã như vậy nói cái gì đi. Nàng cúi đầu cầm lấy khăn tay chà lau khóe miệng, che lại dục lộ ý cười, thật sự là lũ lục hướng Long Vương Miếu, nàng chiêu còn không có tính toán phát, như thế nào liền trùng hợp như thế vừa mới hảo đem trụ hà hướng tiền thất tất, bất quá cũng là buồn cười, hắn một cái đại công ty trước tổng tài, sao lại như vậy hình lộ với sắc, nhìn đến có tật giật mình, biệt tay trộn chung cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hà hướng tiền cứng ngắc mà ngồi xuống, cường cười hai tiếng, đột nhiên miệng lưỡi lưu loát. Ta không có gì, chính là cảm thấy a hoài ngươi vẫn là rất không kinh nghiệm rất sẽ không xử sự hắn đề tài một chuyển kiếm chỉ hà hoài ngươi lâm thúc thúc tại ngươi còn già trẻ chính là công ty nồng cốt hiện tại ta không tại ngươi liền muốn động bọn họ làm sao vậy hiện tại này niên đại ngươi còn muốn làm cái gì vô nào triều thần nấy sao thật sự là buồn cười chẳng lẽ ngươi ba nhân mã ngươi liền không thể dùng hắn cũng không biết rằng hắn lúc này bộ dáng cùng bình thường đến tột cùng có bao nhiêu khác biệt, khi thao thao bất tuyệt đề tài thay đổi bộ dáng mà ngay cả hướng tới không thế nào đa nghi hà hoài đều khởi lòng nghi ngờ, bất quá hắn đáy lòng chính là lo lắng phụ thân có thể hay không đi theo lâm lân làm gì tham ô công khoản linh tinh sự tình. Đang tỉnh thu không chút để ý mà cùng câu. Hướng tiền, ngươi cũng đừng thẩn trương như vậy, quản công ty sự tình nha, ngươi không hiểu, ba khẳng định hiểu công ty đại tổng có người lòng rối loạn, chúng ta không là muốn qua cầu rút ván, nhưng là cũng muốn giết gà dọa kỹ, muốn là ngươi cảm thấy lâm lân là nồng cốt, là nguyên lão, khi liền từ phía dưới bị bắt đến bắt đầu khai đao hảo. Đối, A Hoài vừa mới nói người kia là ai tới. Ta không nhớ kỹ, hình như là cái gì trăng ái châu báo bộ trưởng. Ta nhìn A liền từ người này bắt đầu hảo hảo thăm dò tính. Phụ tử các ngươi lưỡng cũng khỏi cần vì loại chuyện này xảo đứng lên, không tất yếu. Nàng nhìn như công chính, có thể mỗi một chữ cũng giống như dao nhỏ nhất dạng trác tại hà hướng tiền trên người. Hà hướng tiền áp ở trên bàn cái tay kia đã dùng sức đến nổi gân xanh, nếu không là đối chính mình địa hạ công phu có nắm chắc, cũng biết đang tỉnh thu khinh thường với theo dõi, bắt kẻ thông dâm, hắn khẳng định cho rằng vu tuệ bọn họ hai mẹ con bị phát hiện. Có thể nghe nói, trước châm chọc hắn sẽ không quản công ty, sau đó cư nhiên kiếm chỉ vương phong muốn là hôm nay nhượng vương phong bị làm rớt, hắn trở về tại tuệ tuệ trước mặt như thế nào công đạo, bọn họ hai mẹ con thụ nhiều ít vĩ khuất, nữ nhân này chính là trời sinh khắc hắn. Ta không đồng ý. Hà hướng tiền không cái tiền căn hậu quả, chính là đông cứng mà hô phản đối, thanh âm mang theo tức giận. Này hà gia công ty ta môn thanh, như thế nào quản hà hoài còn nộn ni? Đi. Ngươi điệt mù quấy rối. Hà hoài mặt danh kỳ diệu, điều này sao liền quan mẫu thân sự, quả thật mụ nàng chèn F3, có thể ba ba này kích động bộ dáng cũng quá qua đi. Hắn tâm trạng trầm xuống, tự gia phụ thân chẳng lẽ thật sự cùng lâm lân bọn họ làm cái gì? Hà lão thái gia nhìn tự gia vô dụng nhi tử, dưới đáy lòng lắc lắc đầu, này xuẩn nhi tử, đều hơn 40 người, nửa điểm lòng dạ đều không, hắn loại này biểu hiện con dâu vốn là không ý tưởng, đều đến sinh sôi hoài nghi, muốn là này cùng nhau nghi, sự tình đã có thể không dễ làm. Chớ nói chi là hiện tại lão đại nơi nơi là lỗ hổng, còn muốn hắn đến chùi đít, phàm là có chút bản lĩnh, không được đem con dâu đem gắt gao, làm sao làm đến hiện ở trong nhà hồng kỳ sớm đảo, bên ngoài cờ màu còn không dám phiêu cục diện. Hà lão thái gia đạo. Tỉnh thu nói đúng, hướng tiền, ngươi nhiều giống tỉnh thu học học, có thể biệt như vậy tự cao tự đại, đang thị tại tỉnh thu kinh doanh hạ phát triển đến như vậy hảo hắn dư quan có thể nhìn đến nhi tử nhà mình mặt mắt thường có thể thấy thay đổi thần sắc, ở trong lòng hung hăng mà mắng vài câu, thật sự là bùng nhão không dính được lên tường. Tại thay hắn chùi đít còn dám như vậy. Hà lão thái gia mặt thoạt nhìn cũng đen. Tập đoàn hiện tại đại, biết thật là xuất hiện rất nhiều vấn đề, này đừng nói A à Hoài ngươi, ta cũng biết, nhưng là A à Hoài ngươi tuổi trẻ khí thịnh, ngươi không hiểu, chúng ta này công ty như tay với chân mới phát triển đến như vậy đại, một cái cây cải của một cái hố đạo lý kia tại chúng ta này có thể không thể thực hiện được chúng ta đây là một cái cây cải của mang theo vô số cây cải đỏ ngươi tùy tiện động cá nhân cũng không phải là như vậy sự tình đơn giản hắn lời nói thấm thía gia gia minh bạch a hoài ngươi không thể gặp tập đoàn trong việc này nhưng là nước quá trong ắt không có cá lỏng có đạo có đôi khi cái này độ ngươi làm tổng tài vẫn là muốn cân nhắc một chút đến nỗi hôm nay ngươi đề cái này lâm lân gia gia nhìn tới cũng là không quá thích hợp động dù sao hắn tại tập đoàn năm tháng cũng lâu phía dưới thủ quá hắn chiếu cố người không thiếu hơn nữa gia gia cũng biết người này hắn ngược lại là không như vậy lòng tham hà hoài nghe gia gia nói có chút rối rắm từ ngoại quốc học tập về nước hắn không là rất có thể tiếp thu quốc nội quan hệ kinh doanh nếu chính là dựa vào quan hệ mưu cái chức vị liền tính này đó dựa vào quan hệ vô pháp vô thiên chỉ thế hiếp người thậm chí sau lưng làm việc hắn là phát tự đáy lòng không tiếp thụ được. A à Hoài, ngươi muốn đi theo ngươi gia gia học học, việc tuổi trẻ khí thịnh, cả ngày ý nghĩ kỳ lạ, đến lúc đó đem công ty làm xảy ra chuyện. Hà hướng tiền nhìn phụ thân đem Hà Hoài nói đảo, ngược lại là ngạo khí đứng lên, hắn nửa điểm không nghĩ tới, hắn hiện tại châm chọc đối râu cũng đồng dạng là của hắn nhi tử. Hà Hoài thấp đầu, không muốn lại tranh luận, cho dù quan điểm lại không ủng hộ, hắn giáo dưỡng cũng không ủng hộ hắn cùng phụ thân phát sinh trực tiếp xung đột. Đang tỉnh thu cười, nhìn trước mắt này đối lão phụ tử diễn này xuất song hoàng, có thú cực kỳ. Rõ ràng nhi tử chính là vì chính mình ở bên ngoài tiểu tình nhi, vì chính mình mặt mũi, hai cái người còn cần phải đem việc này đóng gói đến đường hoàng, giống như thật là vi công ty phát triển bày mưu tính kế nhất dạng, nàng cũng không phải biết có cái gì công ty như vậy chung quanh đào động. Mỗi ngày bị hút máu còn có thể phồng vinh hưng thịnh, nàng nụ cười này ngược lại là ba người đều đưa ánh mắt tụ tập đến trên người của nàng đang tỉnh thu nhìn không chuyển mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hà lão thái gia cùng hà hoài đối ba ta có một việc tưởng cùng các ngươi nói hà hướng tiền trước mắt nữ nhân không nhìn chính mình bộ dáng khinh thường mà viết mở rộng tầm mắt a à, liền này mãnh liệt bộ dáng bao dưỡng đến lại hảo cũng không nửa điểm nữ nhân vị ai sẽ nguyện ý nhìn hắn lựa chọn tính xem nhẹ rớt đang tỉnh thu ở bên cạnh hắn người trong mắt số một số hai mạo mỹ danh thanh. Tỉnh thu, ngươi nói. Ba, ta có cái ý tưởng, tưởng cho các ngươi tham mưu một chút. Nàng thần sắc nhàn nhạt, coi như không chút nào ý thức được chính mình vứt ra cái như thế nào. Ta nghĩ nhượng A Hoài Sa Thải Hà Thị tập đoàn tổng tài chức vị. Long trời lỡ đất, trong nhất thời nhà ăn lần thứ hai lâm vào trầm mặt. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm chuyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 500 vạn nhi tức phụ 7. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong phòng khách yên tĩnh không ngừng lan tràn, có thể mọi người trên mặt biến hóa vẻ mặt ngược lại là một chút không bình tĩnh, đang tỉnh thu lãnh mắt thấy hà hướng tiền trên mặt hiện ra áp lực không được mừng như điên, hà lão thái gia cao mày trầm tư, a à hoài kinh ngạc. Hà hướng tiền quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau như đúc, mê luyến quyền thế cùng tiền tài. Hà hoài vốn liền bởi vì đang tỉnh thu duyên cớ cùng nhi tử không thân cận, tại Hà lão thái gia kiên trì nhượng Hà hoài tiếp nhận Hà thị tập đoàn tổng tài vị trí sau đó, hắn càng là liên nói đều rất ít cùng chính mình nhi tử nói. Dù sao tổng tài vị trí chỉ có một, nhi tử hắn căn bản không thiếu, so với vô việc hiểu chuyện, Hà hoài này lăn đầu thanh liền như vậy đem vị trí tiếp đi, cũng thật sự là không đem hắn cái này phụ thân để vào mắt Hà hướng tiền một lần đều không từng nghĩ vị trí của hắn bị thân cha lấy rất là bởi vì hắn năng lực không đủ đem vốn là hỗn loạn công ty làm đến hỏng bét thu vào lỡ đất thiếu chút nữa trăm năm sự nghiệp bị hủy bởi hắn tay hắn chỉ cảm thấy là tự gia phụ thân vì hống đang tỉnh thu giao ra công ty hy sinh hắn ở chỗ tuệ ôm nhu quê nhà hắn càng là khẳng định hắn muốn vì cái gì đều không có nho mộ mà nhìn hắn mẫu tử hai người tranh đến càng nhiều gia nghiệp. Tỉnh thu, ngươi làm sao? Hà lão thái gia có chút đoán không ra nàng tâm tư, ngươi không là bởi vì vừa mới hướng tiền nói A à hoài hai câu liền buồn bực đi. Khi ngươi này đã có thể không đối, hai người các ngươi phu thê thật sự là hoan hỷ oan gia. Hắn vừa nói vào đề dùng sức mà trừng bên cạnh dục nhảy ra ngốc nhi tử, này hảo hảo mà một suất tiếp một suất, trong lòng hắn chẳng biết tại sao đột nhiên phát lên tràn đầy bất an. Ba, ta không có buồn bực, như ta vậy nói đi, là có nguyên nhân. Nhìn đến sở hữu người ánh mắt lại một lần ngưng tụ ở tại trên người của mình, đang tỉnh thu nói được không nhanh không chậm. Ta tuổi tác cũng có chút, công tác như vậy chút năm ni cũng có chút vất vả. Nàng nói ra từng câu từng chữ đều bị hà lão thái gia nghe vào trong tai, nghe lời này ngữ gian ý tứ, trong lòng hắn mừng như điên, trảo ghế giữa đem tay cũng nhịn không được khởi sướng run rẩy. này, con dâu như thế nào đột nhiên chịu ủy quyền. Có chút nghi hoặc đang chéo tại trong đầu, nhưng nhiều năm vận trù trở thành sự thật vui sướng hoàn toàn cái quá này đó. Ba ta gần nhất lão cảm giác tinh lực không quá đủ dùng, hơn nữa hiện tại đang thị cũng đi lên quỷ đạo. Nàng tình chân ý thiết. A à, hoài tại hà thị ni, vụng tay vụng chân xử lý không tốt những cái đó cái quan hệ, đang thị kia ngược lại là quan hệ muốn đơn thuần đến nhiều, cho nên ta nghĩ nhượng A Hoài đi trước đang thị rèn luyện một chút, cũng có thể thay ta tiếp nhận. Dù sao về sau này đó đều là A Hoài. Đang Tỉnh thu ánh mắt xoay quanh tại mọi người trên mặt, duy độc hữu Hà Hoài tại kia băng sơn trên mặt đã là che giấu không được lo lắng, Hà hướng Tiền Cập Hà lão thái gia kia vui sướng biểu tình đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Nàng có chút đau lòng nguyên thân, dù sao nguyên thân đối vị này công công có thể không nửa điểm xin lỗi so với hắn này nhi tử hiếu thuận đến nhiều, nhưng là hoàn hảo, Hà Hoài vẫn là cái hiếu thuận hài tử. Hà lão thái gia thanh âm khắc chế. Tỉnh thu. Ngươi thân thể này vẫn là rất trọng yếu. Hắn còn tưởng nói hai câu lời khách sáo, nhưng tựa như bị treo cà rốt lừa, ít lợi tại trước, đã khống chế không chính mình, nếu ngươi thật sự quyết định, kia ba khẳng định duy trì ngươi, bất quá A Hoài hoàn toàn có thể chiếu cố đăng thị cùng hà thị mà. A Hoài năng lực chúng ta cũng biết. Như vậy sẽ đem A Hoài mệt chết. A Hoài hắn hiện tại quảng cái hà thị đều mỗi ngày mệt đến không được, hơn nữa đang thị, này chỗ nào đi. Hà hướng tiền đột nhiên chen vào nói, này quan tâm lời nói một câu tiếp một câu, hình như là cái gì hảo ba ba dường như. Đang tỉnh thu chậm rãi địa đạo. Hướng tiền nói đúng, ta luyến tiếc A Hoài vất vả, đang thị quen thuộc về sau muốn nói cùng nhau quảng hoàn hảo, nhưng hiện tại tóm lại là cần một chút thời gian chỉ có thể vất vả ba cùng hướng tiền không khổ cực không khổ cực cũng không thể nhượng a à hoài mệt chết đi hà hướng tiền lúc này có thể nửa điểm ánh mắt không có đoạt tại phụ thân phía trước trước tiếp nói hắn sợ phụ thân lại khách sáo này hà thị lại chỉnh trở về nhi tử trong tay tại nhi tử trên tay cùng tại trên tay mình có thể nhất dạng sao đến nỗi phụ thân bất mãn vẻ mặt hắn hoàn toàn không chú ý tới lòng tràn đầy mãn não chỉ có chính mình tổng tài vị trí. Hà Hoài ngược lại là rất ngây người, nhưng là nghe được mẫu thân nói thân thể chịu không nổi chuyện này, hắn ngược lại không có nửa điểm tranh luận, dù sao còn có cái gì so mụ mụ thân thể quan trọng hơn sao. Muốn là nhượng tự gia mụ mụ vì công ty mệt suy sụp, kia kiếm mấy cái kia tiền có cái gì ý nghĩa đi. Hà lão thái gia tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà đốt, cao mày, coi như rất phiền não, có thể đáy lòng hắn đã sớm vui như hoa nở hướng tới tử suy nghĩ con dâu cuối cùng nghĩ thông suốt một nữ nhân gia gia quản như vậy đại công ty muốn cái gì dùng muốn không phải sợ hư thế cục hắn hận không thể vỗ tay gọi hảo khi cứ dựa theo ngươi nói đến làm đi hà lão thái gia giải quyết dứt khoát đem việc này liền như vậy định rồi xuống dưới vì thế này đêm vương triều thay đổi đang tỉnh thu cơm chiều qua đi thanh thản trở lại gian phòng của mình mới vừa vào ốc không bao lâu, liền nghe được thanh thúy tiếng đập cửa, nàng không cần nhìn cũng biết là chính mình nhi tử, dù sao hà hướng tiền cùng nàng đã vô sự không đăng tam bảo điện rất nhiều năm, say chết ở ôn nhu hương hắn có thể nghĩ không ra mái hiên hạ còn có một lão bà. Mời vào. Hà hoài bưng khay, trên bàn phóng một ly ấm áp sữa, mấy khối đậu xanh bánh nhân thịt, hắn đi đến, nhẹ nhàng mà đặt ở đầu giường, có chút lo lắng. Mụ, ngài rốt cuộc thân thể làm sao vậy? Này em đẹp mà, ngài thân thể như thế nào đột nhiên không thoải mái, đầu năm kiểm tra sức khỏe báo cáo thượng chưa nói có vấn đề gì, muốn hay không ta hẹn trước bác sĩ chúng ta lại đi làm kiểm tra đi. Hướng tới không yêu lại nhảy hắn cái này cũng thành nói nhiều người. Ngươi mụ ta thân thể không có việc gì, khỏe mạnh đến rất, có thể chạy có thể nhảy, chính là tưởng về hưu. Đang tỉnh thu cười nói, còn có thể tay không toái tảng đá lớn đi phân phân chung biểu diễn tạp kỹ cho ngươi xem. Hà Hoài bị mụ mụ đậu cười, hướng tới có chút nghiêm túc nàng không biết từ nào học sẽ như vậy nhiều vui đùa nói, còn tay không toái tảng đá lớn ni, hắn mụ mụ có thể tay không toái bánh nhân thịt liền không sai. Từ nhỏ nhìn mụ mụ ở bên ngoài trước mặt kiên cường, ở nhà lén lút chảy nước mắt còn không cho người phát hiện bộ dáng, Hà Hoài liền quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ nàng, có thể Hà Hoài một chút cũng chưa bao giờ nghĩ qua, hắn mụ kỳ thật căn bản không cùng hắn nói giỡn. Hắn ánh mắt thâm thúy, rất là chuyên chú. Mụ, ta có thể không nói giỡn sao? Ta sẽ lo lắng, ngươi thân thể thật sự không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng, người khác 50 tuổi đều về hưu đi trở về, ngươi mụ ta cẩn trọng công tác, hiện tại tưởng hảo hảo nghỉ ngơi còn không được nha. Đang tỉnh thu nhìn A Hoài cười mở. Mụ, ta không là ý tứ này. Hà Hoài nói bị ngạnh tại ít hầu, tự gia mụ mụ mà ngay cả năm mới đều đi cùng công ty nguyên lão tụ hội, cả ngày lấy di động phân phó nhiệm vụ công tác cùng nhất đại, hiện tại đột nhiên 360 độ đại quay đầu, lời này hắn cần phải cùng ai nói nghi. Nhìn tự gia mụ mụ bảo dưỡng đến đương, đi ra ngoài không chuẩn muốn cùng hắn xưng tỷ đệ mặt, hắn không cách nào trái lương tâm nói ra cái gì mẫu thân già rồi nói, chính là lúc này mụ mụ lộ ra mỏi mệt thần thái như thế nào nhìn cũng là quá cực khổ, nếu làm nhi tử không thể thay mẫu thân chia sẻ, vậy thì có cái gì dùng ni. Đang tỉnh thu. Thật vất vả đến trí năng thời đại, chơi một ngày di động hiểu biết mới nhất trạng thái, rất đầu nhập vào cư nhiên có chút vất vả rồi đó. Mụ, nhưng kỳ thật như vậy đem Hà thị ném ra bên ngoài có thể hay không không quá thỏa. Hà Hoài cũng không phải tham luyến quyền thế nhưng là lúc trước phụ thân ném cho hắn thời điểm là thế nào cục diện rối rắm trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn đối tiền tài này đó không như vậy coi trọng, chẳng sợ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hắn tin tưởng hắn cũng sẽ không hạ xuống người sau, chính là này hà thị, muốn là phụ thân quản, không biết có thể hay không xử lý tốt. Hắn cái này ngược lại là lo lắng vô cùng. Đang tỉnh thu một mắt nhìn ra nhi tự ý tưởng, vô luận là nguyên thân vẫn là nàng hiểu biết đến hà hướng tiền, đều là cái đầu óc trống trơn bao cỏ nhân vật, muốn không thế nào sẽ làm suốt đem vu tuệ trộn đạo mà lưu tại đây thành thị loại chuyện này ni. Nếu không phải nguyên thân vội đến bay đầy trời, cảm tình vỡ tan không thế nào quản hắn, sớm đã bị bắt gian sổ lần. Chớ nói chi là hắn con trai bảo bối vô việc tại nguyên tác trong trừ bỏ ôm thật chặt nữ chủ đùi cấp điểm tiền tài duy trì, phất cờ hò reo ngoại không nửa điểm kinh doanh thiên phú, nàng ngược lại là hoài nghi nguyên tắc cố sự sau đó rốt cuộc là nữ chủ bay lên chi đầu vẫn là hà thị tìm được dựa núi. Mụ, ngươi mệt liền hảo hảo nghỉ ngơi, cùng bằng hữu đi du lịch, tỉ như biểu tỉ các nàng gia. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đang thị có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi quản hảo. Nhìn hà hoài đột nhiên chuyên chú, đang tỉnh thu nhịn không được. Kỳ thật ni, mụ mụ cũng có cái khác ý tưởng ni. Ân. Ừ. Hà Hoài có chút mộng đang tỉnh thu cầm lấy trong tay đậu xanh bánh nhân thịt, hoặc nhìn tiểu xảo lung linh, lượt mang kim sắc bánh da một tầng một tầng mà bao bọc trụ, làm người ta thèm nhỏ giải. Nàng cầm này bánh nhân thịt hướng nhi tử trong tay chính là một phóng. Đến, ngươi ăn. Hà Hoài ngơ ngác mà tiếp nhận, đem bánh phóng ở lòng bàn tay lo lắng sái một mà bánh toái, sống 30 cái năm đầu lần đầu cảm thấy đầu óc lơ mơ. Mụ mụ ni, thích ăn nhất bánh nhân thịt, trong đó ni thích nhất chính là lão bà bánh, ngươi biết nó cùng đậu xanh bánh nhân thịt có cái gì khác nhau sao? Hà Hoài nhìn trên tay bánh nhân thịt, nửa ngày không kịp phản ứng, thất thần thần ngốc ngốc mà nói rằng. Nhân bánh không giống. Đang tỉnh thu cười lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà cấp ra tiêu chuẩn đáp án. Bởi vì nó không có lão bà. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 500 vạn nhi tức phụ. 8. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hà Hoài nhìn chầm chầm trước mắt mẫu thân dùng di động điểm khai ảnh chụp, đại khái là động vật thế giới linh tinh phim phóng sự tiệt đồ, mặt trên là hai đầu voi đang tại phun nước chơi đùa, hoặc nhìn rất là hài hòa. Bất quá đương nhiên, mụ mụ xuất ra này trương ảnh chụp nguyên nhân nhất định sẽ không đơn thuần như vậy. Đang tỉnh thu sữa uống đến đế, nàng cười đến mắt đều mị đứng lên ngươi nhìn này hình ảnh đỉnh khả ái nga nhưng là thật đáng tiếc a hoài ngươi không có ai thật sự là đáng tiếc không có voi hà hoài trả lời đến có chút dạy ra dù sao đêm nay bị mẫu thân bộ lộ vô số lần hắn quả thực không thể càng lo lắng đề phòng bình thường chỉ dùng đến bày mưu nghĩ kế đại não bay nhanh vận chuyển bắt đầu tự hỏi mẫu thân giờ phút này chính suy nghĩ cái gì chẳng lẽ là muốn tham thảo hình ảnh trong sinh thái hoàn cảnh vẫn là nói với hắn nhiều cùng bạn gái chơi, thiếu cùng bằng hữu chơi. Hai chỉ voi có lẽ đều là một cái giới tính. Không. Đang tỉnh thu nhẹ nhàng mà lắc đầu, "A Hoài ngươi a, không có đối tượng." Hà Hoài bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng, thật sự là bị đánh bại, không rõ mẫu thân như thế nào đột nhiên đối hắn có như vậy đại oán niệm. "Mụ. Thục di ngươi không là gặp qua sao?" Hắn rất là co quắp, đồng dạng là mẫu thai độc thân hắn tại gia nhân trước mặt nhắc tới bạn gái còn là có chút ngại ngùng. Đang tỉnh thu tà xem xét hắn một mắt. Khi ngươi ngược lại là đem nhân gia mang về gia nhận nhận môn nha. Ngươi là tính toán liền nói chuyện yêu đương sao. Mụ mụ cảm thấy nhân gia thuộc di là cái hảo cô nương, ngươi muốn là không đem nàng nắm chặt lao, khi nhân gia cô nương không có ngươi hối hận tử. Mụ, cái này cũng không phải ta có thể quyết định khi ngươi liền đi cố gắng a à, còn muốn nữ hài tử chủ động cầu hôn không thành chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận hoa cúc đồ ăn đều lương hung hăng mà trừng mắt nhìn ngốc nhi tử đang tỉnh thu hôn ba ba mà đem nhi tử đuổi xuất môn cách không được nguyên lai phát sinh hiểu lầm cũng sẽ không vãn hồi hà hoài này không chủ động cá tính có thể đi hiện tại đầu năm nay không đều lưu hành cái gì tiểu lan cẩu tiểu nải cẩu không tranh không đoạt Phật hệ tổ chắc là phải bị hôn luyến thị trường đào thải. Nhìn đến nàng còn phải cấp nhi tử làm một phen tư tưởng công tác đã trải qua một đêm thượng cùng tự gia thân mụ đấu trí đấu dũng, hà hoài rốt cục lấy toàn bại chấm dứt. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại hắn mang theo khay về tới phòng, nhìn chén đĩa thượng không cốc đột nhiên cười, đào lấy điện thoại ra liền khởi xướng tin tức. Hà hoài. Nếu có thể. Có nguyện ý hay không mang ta đi ngươi gia hương chơi ni. Nghe nói C Thành có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Hà Hoài. Ta cũng rất ngạc nhiên, ngươi lớn lên địa phương. Trảo di động chờ đợi không biết khi nào sẽ tới hồi phục, mà ngay cả đi rửa mặt đánh răng cũng không có buông xuống. Hà Hoài vẫn luôn chờ đến đêm dài, nhìn đến di động màn hình sáng lên hắn lập tức điểm khai, thấy được rốt cục bận biệu xong Chu Thục Di hồi phục tin tức. Chu Thục Di Gần nhất thiết kế bộ có chút vội, thỉnh không giả Chu Thục Di về sau có rảnh lại cùng đi chơi nếu ngươi đi có thể đi thủy đầu sơn kia là quốc gia cấp cảnh khu rất có ý tứ nhìn hoàng tinh tức hà hoài tâm như chỉ thủy dây hồi cái nga sau liền tiến nhập giấc ngủ trời giá rét nên nhượng trăng ái châu báu phá sản công làm cái gì cũng không có quan trọng như thế công tác lại trọng yếu cũng muốn ngẫu nhiên quan tâm hạ bạn trai đi khuyết thiếu ái tình hà hoài hôm nay cũng là trước sau như một cô đơn phiền muộn Chu Thục Di hồi phục hoàng tin tức liền ngửa mặt nằm ở trên giường, tuy rằng phát đi tin tức lại đông cứng, lại tràn ngập thẳng nam khí tức, nhưng kỳ thật nàng đáy lòng ẩn ẩn mà đoán được Hà Hoài ý tứ. Vì chat trong tương lai bà bà cùng Hà Hoài đặt song song cùng một chỗ, nhượng nàng tại đây nhược thành phố lớn không chỗ nương tựa tâm, đột nhiên tựa hồ tìm được về chỗ. Vu Tuệ ở tại bê ngoại ô khu thế kỷ khu biệt thự trong, đừng nhìn đây là đang ngoại thành, nhưng này y sơn bàn thủy giá phòng cơ hồ là tất đất tất vàng, bị cứng tu sa hoa biệt thự cung không đủ cầu, chớ nói chi là vu tuệ trụ này đóng phòng vương. Đây là đang hơn 10 năm trước hà hướng tiền toàn khoản mua vào, tại mua vào kia năm vu tuệ liền mang theo nhi tử cùng nhau dọn đến này, khi đó hà hướng tiền nói cho vu tuệ, đây là đối nàng thưởng cho, là bọn họ yêu sao. Đương nhiên, này phòng ở đồng thời cũng có nguyên vẹn bí mật tính, dù sao hà gia đại trạch vị với tây giao, vu tuệ ở tại đông giao, này một đông một tây ngược lại là nhượng này biệt thự trở thành này đối mẫu tử ô dù. Hà Hướng Tiền đã sớm ngồi ở sofa thượng, tứ ngã chỏng vó mà không chút nào quản hình tượng, dù sao tại hắn nhìn đến chỉ có đến hắn yêu sào, hắn tài năng là cái không cần hình tượng, không cần làm bộ làm tịch chính mình, đang tỉnh thu cùng hắn tại một khối còn không phải đồ nhà hắn gia tài bạc triệu, dáng vẻ không giống như Vu Tuệ là thật tâm thật lòng yêu hắn. Lão công, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền lại đây nha. Vu Tuệ rất là ân cần, vội trước vội sau đem Hà Hướng Tiền chiếu cố đến thỏa đáng, bưng trà đưa thủy, so tối chuyên nghiệp người phục vụ còn muốn làm tốt lắm. Hà Hướng Tiền ngồi phịch ở sofa, cảm thụ trên vai lực độ thích hợp án niết, sảng khoái đến cơ hồ tưởng thở dài. Tuệ Tuệ, người lão công ta a, à, trước kia cấp không các ngươi cái gì hảo đồ vật, bất quá hiện tại đã có thể không giống. Hắn nhịn không được, cười lên tiếng dù sao ta chính là đường đường hà thị tập đoàn tổng tài vu tuệ thủ hạ không ngừng rất là kinh hỷ lão công ngươi lại làm tổng tài đối tuệ tuệ về sau ngươi cùng việc việc rốt cuộc cái gì đều không khổ hà gia mặc dù là đại gia tộc nhưng là kỳ hạ nhân sổ đông đảo tuy rằng hà hướng tiền tại này chi là chủ chi nhưng công ty cổ phần phần lớn tại lão gia tử trong tay hắn cũng chính là ăn chút chia hoa hồng Hà Hoài ngược lại là có công ty tiền lương, có thể hắn không có A, à, muốn biết hắn thoái vị vài năm này, quá đến khi ngày quả thực không là người quá. Nếu không là lão gia tử thường xuyên trợ cấp hắn điểm, Hà Hoài có đôi khi ngày lễ ngày Tết cũng muốn hiếu kính một chút, hắn đã sớm quá không nổi nữa. Vu tuệ càng phát ra nghiêm túc mà hầu hạ khởi hắn, miệng nhắc tới cái không ngừng. Khi nhất định là lão công ngươi quản được hảo nha. Này công ty như vậy đại! hà hoài nào có bản lĩnh quản ni. Chúng ta việc việc hắn đọc sách thời điểm tuy rằng học thiết kế, nhưng là vẫn luôn có chú ý kinh doanh quản lý tri thức ni, trước còn cùng ta nói muốn đi đọc cái MBA trở về, hắn mỗi ngày trong lòng tưởng chính là hắn ba ba. Lúc này không cấp nhi tử tìm cơ hội, còn phải chờ tới khi nào. Vu tuệ hướng tới không là cái sẽ bỏ qua cơ hội người. Ngươi yên tâm. Hà hướng tiền chân đáp tại trên bàn, thanh âm ngẩng cao, này bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi các ngươi nâng lên tay hướng chính ở trên người án niết tay chính là một ấn trấn an mà vỗ vỗ mấy năm nay đến nếu không là sao lại không làm tổng tài nuôi không nổi những cái đó tiểu tình nhân hà hướng tiền bên ngoài những cái đó cho tới bây giờ không đình quá có thể đếm tới đếm lui vẫn là vu tuệ tốt nhất càng miễn bàn hai người bọn họ còn có cái nghi tử hắn bạc đãi ai cũng sẽ không bạc đãi nhi tử mụ vu tuệ ôm đằng trước nam nhân vui mừng mà cười nàng chỉ biết nàng chờ đợi sẽ có thu hoạch nàng liền cùng đang tỉnh thu nhiều lần ai sống đến trường nàng là hạnh phúc nữ nhân đang tỉnh thu kia cả ngày hấp tấp bận việc dạng khẳng định không trưởng thọ chờ nàng chết nhà nàng hết thảy còn không đều là hướng tiền hướng tiền con trai bảo bối có thể chỉ có nhà bọn họ a à càng một cái nghĩ này đó lại sinh sôi bật cười lúc này mái hiên hạ một nam một nữ phân minh tưởng đồ vật hoàn toàn trái ngược lại đều cười đến dị thường đắc sắc Internet thời đại tin tức truyền bá đến rất nhanh, rõ ràng tập đoàn nội bộ nhâm mệnh văn kiện còn không có xuất, tin tức này liền sôi sùng sục. Vu Việt ngày hôm qua liền từ phụ thân nơi đó biết được tin tức này, cho tới nay cao cao tại thượng cái kia đại thiếu gia hiện tại có thể rốt cục bị đuổi hạ thần đàn. Hắn hoàn toàn không có đem phụ thân nói một cái khác tin tức nghe tiếng trong lỗ tai, dù sao tại hắn từ nhỏ đến lớn nghe được sở hữu quản giáo trong, tràn đầy đều là mẫu thân nói những cái đó. Hà Thị chính là quốc nội lớn nhất tập đoàn, về sau này đó đều là ngươi, tại hắn nhìn đến Đan Thị bất quá là có được Hà Thị sau đó phụ gia phẩm, hắn căn bản là chướng mắt. Hắn nhìn di động thượng ủy bộ đẩy đưa, Hà Thị tập đoàn tổng tài đổi mới, Hà hướng tiền nhậm tân nhậm tổng tài, tin tức nhịn không được mà thần phi sắc vũ, hận không thể trảo cá nhân đến hảo hảo khoe khoang một phen, đây chính là hắn cha. Bất quá không nhịn việc nhỏ ác hỏng mưu lớn, lúc này có thể vẫn không thể làm này đó. Vô việc xa xa mà nhìn thiết kế bộ phó bộ trưởng thất trong đang tại họa đồ chu thục di cười. Mấy ngày nay đi cùng tăng ca, nhượng nàng bước đầu đối chính mình để lại cái ấn tượng tốt, thậm chí ngày hôm qua còn khen chính mình cần lao chịu làm. Hắn chỉ cần nghĩ muốn là ông chu thục di xuất hiện tại hà hoài trước mặt, hà hoài sẽ là cái gì thần sắc, liền mỹ đến rất. Thiên công tốt, hắn cái này ngược lại là nghĩ tới cái hảo chiêu, nhẹ nhàng gõ cửa. Tại Chu Thục Di tỏ ý có thể tiến vào sau, Vu Việt liền đi vào. Làm sao vậy? Là như vậy phó bộ trưởng, chúng ta gần nhất tăng ca tại làm sống là nối tiếp tổng bộ đi. Vu Việt thoạt nhìn rất là bất an. Chu Thục Di dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn đối phương. Làm sao vậy? Nàng không rõ. Này Vu Việt tuy rằng không có gì thiết kế thiên phú, cơ sở công cũng học được không kiên định, lão làm nhiều công ít, nhưng tóm lại còn tính dụng tâm học tập. Chịu gấp bội bổ túc chính mình chỗ thiếu hụt, nhưng hiện tại như thế nào đột nhiên nói lên có không? Vô việc nửa điểm không nhìn ra đối phương ý tưởng, theo ý nghĩ của mình liền đi xuống nói. Là như vậy phó bộ, ta mới vừa vừa lấy được một điều đẩy đưa, ta cảm thấy ngài khả năng muốn chú ý một chút. Nói xong liền kéo ra trước đó điểm hảo di động trang mặt, hướng chu thuộc di triển lãm tin tức nội dung. Hắn dưới đáy lòng cười thầm, cái này có thể nhượng hà hoài dễ nhìn. Hắn không là tổng tài, còn ai vào đây chịu phản ứng hắn? Từ quốc nội tối thủ chú ý Vương lão ngũ đến bị từ nhậm người thường, hắn đảo muốn nhìn bị quan chính là thế nào. Chu Thục Di không chút nào biến thần sắc. Chúng ta thiết kế bộ cùng tổng bộ là ký hợp đồng, không quản bọn họ nhân sự quan hệ như thế nào thay đổi, chúng ta chỉ cần làm chuyện của chúng ta là đủ rồi, chúng ta chính là thiết kế sư, hợp đồng yêu cầu chúng ta làm cái gì thì làm cái đó đây là rất đạo lý đơn giản. Nói xong liền tỏ ý đối phương rời đi văn phòng, không cần ảnh hưởng đến nàng công tác. Bị nghẹn đến không lời nào để nói, vô việc phiền chán này cả ngày giảng đạo lý lớn bộ dáng, hắn bối quá thân liền đi, không muốn cùng nàng nhiều thảo luận. Hừ, nhất định là chờ người đi rồi, liền muốn vùi đầu rơi nước mắt buồn bực chính mình thiếu cái kim quy tế, không chính là không yêu tại người khác trước mặt mất mặt sau. Hắn hiểu. Chu Thục Di chờ người đi, ngược lại là thật cao mày, nàng rất sinh khí phát sinh chuyện lớn như vậy hà hoài nửa điểm không cùng nàng nói, chẳng lẽ nàng sẽ bởi vì hắn không là tổng tài liền cùng hắn chia tay sao? Một bên khí một bên dưới đáy lòng tính toán tiền gửi, muốn là hà hoài thật sự không có tiền, kia nàng kia ngược lại là còn có thể trước đối phó. Luyến ái trung nữ nhân cùng nam nhân chỉ số thông minh vi linh, cái này Chu Thục Di nửa điểm thật không ngờ hà hoài lại thế nào còn có phòng có xe, bán lấy tiền bán lấy tiền lại là cái phú hào. Internet tin tức rất nhanh, xoay ngược lại đến cũng rất nhanh, buổi sáng từ nhậm tin tức mới vừa xuất, một đống khóc hô nói lão công nghèo muội tử tại hạ ngọ kinh ngạc mà nhìn đến, các nàng lão công, lại phú. Trước Hà thị tập đoàn tổng tài Hà Hoài chính thức tiếp nhận Đan thị tập đoàn tổng tài. Tuy rằng phần lớn người đối kinh tế chú ý không nhiều lắm, nhưng Hà thị có tiền vẫn là Đan thị có tiền, chuyện này các nàng vẫn là rõ ràng nhà ai càng có danh, các nàng đều có mắt nhìn, này Hà Hoài từ đâu thị vừa đi, như thế nào liền biến hóa nhanh chóng thành đan thị tổng tài rồi đó. Chỉ nghe qua bắt đầu thì cao, sau thì đi xuống, chỗ nào nghe qua bị khai trừ rồi còn thủy hướng chỗ cao lưu. Tài chính và kinh tế phóng viên ra vẻ cao thâm mà phát rồi điều ơi bộ. Rất nhiều người cũng không biết, hôm nay đổi cương vị kia một vị, hắn thân mụ, họ đang, không sai, chính là ngươi tưởng cái kia đơn nếu không là nhiều năm như vậy, đang tỉnh thu rõ ràng không muốn cùng Hà Thị nhất lên quan hệ, phần lớn người không muốn đồng thời đắc tội hai cái tập đoàn tài chính, tin tức này phỏng chừng liền bay đầy trời, nhưng hiện tại rõ ràng tiếng gió này tùng, kia bọn họ nhất định phải nhanh chóng cọ thượng nhiệt điểm. Vì thế buổi chiều hôm nay, cơ hồ sở hữu người đều đều nhịp mà soát khởi bình. Muốn là không hảo hảo kinh doanh Hà Thị, liền chỉ có thể bị khai trừ về nhà kinh doanh đang thị, Hà Hoài, nói. Vô việc lại không khái niệm nhìn này một điều lại một điều tin tức cũng đã hiểu đan thị so hà thị không biết cao đi nơi nào, lúc này lại như thế nào an ủi mình, cũng vô pháp khắc chế trong lòng phẫn nộ. Đồng dạng là hà hướng tiền nhi tử, hà hoài tự tiểu thụ đến tốt nhất giáo dục, tưởng xuất ngoại liền xuất ngoại, muốn làm cái gì làm cái gì, hơn 20 tuổi mà bắt đầu làm hà thị tổng tài, hiện tại thật vất vả đem hắn chạy xuống, lại thành đan thị tổng tài vì cái gì chuyện tốt tổng là sẽ không tới phiên hắn đi. Bắt nạt kẻ yếu hắn quyết định lấy Hà Hoài uy hiếp khai đao, dù sao hiện tại trên tay hắn có thể trảo nhất trương vương bài, mà đao soàn soạt hướng heo dương. Đang tỉnh thu rõ ràng đã từ chức, công tác cũng giao tiếp cái sạch sẽ, có thể vẫn là dính tại hiện tại thuộc về mình nhi tử văn phòng không chịu đi. Nàng gặm bánh bích quy, thanh âm có chút hàm hồ. Ta cho ngươi giảng, ngươi đi cùng Thục Di nói, đến Đan Thị, hoặc là ta cho nàng đầu tư đều có thể, không cần lại tại trang ái công tác, cha ngươi kia tính tình, ta cho ngươi nói, không hoàng. Hà Hoài nghe mẫu thân không kiên nể gì mà ở trước mặt mình nói xong phụ thân nói bậy, tuy rằng có chút quá phận, có thể hắn cũng nhịn không được, ở trong lòng yên lặng mà đồng ý mẫu thân ý tưởng, dù sao chính mình phụ thân cái dạng gì, người khác có thể không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Chỉ sợ này trăng ái châu báu sẽ chỉ là cái càng lúng càng sâu vũng bùn. Đang tỉnh thu lại nhảy cái không ngừng. Gần quan được ban lộc ngươi hiểu hay không? Ngươi tưởng không tưởng, ngươi hiện tại không tại hà thị, trời cao hoàng đế xa, có người khi dễ thục di ngươi làm như thế nào? Có người đem bảo bối như của ta tức phụ đoạt đi làm như thế nào? Nàng tức giận đến chụp bàn. Ngươi như thế nào vẫn là không hiểu sau đó tại phát hiện chính mình chứng cứ phạm tội sau lén lúc mà thừa dịp nhi tử không chú ý đem bị chụp ra tay ấn một chất tay vịn mạc bình. Nghe đến tự tác ma, dụ hoặc, Hà Hoài rốt cục vẫn là tuần hoàn bản tâm hướng tự gia bạn gái, tương lai lão bà phát ra cầu cứu điện thoại. Thục Di, ngươi tới giúp ta. Ta đặc biệt yêu cầu ngươi. Lần đầu nghe bạn trai băng sơn tan rã thậm chí nhà kính hiệu ứng bộ dáng, bị Mỹ hoặc cùng bà bà quan tâm đã đảo nàng rốt cục quyết định từ chức, đem từ chức tính sủy tại trong túi do dự mà muốn khi nào đi đề. Lại tại đây khi đột nhiên bị Vương Phong gọi vào văn phòng. Vương Phong cầm trên tay thiết kế đồ hung hăng mà vỗ vào trên bàn. Ngươi nhìn ngươi họa những thứ này là cái gì cái ngoạn ý, tổng bộ đều bất mãn. Ngươi liên lụy chúng ta toàn bộ thiết kế bộ ngươi có biết hay không? Hắn thanh âm càng nói càng cao. Ngươi loại này sâu mọt xứng tại trang ái châu báu thiết kế bộ sao. Muốn biết Chu Thục Di thiết kế trình độ làm việc nội còn xem như số 1 số 2, trang ái châu báu không nhiều lắm nhiệt bán khoảng cơ hồ đều là xuất từ nàng tay. Nàng nhìn trước mắt bị chụp đến bay đầy trời thiết kế cảo, coi nàng nhất dễ hiểu thẩm mỹ trình độ đến xem, hoàn toàn tìm không thấy quá nhiều vấn đề. Chẳng lẽ là tổng bộ hiện tại yêu cầu chính là ngũ thải ban lan hắc bảo thạch? Vẫn là, Tổng bộ yêu cầu chính là lại hiển đại lại hiển tiểu giới thác. Trước mắt Vương Phong vẫn còn tiếp tục tức giận mắng. Ta cho ngươi biết, ngươi cút cho ta. Ngươi cút cho ta. Chúng ta không cần ngươi loại này rác rưởi. Bộ trưởng văn phòng ngoài cửa đã tụ đầy người, đại gia hai mặt nhìn nhau, muốn biết nếu ngay cả chu thuộc di tác phẩm đều không được, kia bọn họ có thể càng không được. Vô Việc chỉnh chỉnh nơ, làm tốt anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn bị hắn cùng Vương Phong đánh hảo tiếp đón, đối phương dùng sức mắng, đến thích hợp thời điểm hắn liền lóe sáng đăng tràn, đoạt được mỹ nhân phương tâm. Còn tại chỉnh lý quần áo, tìm kiếm thời cơ hắn, lại không phát hiện bên trong đột nhiên thay đổi bất ngờ. Mắng mệt Vương Phong cầm lấy chén nước hung hăng mà uống một ngụm, hơi chút trung tràng nghỉ ngơi một chút, hắn trước mắt Chu Thục Di nhìn chính mình bộ dáng, biểu tình hung ác, hung tợn mà chính là mắng. Nhìn cái gì vậy? ngươi còn có lý phải không? Hắn cần phải vi vu việc vô hảo lộ, tuy rằng hắn làm không hiểu vô việc như thế nào lại đột nhiên coi trọng Chu Thục Di, bất quá chơi chơi cũng được. Chu Thục Di nhìn trước mắt giống như diễn kịch nhất dạng cảnh tượng, rốt cục minh bạch một cái đạo lý, chim không lựa cành mà đậu, liên hoa sẽ gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, có thể người thải đến nước bùng trong chỉ biết càng lúng càng sâu. Nàng ngoắc ngoắc khóe môi, lộ ra giả cười ta có hay không lý không là ngươi tới quyết định. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ta muốn từ chức. Nàng nói vừa xong từ chức tính liền hướng trên bàn một phóng xoay người liền đi. Chỉ để lại mọi người trợn mắt há hốc mồm mặt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 500 vạn nhi tức phụ chính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com trang ái châu báu thiết kế bộ hướng tới là cùng chức nghiệp nội nổi danh không tiêu chuẩn không trình độ những cái đó thường dân hướng bên trong xem xét ngược lại là nhìn ra cái quan tiên lượng lệ tráng lệ dù sao nó chính là hà thị tập đoàn lệ thuộc trực tiếp hạ châu báu công ty sở hữu chủ yếu thành thị đại thương trường đều sắp đặt môn điếm này còn có thể không thành có thể trong nghề người có thể một cái đều không dễ gạt gẫm đối với này thiết kế bộ chỉ có bên ngoài quan tình hình bọn họ sớm chỉ biết đến rõ ràng Đầu tiên là có một nghe nói là nổi danh gà rừng đại học tốt nghiệp bộ trưởng Vương Phong, đơn từ lý lịch sơ lược thượng ngược lại là huy hoàng đến rất, dù sao vừa mới tốt nghiệp không vài năm, liền nhảy dù đến trang ái châu báo thiết kế bộ phó bộ vị trí, chờ đến thượng một vị bộ trưởng ly chức sau, trực tiếp tấn chức, đừng nói bọn họ bản công ty, mà ngay cả người ở phía ngoài cũng nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, đây rốt cuộc là đi rồi thiên đại quan hệ mới thượng vị. Mà này Vương Phong rõ ràng là thiết kế xuất thân so với những cái đó cái hành chính nhân viên càng muốn hành chính, cùng hắn hợp tác quá nhân viên đều lắc đầu, hận không thể đời này lại không thấy hắn một mắt, người có thấy người rõ ràng chính là lộng cái thiết kế, với người sao định một vạn cái chi tiết sao. Rõ ràng là cái ất phương, so với bất luận cái gì một cái giáp phương đều càng giáp phương, khó xử khởi thủ hạ của mình người không chút nào nhân từ nương tay, vì thế này to như vậy một cái thiết kế bộ, trừ bỏ những cái đó quan hệ hộ. Trên cơ bản đều đi rồi cái tinh quan. Mà vậy trong đó, một người duy nhất dựa vào đến thượng liền là Chu Thục Di, người khác là nửa giang Sang, nàng lại là toàn vách tường giang sơn, nếu không phải có nàng đỉnh, xuất thiết kế, phỏng chừng trang ái châu báo đã sớm đi hướng bắc trước, sao chép ngoại quốc đại bài con đường. Khi đó đào nàng người cũng thật không thiếu, nhưng một là trang ái lưng dựa hà thị, rất nhiều công ty cũng không muốn cùng này nháo đến không dễ nhìn hay là trăng ái đãi ngộ làm việc nội không tính thiếu, chu thuộc di bản tại ban đầu chính là hướng về phía đãi ngộ đến này, cho nên cũng âm kém dương sai ngay người xuống dưới. Có thể hiện tại, chu thuộc di ly chức. Này có thể nhượng mọi người ngã phá ánh mắt, trăng ái châu báu đây là tính toán buông tha thiết kế nghiệp vụ. Không là đoạn thời gian trước còn tại phất cờ hò reo, muốn trọng chấn uy danh, như thế nào hiện tại họa phong thay đổi bất thường. Nghiệp nội nhân sĩ xì mũi coi thường, không tin tưởng này cây rụng tiền nói phóng liền phóng, không đương hồi sự bọn họ tại không lâu sau đó mới ngạc nhiên phát hiện, này hết thảy cũng không tung tin vịt. Vương Phong nhìn di động trong tin tức, hận không thể cầm lấy di động liền xuất, hắn cuộc đời ghét nhất hướng người cúi đầu, có thể hiện tại. Thúc thúc, chúng ta muốn không phải là đem nàng tìm trở về đi. Đã thăng chức phó bộ trưởng vô Việt nói chuyện có chút nang kham, thậm chí không muốn nhắc tới cái kia tên của nàng, nhưng là hai người đều trong lòng biết rõ ràng chỉ là cái gì. Vậy ngươi nói một chút, hiện tại có biện pháp nào sẽ hảo điểm? Vương Phong phiền lợi hại, muốn biết ngày đó chính là hắn mắng chu thục duy nhất đốn, nàng mới nói từ chức, hiện tại muốn đem người tìm trở về, chẳng phải là tồn muốn cho hắn đi giải thích tâm. Nếu như là cái khác cấp dưới, hắn đã sớm phải hảo hảo mà thu thập đối phương nhất đốn, cho hắn biết cái gì gọi là thay lãnh đạo chia sẻ, không là đem nhiệm vụ cấp lãnh đạo chính là hiện tại trước mắt chính là vu việt nếu là hắn thu thập vu việt nhất đốn ngày mai đã có thể không tới phiên hắn tọa tại vị trí này vu việt trong lòng cũng viết bất mãn hắn liền không rõ vương phong như thế nào liền không hiểu chủ động đi giải quyết này vấn đề tuy nói là hắn trước hết nghĩ khó xử khó xử chu thục di nhưng việc đã đến nước này cũng không thể nhượng hắn đi làm cái gì đi nếu như bị phụ thân biết hắn này tân quan còn không có tiền nhiệm này đệ nhất đem hỏa liền đem mình phòng ở cấp điểm, kia còn có thể đi. Vương Phong cùng hắn chính là một chiếc thuyền thượng, hắn nếu bị phụ thân chướng mắt, chẳng lẽ Vương Phong sẽ có hảo trái cây ăn. Vu Việt trên mặt không lộ. Thúc thúc, ngài nói nếu không. Nếu không ta đi cùng phụ thân giải thích đi, này đó đều là ta không đối. Hắn nói lưu tại đây, cũng không tin Vương Phong còn không hiểu chuyện. Này có thể đương nhiên không thể như vậy, như thế nào có thể làm cho tiểu việt ngươi đi gánh trách nhiệm đi? Là thúc thúc không lộng hảo, cũng không ngờ đến chu thục di như vậy can trường, là vấn đề của ta, ta sẽ cùng gì tổng giải thích giải thích, tiểu việt, ngươi yên tâm a. À? Vương Phong ngoài miệng ôn hòa, Trấn An vu việt, đáy lòng sớm không biết vi đối phương trát ra mấy cái thảo người. Vương Phong trợ lý tiểu lý sao gõ cửa, liền chân tay khẽ khàng mà đi đến. Làm sao vậy? Tiểu Lý cầm lấy di động liền hướng Vương Phong kia đưa. "Vương tổng, ngài xem nhìn này đều bằng hữu vòng, vừa mới chu thuộc di phát." Vương Phong vội tiếp quá di động, ngón tay bay nhanh hoạt động, vừa mới giả bộ giả cười hoàn toàn biến mất, hóa thành cứng ngắc sắc mặt. "Này mới vừa phát." "Là, Vương tổng, chỗ này của ta mới vừa nhìn đến liền cho ngài đưa lại đây." Chu Thục Di mặc dù cách khai công ty, nhưng cũng không che chắn này đó trước các đồng nghiệp bằng hữu vòng mới vừa canh một tân liền có mắt sắc người phát hiện, vội vàng kêu tiểu lý hướng trong phòng làm việc đầu báo tin, dù sau này có thể liên quan đến bọn họ tiền thưởng hiệu quả và lợi ích. Vương Phong đem tiểu lý di động hướng vô việc kia đưa. Ngươi nhìn xem đi, nhỏ hơn. Tuy nói rõ ràng hai người bọn họ quan hệ không phải là ít, có thể tại người khác trước mặt vẫn là muốn hơi thêm che giấu một phen. Vô việc có chút bất an, Tiếp quá di động liền bị trên màn ảnh ảnh chụp lung lay mắt, người này, hắn quen thuộc đến rất, này không chính là Chu Thục Di sao? Trên điện thoại di động là Chu Thục Di mới vừa tuyên bố không bao lâu bằng hữu vòng, mặt trên là một điều chia sẻ văn chương linh, cấp trên tiêu đề viết rõ ràng. Chu Thục Di châu báo thiết kế phòng làm việc ít song sinh châu báo xác nhận xem qua thần, người là đúng người. Vẻ mặt mồ hôi lạnh mà hắn điểm mở linh, đọc nhanh như gió, nhìn văn văn chương sau tựa hồ tiết lực, liệt ngồi ở vương phong đối diện ghế sofa thượng. chu thục di nữ sĩ vừa mới thành lập châu báo thiết kế phòng làm việc tọa lạc với bê thành cảnh khâu đại lâu 28 tầng, từng đảm nhiệm nổi danh châu báo công ty thiết kế bộ phó bộ trưởng nàng tự rời đi công ty sau liền quyết định sáng lập thuộc về mình phòng làm việc. song sinh châu báo cho rằng chu nữ sĩ thiết kế phi thường phù hợp song sinh châu báo phát triển trạng thái, đặc biệt mời thỉnh chu nữ sĩ cùng công ty hợp tác đem tại tương lai trong một tháng lục tục để dời đi hợp tác sản phẩm, hạng lượng liên danh khoảng châu báo. Chỉ cần không phải thất học, đều nhìn xem hiểu này văn chương trong ý tứ, vô việc cùng vương phong liếc nhau, hai người lúc này liệt ngồi bộ dáng ngược lại là giống nhau như đúc, cái này cũng không phải dùng chó cắn chó, quyết xuất thắng bại tìm cá nhân đi cùng chu thuộc di hòa giải, người không trở lại. Trên đời, liền thiếu như vậy một viên thuốc hối hận ăn. Chu Thục Di cùng Hà Hoài hiện tại cùng chỗ tại một đống đại lâu, một thượng một chút, hoàn toàn không có cùng mặt khác tình lữ nhất dạng, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ, dù sao đây chính là hai cái công tác để nhất công tác cùng. Bất quá mỗi ngày vừa đến dùng cơm thời gian, hai người bọn họ cũng liền ngoan ngoãn mà tiến đến cùng nhau ăn cơm, đây cũng không phải là bởi vì bọn họ lưỡng học được dưỡng sinh, mà là hiện tại đương phủi tay trưởng quầy đang tỉnh thu mỗi ngày vừa đến khách sạn liền dẫn theo cơm mang theo hai vợ chồng dùng cơm. Tuy nói nàng không nghĩ làm hai cái người bóng đèn, nhưng hai người này chỉ cần một không người tại, tự nhiên liền nhịn không được thảo luận khởi công tác sự nghiệp, có thể nhượng thân. Kinh Bách Chiến đang tỉnh thu đều không điểm biện pháp. Trầm mê trí năng di động đang tỉnh thu hôm nay cơm trưa vẫn là trước sau như một mà chơi cái không ngừng, ăn phần cơm xứng hai cái di động, nhìn nhập thần liền quên ăn cơm bộ dáng sau công ty những cái đó trẻ tuổi người đều phải nghiện đến nhiều hà hoài rất là bất đắc dĩ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lại nhập thần mẫu thân nhắc nhở đối phương có thể đừng lại chơi di động nhưng điểm này dùng đều không có dù sao hắn có thể hoàn toàn không thể lý giải một cái tại không hề giải trí sinh hoạt niên đại lang bạc nhiều năm người đối mặt trí năng di động là như thế nào trầm mê hôm nay này trương ảnh chụp tuyển đến không dễ nhìn chúng ta thuộc di cần phải xinh đẹp nhiều đang tỉnh thu đem hình ảnh điểm khai hướng chính đang dùng cơm hai người kia mở ra kỳ những chu thục di ngại ngùng cúi đầu hà hoài bu lại hoàn toàn quên thượng một giây còn đang suy nghĩ đừng làm cho mụ mụ chơi di động sự nhìn đến văn chương thượng xứng đồ lập tức cũng khẳng định mà gật gật đầu ân tuyển đến không hảo thục di càng đẹp mắt nghe hà hoài nói chu thục di thẹn thùng cực kỳ đối tự gia bạn trai tại tương lai bà bà trước mặt đại thả chó lương bộ dáng có chút nổi giận, liền sử điểm tiểu khí lực thống hắn một giò. Rõ ràng khen bạn gái lại mặt danh bị thống hà hoài tỏ vẻ phi thường vô tội, mà nhìn tự gia mạch não hẳn là trì động cấp bậc tối cao nhi tử, đang tỉnh thu cũng chỉ có thể yên lặng mà nhún nhún vai, hoàn hảo, hà hoài đã tìm được bạn gái, nếu không này thật đúng là độc thân đến lão tiết tấu. Sau khi ăn xong, đang tỉnh thu nhìn trước mắt từng người chuẩn bị lại muốn đi vội hai người, vẫn là quyết định vứt xuất cái này kinh thiên đạn pháo, dù sao trù tính hồi lâu, cũng là thời điểm nổ cá. Các ngươi đều ngồi xuống, mụ có sự tình muốn cùng các ngươi nói. Đang tỉnh thu lôi kéo hai người liền hướng sofa kia thấu, nổi lên khởi chính mình kinh doanh nhiều năm diễn kỹ. Kỳ thật chuyện này ta vốn là hẳn là đơn độc cùng Hà Hoài nói, nhưng là hiện tại thuộc di ngươi cũng rất nhanh là chúng ta một phần tử, cho nên ta nghĩ nghĩ, vẫn là liền nói như vậy vừa nói. Nhìn đang tỉnh thu tự hồ đột nhiên có chút trầm trọng thần sắc, Hà Hoài cùng Chu Thục Di liết nhau, có chút bất an. A à Hoài hẳn là biết, hắn đánh tiểu, ta liền cùng phụ thân quan hệ không tốt. Hà Hoài mới sinh ra thời điểm, khi đó còn đi, hắn hơi đại điểm, chúng ta liền cũng càng ngày càng không hài lòng, thậm chí sau lại hắn lục 7 tuổi sau đó, ta liền gọi hắn trở về một chuyến cũng khó hà hoài nghe mẫu thân nói nhớ tới thơ ấu hồi ức hắn từ ngủ tuổi bắt đầu hắn sinh nhật liền rốt cuộc khuyết thiếu tên là phụ thân nhân vật hắn đã quên là nào một năm chỉ nhớ rõ khi đó mẫu thân điện thoại một cái tiếp một cái bối hắn hy vọng phụ thân trở về bồi hắn sinh nhật lại thoáng như đá chìm đáy biển cũng là kia sau đó hắn cùng mẫu thân liền cũng càng ngày càng không yêu cười nhìn hà hoài thần sắc rầu rĩ chu thục di nhẹ nhàng mà đem tay đáp ở tại hắn cùng đang tĩnh thu trên tay Trấn An mà nắm chặt hai người tay, tuy rằng không biết đã từng phát sinh quá cái gì, nhưng hiện tại bọn họ đều là nàng người trọng yếu. Đang tỉnh thu tiếp tục nói. Kỳ thật chúng ta này đồng lứa phu thê phần lớn như vậy, ngươi nói hà hoài ba ba không những cái đó hoàng đổ độc thói quen, cũng không gia bạo cái gì. Nàng cười cười, tổng so trên mạng cho hấp thụ ánh sáng những cái đó gia bạo nam gì gì đó hảo đi. Chúng ta này thế hệ, nói cái ly hôn, giống như liền đỉnh kỳ quái, cho nên ngày ấy ta liền một ngày một ngày mà ngao giống như cũng liền như vậy thói quen hà hoài nghe mẫu thân nói trong lòng rầu rĩ hắn kỳ thật vẫn luôn lựa chọn tính xem nhẹ mẫu thân không sung sướng rõ ràng hắn cũng biết phụ thân là cái nhiều không xong trượng phu vốn là ta nghĩ đời này cũng cứ như vậy về sau a chết bất quá một bồi hoàng thổ liền tán ở bên cạnh hắn coi như là chúng ta đời này làm cả đời oan gia đang tỉnh thu thanh âm suy sụp đến lợi hại chính là ta thật sự không nghĩ tới, hắn ba ba còn thật làm suốt ta không thể tưởng được sự tình. Này biến chuyển nhượng hà hoài, Chu Thục Di cũng nhịn không được ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, đối sắp nói ra nói sinh ra dự cảm không tốt, dù sao không thể tưởng được sự tình, còn có thể vài kiện hảo ni. Đang tỉnh thu nói năng có khí phách. Hà hướng tiền hắn phản bội ta. Hắn xuất quỷ. Nói vừa rơi xuống, sợ ngây người còn tại bất an trung hai người, hà hoài càng là không nghĩ tới chính mình phụ thân làm chuyện như vậy dù sao hắn cũng tiếp nhận phụ thân vị trí đã lâu như vậy thế nhưng nửa điểm tiếng gió không có nghe được mà khi còn bé phụ thân trừ bỏ lão là oán giận mẫu thân bên ngoài tại gia gia quản khống hạ phần lớn thời điểm vẫn là đúng giờ về nhà hà hoài có thể không rõ này xuất quỷ gì gì đó chỗ nào yêu cầu cố định thời gian địa điểm mà tiếng gió ngược lại là không đình quá có thể cũng muốn có người dám truyền đến hắn trong lỗ tai chớ nói chi là còn rất nhiều người không đem này đương làm chuyện gì. Xuất quỷ chuyện này người khác có thể tiếp thu, ta không tiếp thụ được, lúc trước hà hướng tiền hắn làm quá xin lỗi ta sự tình, ta liền cùng hắn ước pháp tam chương, nếu có một ngày hắn cảm thấy ngày không cách nào qua, ta lập tức đi, ta cũng không chậm trễ hắn tìm hạ một xuân, có thể hắn như vậy làm, ta chịu không được. Cũng đừng nói đang tỉnh thu chịu không được, liên hà hoài cái này cũng là ngủ lôi oanh đỉnh. Nói mãi, đang tỉnh thu từ một bên trong bao lấy ra chuẩn bị đã lâu chứng cứ, cũng cầm lấy trước đó chuẩn bị tốt khăn tay hướng mắt chu chính là một mạc, bị kích thích đến nước mắt chảy ròng, cũng không biết là thụ đến nguyên thân ảnh hưởng vẫn là vì sao, khóc khóc thế nhưng tình chân ý thiết đứng lên, hoàn toàn đình không ngừng. Nguyên thân là thật không rõ, nàng đời này kiêu ngạo liền chiếc tại hà hướng tiền trên người, nàng không cho phép chính nàng làm phản bội hôn nhân người. Nàng rất sớm sẽ cùng Hà Hướng Tiền nói được rõ ràng, ngày nào đó nên tách ra liền tách ra, không cần lén lút xuất quỷ, nàng chỗ nào biết được có người vì tiền cái gì lời thề cũng dám làm ra đến. Hà Hoài, Chu Thục Di một bên Trấn An đã khóc đến không được đang tỉnh thu, một bên lật xem bị quyển tại trong bao, nhưng phân lượng 10 phần văn kiện. Tin tức lượng rất đại. Hà Hoài đau đầu muốn nứt ra, tuy rằng chưa bao giờ đem phụ thân đương làm cái gì đội trời đạp đất đại anh hùng, nhưng trước mắt này đó hạng nhất tiếp hạng nhất, nhưng hắn đáp ứng không xuể. Nguyên đến cha mình này kết hôn gần 30 năm đến suốt quỷ không đình quá, từ bí thư, hợp tác đồng bọn đến cái gì ngoại vi tiểu thư, thậm chí hắn ở bên ngoài trường kỳ bao liền không hạ năm cái, vẫn là vài năm này yên tĩnh chút, có thể cũng tuyệt không tính sạch sẽ, càng sâu đến còn có cái chỉ so hắn nhỏ 3 tuổi nhi tử. Từ Tiểu không cảm nhận được cái gì tình thương của cha Hà Hoài, đối với phụ thân đưa cho hắn phần này đại lễ thật đúng là vô cùng cảm kích tức giận đến răng thẩn hợp, phát ra tiếng vang. Nhìn đến vô việc tên bắt tại cấp trên, Chu Thục Di mới biết được nguyên lai nàng tiểu trợ lý dĩ nhiên là Hà Hoài Ba Ba Tư sinh tử, nàng hồi tưởng lại khi đó đối phương tới gần nàng bộ dáng, đánh cái giật mình, đột nhiên ở trong lòng đối người này tràn ngập phòng bị, không chuẩn người này chính là vì Hà Hoài mới tiếp cận nàng, muốn bộ Hà Hoài nhược điểm. Quyết định từ đó rời xa vô việc Chu Thục Di không chút nào nghĩ quá có lẽ đối phương chính là đối nàng có ý tứ, chỉ cảm thấy hắn tâm cơ sâu nặng không đáng tin gần. Nhìn hai hài tử cuối cùng xem xong rồi nội dung, đôi mắt hồng hồng mà đang tỉnh thu khàn khàn giọng nói phát ra cuối cùng một kích. Ta không biết A à Hoài ngươi có thể hay không quái mụ mụ, mụ mụ muốn cùng ngươi ba ly hôn. Nhìn mụ mụ đỏ mắt, Hà Hoài nửa điểm do dự đều không có, gật gật đầu, nắm chắc mẫu thân tay mụ ngươi làm cái gì ta đều đồng ý bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video